sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát. Đức Đại Thế Chí khi chưa xuất gia học đạo thì Ngài chính là con thứ hai của vua Vô Tránh Niệm tên là Ni Ma Thái Tử. Ngài vâng lời phụ vương khuyên bảo, phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và đại chúng trọn trong 3 tháng. Quan Đại Thần là Bảo Hải thấy vậy bèn khuyến thỉnh rằng: Thưa Điện Hạ, trong sự tu phước có 2 thứ, một là tu phước hữu lậu, hai là tu phước vô lậu. Song phước hữu lậu dẫu có to tát thế nào thì chỗ cảm báo cũng chỉ ở trong cõi nhân thiên hưởng phần khoái lạc mà thôi, chứ không thoát khỏi luân hồi sanh tử. Còn như phước vô lậu thì chỗ kết quả ở ngoài 3 cõi 4 dòng, kiếp kiếp đời đời tiêu diêu tự tại. Vậy xin Điện Hạ nên vì tất cả chúng sanh mà cầu đặng nhất thiết trí, đem công đức ấy hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề, thì sự phước báo không khi nào cùng tận, mà lại đặng viên mãn cái tâm nguyện nữa. Ni Ma Thái Tử nghe Quan Đại Thần khuyên nói rành rẽ như thế, liền chắp tay thưa với Phật Bảo Tạng rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi xin đem công đức cúng dường Phật và chúng tăng trong 3 tháng, và những hạnh tu tập của tôi đã từng làm, như là 3 nghiệp của thân: 1. Không sát hại chúng sanh; 2. Không trộm cắp của người; và 3. Không tà dâm. 4 nghiệp cửa miệng: 1. Không nói láo xược; 2. Không nói theo dệt; 3. Không nói 2 lưỡi; và 4. Không nói độc dữ thô tục. Và 3 nghiệp của ý: 1. Không tham nhiễm danh lợi và sắc dục; 2. Không hờn giận oán cừu; và 3. Không si mê ám muội. Cùng là các món hạnh tu thanh tịnh của tôi mà hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và cầu đặng một thế giới rất trang nghiêm đẹp đẽ như cõi Phật biến xuất nhất thiết công đức Quang Minh Sam Dương Như Lai mà Ngài đã thọ ký cho huynh trưởng tôi đó vậy. Khi Đức Phật ấy thành đạo, trước hết tôi ra khuyến thỉnh Ngài nói đủ pháp tam thừa liễu nghĩa mà hóa độ chúng sanh. Trong khi đó tôi cũng còn tu Bồ Tát Đạo, làm việc Phật sự, dạy dỗ mọi người và làm những sự lợi ích cho các loài hữu tình, mà cầu mau đặng hoàn mãn các món công hạnh đã thệ nguyện. Đến chừng Phật biến xuất nhất thiết công đức Quang Minh Sam Dương Như Lai diệt độ rồi, thì tôi sẽ thành đạo, kế ngôi Phật mà truyền chánh pháp và hóa độ chúng sanh. Những sự trang nghiêm đẹp đẽ trong quốc độ tôi cùng là thời kỳ diệt độ và kiếp số trụ thế của chánh pháp tôi, đều nguyện y như công cuộc ứng hóa của Đức biến xuất nhất thiết công đức Quang Minh Sam Dương Như Lai vậy. Phật Bảo Tạng nghe mấy lời của Ni Ma Thái Tử nguyện, liền thọ ký rằng: Theo như lòng của ngươi muốn thành tựu một thế giới rộng lớn trang nghiêm, thì qua đời vị lai, trải hàng hà sa kiếp, ngươi sẽ được hoàn mãn các sự cầu nguyện ấy. Vì ngươi có lòng mong cầu một thế giới rất đẹp rất lớn như thế, nên ta đặt hiệu cho ngươi là Đắc Đại Thế, tức là Đại Thế Chí Bồ Tát. Sau khi Phật biến xuất nhất thiết công đức Quang Minh Sam Dương Như Lai nhập Niết Bàn rồi, người bổ xứ làm Phật hiệu là Thiện Trụ Trân Bảo Như Lai, kế tiếp ra đời mà hóa độ mọi loài hàm thức. Ni Ma Thái Tử nghe Phật Bảo Tạng thọ ký rồi liền thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu sự nguyện cầu của tôi quả đặng như lời Ngài thọ ký đó, tôi xin kính lễ Ngài và nhờ Ngài làm sao cho các thế giới đều dang động, và ở giữa hư không có rải xuống nhiều thứ hoa thơm đẹp, lại có các đức Phật ở thế giới 10 phương cũng đều thọ ký cho tôi như vậy nữa. Ni Ma Thái Tử thưa rồi vừa cúi lạy Phật, tức thì các thế giới 10 phương, cả núi sông cây cối và những vật có hình chất đều rung động ra thành tiếng vang rền khắp cả. Còn giữa hư không lại có các thứ bông rất thơm tho và tốt đẹp rơi xuống như mưa. Các đức Phật ở 10 phương đều đồng tình thọ ký rằng: Tại cõi Tán Đề Lam, có người đệ tử của Phật Bảo Tạng Như Lai tên là Ni Ma, con thứ hai của vua Vô Tránh Niệm, có phát tâm cúng dường Phật và đại chúng trót 3 tháng, đem công đức ấy mà hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề và nguyện đặng ở cõi thế giới trang nghiêm. Vì vậy nên trải qua hàng sa kiếp, người ấy sẽ bổ xứ thành Phật.
Sau khi Đức biến xuất nhất thiết công đức quang minh sang Dương Như Lai đã nhập Niết Bàn, Ni Ma Thái Tử nhờ Phật Bảo Tạng và các Đức Phật mười phương thọ ký rồi, lòng rất vui mừng, hàng trăm tu tập công hạnh vô lậu mà cầu cho mau thỏa mãn những điều tâm nguyện. Từ đó về sau, Ni Ma Thái Tử mạng chung, rồi đầu thai ra thân khác đời khác, kiếp nào cũng hằng giữ bổ nguyện, quyết chí tu hành, học đạo Đại Thừa, làm hạnh Bồ Tát, mở mang trí huệ cho chúng sanh và làm những sự nhiêu ích đặng dìu dắt các loài ra khỏi sông mê mà bước lên đường giác. Hiện nay ngài Đại Thế Chí, tức là Ni Ma Thái Tử, đương là một vị đẳng giác Bồ Tát, hầu gần Đức Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc, trợ đương Phật hóa, tiếp dẫn chúng sanh chờ đến thời kỳ quả mãn công viên mới bổ xứ làm Phật. Sự tích Đức Di Lặc Bồ Tát. Đức Di Lặc là một vị Phật thứ năm trong hiền kiếp, để nối ngôi Phật Thích Ca ra đời mà giáo hóa chúng sanh. Nhưng số kiếp chưa đến, ngài còn ở trên cung trời Đâu Xuất, thường hay hóa thân trong mười phương thế giới mà thuyết pháp độ sanh. Khi ngài ứng tích tại sông Lâm, thì tên của ngài là Phó Đại Sĩ, và lúc ngài hóa thân ở Nhạc Lâm thì hiệu của ngài là Bố Đại Hòa Thượng. Công việc hành tàng bước đường lai khứ trong hai quãng chuyển sanh ấy, nào là lời phương tiện quyền xảo, nào là lời vi diệu pháp âm, làm cho người đời đều tỉnh giấc mộng và quy đầu về chánh giáo. Nay xin lược thuật sự tích lúc ngài hóa thân làm vị Bố Đại Hòa Thượng ra sau đây cho quý vị độc giả xem. Đương thời kỳ nước Lương thuộc về đời Ngũ Quý, ngài ứng tích ở nơi Châu Minh tại huyện Phụng Hóa, thân hình khác hơn người thế tục, trán thì nhăn, bụng thì lớn và hình dốc mập mạp. Lúc đó không ai biết tên họ của ngài, chỉ thấy ngài thường mang theo một cái túi vải mà thôi, nên người kêu là Bố Đại Hòa Thượng. Tánh ngài hay khôi hài và chỗ ăn nằm ngày đêm không nhất định, mà ngài đi đâu rồi cũng thấy trở về chùa Nhạc Lâm mà trú ngụ. Mỗi khi đi đường, ngài thường cầm tích trượng và mang cái túi bằng vải, không khi nào rời hai vật ấy ra khỏi mình. Lại có 18 đứa con nít thường theo đuổi đeo một bên mà giễu cợt làm cho ngài tức cười mãi mãi. Thường khi ngài đi vào chốn thôn quê hay là nơi đồng ruộng, hễ ai cho những vật gì khi ngài ăn xong, còn dư lại bao nhiêu đều bỏ vào túi. Lúc đi tới nơi chợ quán thì ngài ngồi xuống, mở túi lấy những đồ ăn dư đưa lên, kêu mấy người đứng xung quanh mà nói rằng: các ngươi xem coi đó là cái gì. Ngài nói rồi một giây lâu bỏ đồ ấy vào túi mà mang đi. Còn có khi ngài gặp thầy Sa Môn đi ngang qua, ngài ở sau vỗ lưng một cái làm cho thầy Sa Môn giật mình ngó lại mà hỏi rằng: hòa thượng làm cái gì vậy? Ngài liền giơ tay nói: ngươi cho ta xin một đồng tiền. Thầy Sa Môn thấy vậy bèn nói rằng: nếu tôi hỏi một điều mà hòa thượng nói đặng thì tôi cho. Ngài liền để cái túi xuống, chắp tay đứng một bên, rồi lấy túi mang trở lại mà lật đật quầy quả đi liền. Một bữa kia, ngài đi vào trong đám đông người, có một ông tăng hỏi ngài rằng: hòa thượng ở trong đám đông người làm chi đó? Ngài trả lời rằng: ta đương đợi một người đến. Ông tăng hỏi: hòa thượng đợi ai? Ngài bèn thò tay vào túi lấy ra một trái quýt đưa cho ông tăng. Ông tăng vừa giơ tay lấy trái quýt, ngài liền thụt tay lại mà nói rằng: ngươi chẳng phải người ấy. Lại một bữa, ông tăng chợt thấy ngài đứng bên đường gần chợ, bèn hỏi rằng: hòa thượng ở đây làm chi? Ngài liền đáp rằng: ta đi hóa duyên. Ông tăng thấy vậy mới nói rằng: hóa duyên ở đâu nơi ngã tư như vậy? Ngài trả lời: ngã tư chính là chỗ ta muốn hóa duyên. Ông tăng vừa muốn hỏi chuyện nữa thì ngài liền mang cái túi vải rồi cười ngất mà đi một hơi. Có một khi ông Bạch Lộc hòa thượng gặp ngài liền hỏi rằng:
thế nào gọi là cái túi vải? Ngài nghe hỏi liền để túi xuống, rồi khoanh tay mà đứng. Ông Bạch Lộc Hòa Thượng lại hỏi rằng, công việc của cái túi vải ra làm sao? Ngài liền mang túi mà đi, không trả lời chi hết. Có một bữa kia, ông Bảo Phước Hòa Thượng gặp Ngài hỏi rằng, thưa Ngài, duyên cớ tại sao mà Đức Tổ Sư ở bên Tây Phương qua đây là có ý gì? Ngài nghe hỏi liền để cái túi vải xuống rồi đứng tự nhiên. Ông Bảo Phước Hòa Thượng lại hỏi nữa rằng, chỉ như vậy hay là còn cái gì nữa hay không? Ngài nghe hỏi như thế, bèn lấy túi vải mang trở lại mà đi, không hề trả lời. Từ đó về sau, hễ Ngài đi đến đâu thì người ta tranh nhau mà chận đón và níu kéo, đặng mời Ngài vào nhà chứ không cho đi luôn. Bởi vậy cho nên trong các quán rượu và tiệm cơm, người người tha hồ ăn uống no say, không có chút gì nhàm chán, vì Ngài vào đâu thì buôn bán đắt đến bội phần. Lúc nào gặp trời mưa thì tảng sáng Ngài ngủ dậy mang guốc cao gót đi ra nằm nửa trên cây cầu to, co chân dựng hai bắp dế lên thì cày ấy nắng. Còn khi nào trời nắng mà Ngài mang đôi dép cỏ đi ra ngoài đường, ngày ấy trời lại mưa. Thường bữa Ngài hay tới nhà một nông phu kia mà ăn cơm. Có một hôm, người vợ tên ấy thấy vậy mà nổi giận mà rầy rằng, đương lúc lo việc ruộng nương rộn ràng không xiết, mình có công đâu mà nuôi lão hòa thượng điên đó hoài. Ngài nghe nói mấy lời ấy, liền đem cơm đổ dưới gốc cây dâu ở bên nhà rồi bỏ đi. Cơm ấy tự nhiên hoàn lại trong nồi của người nông phu. Hai vợ chồng thấy vậy thất kinh, bèn cùng nhau đi kiếm Ngài, rồi lạy lục mà xin sám hối. Có một khi đương buổi mùa hạ, khí trời nóng nực, Ngài cởi quần áo để trên bờ mà xuống khe tắm. Lũ trẻ quấy chơi, bèn lén lại ôm cả áo quần. Đương lúc tắm, Ngài thấy vậy thì lật đật để mình bẫy trần truồng mà rượt theo bọn con nít. Mấy người ở trên bờ xúm nhau lén coi, thì thấy âm tàn của Ngài như trẻ nhỏ vậy. Gần chỗ đó có tên Lục Sanh, nghề vẽ rất tinh xảo. Người ấy thấy Ngài bèn vẽ một bức tượng tinh hệt mà dán tại chùa nơi vách nhà đông. Bữa nọ Ngài đi ngang qua bên vách, thấy tượng ấy liền khạc nhổ rồi bỏ đi. Khi Ngài ở tại xứ Mân Trung, có một người cư sĩ họ Trần thấy Ngài làm nhiều việc kỳ thần nên đãi Ngài rất cẩn trọng. Lúc Ngài từ giả ông Trần cư sĩ mà đi qua xứ Lương Chiết, ông muốn rõ tên họ Ngài, bèn hỏi rằng, thưa hòa thượng, xin cho tôi biết họ Ngài là chi, sanh năm nào, tháng nào, ngày nào, giờ nào, và xuất gia đã bao lâu rồi? Ngài đáp rằng, ta tỏ thiệt cho ngươi rõ rằng ta chính là họ Lý, sanh ngày mùng 8 tháng 2. Ta chỉ biểu hiệu cái túi vải này mà để độ đời đó thôi, vậy ngươi chớ tiết lộ cho ai biết. Ông Trần cư sĩ nghe như vậy, bèn thưa rằng, hòa thượng đi đâu, nếu có ai hỏi việc chi thì xin Ngài trả lời sao cho hợp lý, chớ tùy thuận theo người thì không khỏi bàn nhân dị nghĩ tiếng thị phi. Ngài bèn đáp một bài kệ rằng, ghét thương phải quấy biết bao là, xét nét lo lường giữ lấy ta, tâm để rỗng thông thường nhẫn nhục, bữa hàng thông thả phải tiêu ma, nếu người tri kỷ nên y phận, dẫu kẻ quan gia cũng cộng hòa, miễn tấm lòng này không quái ngại, tự nhiên chứng đặng lục ba la. Ông Trần cư sĩ lại hỏi rằng, Bạch Hòa Thượng, Ngài có pháp hiệu hay không? Ngài liền đọc bài kệ đáp rằng, ta có cái túi vải, rỗng rang không quái ngại, mở ra khắp mười phương, thâu vào quan tự tại. Ông Trần cư sĩ hỏi rằng, hòa thượng đi đây có đem đồ hành lý hay không? Ngài đáp bài kệ, mình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Ông Trần cư sĩ thưa, đệ tử rất ngu lỗ, biết làm sao cho đặng thấy tánh Phật. Ngài bèn đáp bài kệ, Phật tức tâm, tâm ấy là Phật,
mười phương thế giới là linh vật, tung hoành diệu dụng biết bao nhiêu, cả thảy chẳng bằng tâm chân thật. Ông Trần cư sĩ thưa rằng: Hòa thượng đi lần này nên ở nơi chùa, chứ đừng ở nhà thế gian. Ngài bèn đáp bài kệ rằng: Ta có nhà tam bảo, trong vốn không sắc tướng, chẳng cao cũng chẳng đê, không ngăn và không chướng, học vẫn khó làm bằng, cầu thì không thấy dạng, người trí biết rõ ràng, ngàn đời không tạo đặng, bốn môn bốn quả sanh, mười phương đều cúng dường. Ông Trần cư sĩ nghe bài kệ lấy làm lạ, liền đảnh lễ ngài mà thưa rằng: Xin hòa thượng ở ngán lại một đêm mà dùng cơm chay với tôi, đặng tỏ dấu đệ tử hết lòng cung kính, xin ngài từ bi mà hạ cố. Đêm ấy ngài ở tại nhà Trần cư sĩ, đến khi đi thì ngài viết một bài kệ dán nơi cửa: Ta có một thân Phật, có ai đặng tường tất, chẳng vẽ cũng chẳng tô, không chạm cũng không khắc, chẳng có chút đất bùn, không phải màu thể sắc, thợ vẽ vẽ không xong, kẻ trộm trộm chẳng mất, thể tướng vốn tự nhiên, thanh tịnh trong giặt giặt, tuy là có một thân, phân đến ngàn trăm ức. Khi ngài đi đến quận Tứ Minh, ngài thường giao du với ông Tưởng Tôn Bá một cách rất thân mật. Ngài có khuyên bảo ông mỗi ngày trì niệm câu chú Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì vậy người ta đều kêu ông Tưởng Tôn Bá là Maha Cư Sĩ. Có một ngày nọ, ông Maha Cư Sĩ cùng ngài đồng tắm dưới khe Trường Đinh. Khi ngài đưa lưng bảo ông Maha kỳ dùm, thì ông thấy nơi lưng ngài có bốn con mắt rực rỡ chói lòa, bèn lấy làm kinh dị vô cùng. Ông liền đảnh lễ ngài mà nói rằng: Hòa thượng quả là một vị Phật tái thế. Ngài liền khoát tay bảo nhỏ rằng: Ngươi chớ nói tiết lộ, ta cùng ngươi ở với nhau đã 3-4 năm nay, vốn là có nhân duyên rất lớn, rồi đây ta sẽ từ biệt ngươi mà đi, vậy ngươi chớ buồn rầu thương nhớ. Ngài nói rồi đem về nhà ông Maha cư sĩ mà hỏi rằng: Ý ngươi có muốn giàu sang hay không? Ông Maha cư sĩ thưa rằng: Sự giàu sang như lùm cây nổi, như giấc chiêm bao, có cái gì là bền lâu chắc chắn đâu, nên tôi nguyện làm sao cho con cháu tôi đời đời được miêm diễn mà thôi. Ngài bèn lấy cái túi của ngài, thọc tay vào, móc ra một cái túi nhỏ, một cái hộp và một sợi dây, liền đưa cho ông Maha cư sĩ mà nói rằng: Ta cho ngươi mấy vật này mà từ biệt, song ta căn dặn ngươi phải gìn giữ cho thật kỹ càng, mà làm biểu tính những việc hậu vận của nhà ngươi. Ông Maha cư sĩ vâng lãnh mấy món ấy mà chẳng rõ được là ý gì. Cách vài bữa sau, ngài trở lại nhà ông mà hỏi rằng: Nhà ngươi có hiểu được ý ta hay không? Ông thưa rằng: Thưa ngài, đệ tử thiệt chẳng rõ. Ngài nói rằng: Đó là ta muốn con cháu nhà ngươi ngày sau cũng như mấy vật của ta cho đó vậy. Nói rồi, ngài bèn từ giả mà đi liền. Đến sau quả nhiên con cháu của ông Maha cư sĩ được vinh hoa phú quý, hưởng lộc nước đời đời. Đó là mấy vật của ngài cho có hiệu nghiệm như vậy. Nhằm ngày mùng 3 tháng 3 năm thứ 3 niên hiệu Trinh Minh, ngài không tật bệnh gì cả, ngồi trên bàn thạch gần nơi mái chùa Nhạc Lâm mà nhập diệt. Nhắc lại khi ngài chưa nhập diệt, có ông Trấn Đình Trưởng thấy ngài hay khôi hài, không lo sự gì cả, nên mỗi lần gặp ngài thì buông lời cấu nhục, rồi giật cái túi vải mà đốt. Thể bữa nay đốt rồi, thì qua ngày sau, ông Trấn Đình Trưởng cũng thấy ngài mang cái túi ấy như cũ. Ông nổi giận đốt cháy rụi luôn đến 3 lần, cũng vẫn thấy ngài còn mang cái túi vải đó. Từ đó về sau, ông Trấn Đình Trưởng lấy làm lạ, nên đem lòng khâm phục ngài, không dám khinh dễ nữa. Khi ngài nhập diệt thì ông Trấn Đình Trưởng lo mưu quan quách mà tẩm liệm thi hài, là cố ý chuộc tội lỗi của ông ngày trước. Nhưng đến chừng đi chôn,
thì người khiêng rất đông mà cử cái quan tài lên không nổi. Trong bọn ấy có một người họ Đồng, ngày thường tỏ lòng tôn kính ngài một cách rất trọng hậu, nên thấy việc linh hiển như vậy, liền vội vã mua cái quan tài khác, rồi liệm thi hài của ngài lại. Đến khi khiêng đi thì số người cũng bấy nhiêu đó, mà khiêng nhẹ phơi phới như bông, ai nấy thấy vậy cũng đều kinh sợ và cung kính. Lúc đó các người trong quận thiết lập ra một hội rất lớn, xây tháp cho ngài ở núi Phong Sơn. Núi ấy toàn là đá lởm chởm, hòn cao hòn thấp, trong mấy hang đá đều là chỗ di tích của ngài còn lưu truyền lại. Nào là chỗ để tích trượng, nào là chỗ để bình bát, vân vân. Những chỗ sâu, chỗ cạn, chỗ lớn, chỗ nhỏ, hình tượng giống như cái bình bát, đều có nước đầy hoài, dẫu cho trời đại hạn đi nữa, thì cũng chẳng có lúc nào khô kiệt. Thiệt là nhiều việc anh linh hiển hách vô cùng. Hồi đời Lục Triều, Đức Di Lặc lại ứng tích làm phó đại sĩ ở tại chùa Song Lâm một thời kỳ nữa. Khi ngài ra mắt Lương Võ Đế, vua liền hỏi ngài rằng: xin đại sĩ cắt nghĩa cho quả nhân nghe làm sao kêu là đạo. Ngài liền bạch rằng: tâm thiệt là đạo, tôi xin chứng nghiệm như vậy, thì bệ hạ đủ hiểu. Như bệ hạ khi chưa lên ngự tại điện này, trong tâm lúc ban đầu chưa khởi niệm, bổn trí vẫn tự nhiên mà được diệu tịnh quang huy, sáng suốt hiện buổi nay, rực rỡ đến thổ trước, và đầy lấp tất cả cõi thái hư. Cái tịnh quang ấy muôn đời không sanh, vĩnh kiếp không diệt, chẳng phải thánh mà cũng chẳng phải phàm, không thúc vượt mà cũng không giải thoát. Đó là tâm thể rất màu nhiệm và rất vắng lặng. Ngoài cái tâm không có đạo gì riêng khác, và ngoài đạo cũng không có tâm nào phân biệt nữa. Vì thế cho nên mới gọi tâm là đạo. Vua Võ Đế lại hỏi nữa rằng: vậy chớ đại sĩ có tôn ai làm thầy hay không? Ngài bạch rằng: thầy thì không có ai là thầy của bần đạo, còn tôn thì bần đạo cũng không tôn ai, đến việc tùng sự thì cũng không tùng sự với người nào cả. Vua Võ Đế nghe ngài nói như vậy thì biết là một vị Bồ Tát lâm phàm, nên càng tôn trọng ngài một cách rất đặc biệt. Đoạn ngài lại thưa với vua rằng: bệ hạ ngày nay mà đặng hưởng điều tôn vinh như vậy, nguyên nhân cũng là một vị Bồ Tát hạ trần mà cứu thế. Vậy xin bệ hạ phải mở thông ý địa, nên tự lượng nơi mình, tâm để cho thanh tịnh, đừng trước nhiễm vật gì lấy đó làm căn bản, cần nhất phải dùng chỗ hư linh làm cơ sở, lấy sự vô tướng làm nguyên nhân, nguyện vọng chí thành cầu cho đạt tới chỗ niết bàn mà làm cực quả. Nếu bệ hạ thi thố những phương pháp trị quốc thì phải dùng chánh pháp mà sửa trị trong thế gian, và thi hành những điều nhân đức đặng cho lê dân cảm hóa. Trong triều thì trọng dụng những người hiền tài mà trừ khử mấy kẻ cưu lòng gian nịnh, còn ngoài thì thi nhân chánh đến kẻ quan quả cô độc, bỏ những hình phạt trừng trị nặng nề và ban chánh lệnh cho con di minh trật tự. Nếu bệ hạ trị vì trong thiên hạ thì nhân bố đức được như thế, thì kẻ xa người gần đều nhuần gội ơn đức vô cùng vô tận. Chừng đó việc can qua phải dứt, mà trong đội ngũ lại ninh bình, thì ngôi trời được hùng tráng mà an hưởng cuộc thái bình. Nếu chánh sách thi thố được công hiệu như thế, thì bệ hạ thiên cơ đã thần diệu, lại còn nối ngôi quốc tổ được lâu dài nữa. Đó là bần đạo hy vọng sao cho bệ hạ được như vậy. Có một ngày kia, ông Lưu Trung Thừa ngồi tại chỗ trạm dịch với ngài, thoạt thấy có thánh giá vừa đến, liền đật đật đứng dậy làm lễ, còn ngài ngồi yên lặng một chỗ. Khi thánh giá qua khỏi rồi, ông Lưu Trung Thừa bèn hỏi ngài rằng: theo ý tôi tưởng, ngài chẳng chịu làm tôi với thiên tử, không muốn làm bạn với chư hầu, cớ sao mà lại ngã mạn như vậy? Xin ngài nói cho tôi rõ.
Ngài liền đáp rằng: để bần đạo giải cho ông rõ, phàm diệt kỉnh mà biểu lộ ra hình tướng thì không có tánh kỉnh, còn bề ngoài chẳng cử động sự kỉnh về lễ nghe tham bái, thì hiện trong tâm có ẩn điều kỉnh vô giáo. Bần đạo thấy thánh giá mà động thân, thì pháp địa tự nhiên cũng rúng động. Hễ pháp địa rúng động, thì tất cả các pháp cũng chẳng ngang. Nếu các pháp chẳng ngang, tức là không có kỉnh, nên bần đạo vẫn ngồi tự nhiên làm vậy đó. Ông Lưu Trung Thừa nghe Ngài nói như thế thì rất kính phục. Vua Lương Võ Đế biết Ngài là một vị Bồ Tát tái lai, nên thiết lập một chỗ pháp hội rất nghiêm trang, rồi thỉnh Ngài lên diễn kinh cho bá tánh nghe. Khi trần thiết xong rồi, Ngài lên ngồi trên pháp tòa, lẳng lặng làm thinh được giây phút, rồi vỗ giái xích mà xuống, chứ không nói một lời chi cả. Trong đám người đến nghe kinh đó, có một vị thái tử thấy vậy mới hỏi Ngài rằng: thưa Ngài, đáng lẽ chỗ chư thiện nhân cơ hội đây, Ngài phải giảng giải cho mọi người thấu rõ lẽ chân chánh của Phật, đặng nhờ đó mà tu học mới phải, cớ sao Ngài làm thinh mà không biện luận nghĩa lý chi, lại vội xuống pháp tọa như vậy? Ngài liền trả lời rằng: phàm việc gì nói hay là nín đều thuộc về Phật sự cả, như thế có phải làm đúng theo Phật lý hay không? Vậy mà ông còn buộc tôi nói năng làm chi nữa? Thái tử nghe mấy lời bèn làm thinh, trong lòng càng khâm phục Ngài vô cùng. Ít lâu sau, Ngài ra mắt vua, rồi quỳ xuống mà tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, bần đạo có như ý bảo châu và thanh tịnh giải thoát, chiếu diệu rõ rệt đến mười phương. Nếu bệ hạ chịu thọ lãnh mấy vật ấy, thì có ngày sẽ chứng đến quả bồ đề. Giả lại các pháp chẳng phải có, mà cũng chẳng phải không, phàm vật gì thuộc về hữu tình đồng quy nơi thực tế. Cái việc trong thế gian đều là bức tranh huyễn hóa, rốt cuộc thì quần về chỗ không. Cũng thí như trăm sông, tuy phân ra muôn dòng ngàn mạch, nhưng tóm lại cũng chảy về biển. Pháp thế gian và pháp xuất thế gian cũng chẳng qua là lý chân như. Vì lý chân như thì không có sanh và không có diệt, nên không có niết bàn. Tam thế cũng bình đẳng, mười phương đều thanh tịnh. Nếu lấy phần thanh tịnh bình đẳng ấy làm sự nhiêu ích cho các giống hữu tình, thì được đồng lên bờ giác ngạn. Nếu chỗ sắp đặt phương pháp đặng như thế, thì cuộc trị bình trong thiên hạ sẽ hóa ra cảnh giới trang nghiêm. Đó là bệ hạ dùng diệu pháp mà tế độ nơi đời. Được như vậy thì có khác nào như một vị từ bi vương tái thế? Vua Lương Võ Đế nghe mấy lời của Ngài biện giải, càng thêm tôn sùng kính trọng hơn nữa. Khi Ngài ở tại chùa Song Lâm, thấy kinh tạng chứa đầy, Ngài bảo mấy đạo chúng đem từ cuốn mà tả ra. Bổn ý của Ngài muốn khiến cho kẻ sơ địa phàm phu nhờ công đức chuyển kinh đó mà đạt tới nơi chánh chơn của Phật. Bởi vậy trong thiên hạ, duy có chỗ Song Lâm thì Thiên Long thường ủng hộ, nên kinh tạng được toàn bổn mà lưu truyền đời sau. Thoạt một ngày kia, có một làng định quan kim túc của Đức Thích Ca mùi thơm bát ngát từ phương đông bay đến mà nhóm nơi mình của Ngài. Bỗng nhiên có tiếng sướng rằng: phó đại sĩ xuất hiện ra đây là thay thế cho Đức Thích Ca mà thuyết pháp, ngồi trên chỗ Long Hoa Thắng Hội mà chỉ rõ cái bổn nguyện từ mẫn của Đức Văn Thù, và xiển dương huệ tập phổ thế của Đức Quan Âm. Rõ ràng Ngài cũng như bậc Y Dương đại thí những lưu phương diệu tể mà điều trị tất cả bệnh vô minh phiền não. Thiệt là Ngài có công phu rất lớn và nhiều phương pháp khởi tử siêu sanh. Có một bữa kia khí trời nóng đực, Ngài ra ngoài gành biển mà hóng mát, dòm thấy dưới mé có một vùng quanh co theo bờ, và chân cư tại đó chỉ làm được ruộng muối mà thôi. Hãy đến thời tiết mùa thu thì nước biển tràn lên láng.
không thể nào mà ngăn cản cho đặng. Ngài thấy vậy, liền nói với những người bổn xứ rằng: Bần đạo muốn làm sao cho chỗ này thành ra ruộng tốt, để cho bá tánh cày cấy, đặng nhờ đó mà an cư lạc nghiệp. Dân chúng nghe mấy lời ấy, đều cười rộ lên mà nói rằng: Ông này thiệt điên cuồng, thuở nay triền biển mà ai làm thành ruộng cho đặng bao giờ. Ngài thấy dân chúng không đem lòng tin, liền lấy bao đựng cát đem chất xây giáp dòng như vách lũy mà bao ngạn đuông bãi cát ấy. Lạ thay, trọn một vùng bờ đê của ngài làm đó, cách ít lâu cứng cũng như đá vậy, ngăn được ngọn nước thủy triều ngoài biển, không thể nào chảy vô được nữa. Nhưng hồi ngài làm đó có chia ra ba chặng để ngừa khi trời hạn và nước lụt. Đến sau, nổi trong khu đất ấy đều thành ra ruộng cả, ước chừng hơn 2000 mẫu. Thường năm cày cấy đặng mùa luôn luôn, dân cư trong xứ mỗi năm gặt lúa rồi trích ra 1/3 mà để cung cấp cho tăng đồ trong các chùa lân cận, mua chim cá mà phóng sanh và làm nhiều việc phước thiện khác nữa. Hiện nay mấy cái bờ bằng cát của ngài làm đó hằng bền chắc, không có hư rã chút nào. Thiệt là linh cảm thay chỗ di tích của bức đại thánh ngày xưa, cho nên dân cư ở dọc theo mé biển ấy đều được phong y túc thực luôn luôn, cùng nhau lập chùa thờ ngài và truy tặng ruộng ấy là phước điền. Sau ngày qua phía nam núi Phong Sơn mà chỉ điểm những chỗ ẩn tích nơi thâm khê cùng cốc, rồi mấy nơi ấy lần lần trở nên phong cảnh rất thiên nhiên và nét xuân quang bốn mùa đều xuất sắc. Bữa nọ ngài đi chơi tới xứ Bắc Thượng, chợt thấy một người đương sửa soạn làm thịt loài súc. Ngài lật đật chạy lại can rằng: Bần đạo xin tỏ cho nhà ngươi nghe, tất cả loài súc sanh nguyên nhân cũng là người thế gian chứ không phải khác đâu, vì tạo ác nghiệp rất nặng nề nên nay phải chịu khổ quả như vậy. Thoảng như mình làm điều phước thiện mà một đời chẳng được giàu sang, thì cũng còn có ngày trong giải thoát, chứ tạo nghiệp sắc sanh như vậy thì ngày sau khó tránh khỏi luân hồi khổ thú. Bần đạo nguyện làm sao nhà ngươi hồi tâm tự lượng, đem tấm lòng nhân từ mà dung thứ những loài động vật, vì nó cũng đủ cả Phật tánh và cũng biết ham sống sợ chết như ta vậy. Những người có nhân hằng lấy con mắt từ mà quan sát, xem vạn vật với ta đồng một thể và muôn tượng với ta đồng một gốc. Nếu tấm lòng nhân ái được như thế thì chẳng những trọn nước từ bi lợi vật một thuở mà thôi, lại nhiều kiếp được trường thọ là khác nữa. Người ấy nghe ngài phân giải như vậy, liền tỏ ngộ và chung thân không dám sát sanh loài động vật nữa. Lại có một khi ngài đương đi ngoài đường, tình cờ gặp một người nông phu vừa cột một con trâu đặng tính bề làm thịt. Ngài đi hối hả lại can rằng: Phàm ở đời có nhân thì có quả, không có sai chạy mảy nào, đó là lẽ cố nhiên như vậy. Hễ giết loài vật thì có ngày chúng nó cũng giết lại. Vậy mà trong đời có ai biết sợ sệt đâu. Non dao rừng kiếm với giặc dầu ở chốn âm ti để trừng trị những người tạo ác nghiệp như ngươi vậy, thì đời kiếp nào mà trong phần giải thoát cho đặng. Người nông phu nghe ngài nói như thế, liền cúi đầu đảnh lễ và nguyện trọn đời không dám tái phạm nữa. Ngài thường đi chơi ngoài đồng, bữa nọ lại gặp một ông sa di hỏi ngài rằng: Thưa đại sĩ, làm thế nào mà hàng phục được vọng tâm của mình? Ngài nghe hỏi liền trả lời rằng: Tâm là vật gì đâu mà ông phải tìm cho uổng phu, giả lại vọng tâm thiệt không có căn bản, hễ buông đó ra thì không thấy dấu tích gì làm vọng, bởi bị các duyên đeo đuổi lăng xăng nên mới thành ra vọng niệm như vậy. Nếu nhất chơn của ta đặng yên tĩnh rồi thì toàn thể như như phóng ra khắp cả pháp giới và bổn thể vẫn tự nhiên mà rõ rệt, chừng đó dẫu có bụi trần cấu cũng không có thế nào mà che lấp cho đặng, thì có vật chi đâu mà ngươi gọi rằng điều phục. Ông sa di nghe ngài biện bạch như thế, dùng tỏ ngộ và tôn kính vô cùng, rồi đảnh lễ mà từ giả. Cách ít lâu ngài đi chơi,
chợt thấy một ông sa môn còn nhiễm theo tục trần, cứ ngu trục trong trường mộng mão. Ngài bèn đón lại mà chỉ dụ rằng: bần đạo coi ông vốn thiệt là Phật, lẽ thì ông nên tự độ lấy mình, đặng mong có ngày chứng đặng quả vô sanh pháp nhẫn. Cớ sao ông lại còn im trệ theo thói phàm tình, đành che lấp bổn lai diện mục như vậy? Bây giờ ông phải bỏ các duyên cấu trược mà dũa sạch những thói tà phong, ráng sức công phu mà suy tìm trong tâm thể vô sanh, thì có ngày sẽ đạt tới chỗ diệu minh chân tánh. Nếu ông hồi quang phản chiếu cho toàn thị toàn chung rồi, sẽ đặng vô ngại viên thông. Bần đạo ao ước làm sao cho ông được như thế, thì có khác nào một vị La Hán xuất trần? Nếu chẳng vậy thì cũng là một vị quốc sát trượng thu, chứ cách hành động như ông đó thì đã không có ích cho mình, mà lại uổng công xuất thế học đạo vô vi, đến chung quy cũng còn lăn lộn trong đường đục đạo, biết chừng nào mà thoát ra khỏi đặng dòng sanh tử. Như vậy có khổ hay không? Ông sa môn nhờ ngài điểm quá nên liền tỏ ngộ lý chân thừa. Từ đó về sau, ông càng lo tu học không còn nhiễm nữa. Thiệt cách phổ tế của ngài không khác nào một ông lương y đã điều trị không biết bao nhiêu là chứng trầm kha phế tật. Rõ ràng một hột minh châu có thể chỉ sắc hóa đơn vàng, một lời pháp ngữ có thể đổi người phàm trở nên bậc thánh. Bởi vậy cho nên ngài thường dùng những phương pháp thiền định rất giản dị mà độ thoát tất cả chúng sanh qua khỏi sông mê bể khổ, dẫn dụ người đời ra khỏi nhà lửa đường mờ. Ngài lại chẳng nên sự cấu nhục của thế tình, cứ xen lẫn trong chốn trần lao mà thi hành những sự lợi ích cho hạng người còn sống say thác ngủ. Vì vậy cho nên trong tám phương hồ hải, chỗ nào cũng là chỗ viên giác đạo tràng của ngài Thế Thác cả. Còn đối với thập loại chúng sanh thì ngài càng đem lòng quyến luyến như con một cha, như người một nhà, không phân biệt nhân ngã và không biện luận bắc nam. Vì tất cả chúng sanh thảy đều đủ chơn như diệu tánh như ngài vậy, nhưng vì bị màn vô minh che lấp nên phải trì trục trong dòng khổ hải sầu thành đó thôi. Ngài thường đối với quần chúng mà nói rằng: muôn tượng chỉ bao la, song một mảy trần chẳng lập, nhất chơn trong pháp giới, trăm hạnh đều phân dân. Tuy vậy, chớ không lọt ra ngoài dòng như chí lý, cho nên động tịnh đều là pháp tham thiền. Nếu một niệm mà được khế chơn, thì sẽ có ngày mau lên bờ bỉ ngạn. Đó là lời pháp ngữ của ngài phát ra những lý màu nhiệm của thiền gia để bủa khắp chúng mê đồ, đặng mở rộng những nghĩa quyền tôn trong tâm địa. Trước là thâu thập những người có lợi căn, sau là thức tỉnh số người còn độn trí. Thiệt công phu của ngài đến vô lượng vô biên, lòng phổ tế trong đời cũng vô cùng vô tận. Đến đời Lương, nhằm khoản du quân Dương trị vì, nên hiệu Trinh Minh năm thứ hai, ngày mùng 3 tháng 3, ngài đối trước chúng nhân mà nói rằng: qua năm tới đây, cũng ngày này và tháng này, thì ta đem trái Di Lặc mà cúng dường cho đại chúng. Quả nhiên qua năm sau, cũng trong ngày ấy và tháng ấy, đại chúng thấy ngài ngồi kiết già trên bàn thạch gần bên chùa Sông Lâm mà nhập diệt, ai nấy thấy đều kinh dị và than thở vô cùng. Trong đại chúng mới hiệp lực cùng nhau kết khám mà để thi hài của ngài, rồi làm một tòa bửu tháp rất tôn trọng. Ngoài ngạch bia có các hiệu là Định Ứng Tháp. Hiện nay tại chỗ bửu tháp ấy tuy trải mấy phen tan thương biến đổi mà công trình vẫn còn đồ sộ như xưa, thánh tích nguy nga, ta trong dò dội, bốn mùa người đàm diệt tới lui chẳng ngớt, một phương trời chuông trống rất oai nghiêm. Đức Di Lặc tuy chưa đến thời kỳ xuất thế, nhưng tấm lòng từ bi vô hạn đối với tất cả quần sanh, đôi phen tùy theo cơ duyên thục thác mà ứng tích nơi đời, đặng nêu bày lẽ chánh tôn định huệ.
cố ý nhiếp trì những hạng người đương chìm đắm nơi sông ái hà và ra công phổ độ những kẻ bị chớ giới giữa dòng khổ hải, thì công đức của Ngài không có bút mực nào mà mô tả ra cho hết đặng. Từ ấy chí nhẫn nay, có trên ngàn năm mà phước điền của Ngài còn lưu trụ các điện đại hùng, thiện quả vẫn còn vũ khắp nơi trong thế giới. Chẳng những mười phương đảnh lễ tôn sùng Ngài mà thôi, cho đến sáu chữ Nam Mô Di Lặc Tôn Phật thì người thường một lòng trì niệm chẳng có chút nào biến đổi cả. Nói tóm lại, Đức Di Lặc còn nhiều số kiếp nữa mới xuất hiện ra đời để nối ngôi cho Đức Thích Ca, mà làm một vị Phật thứ năm trong hiền kiếp, đặng đại chuyển pháp luân mà tế độ muôn loài và phổ lợi trong sa giới. Nhưng ngặt vì chúng sanh chưa rõ lẽ thiên chơn, cứ vọng tưởng những việc quyển hoặc mà đành chịu sa chìm vào nơi khổ hải và tự mình chuốc lấy nẻo luân hồi. Chứ chư Phật tuy đã nhập diệt rồi, song tam bửu còn lưu trụ khắp cõi nhân gian. Nếu ai hết lòng tinh tấn vui theo và thọ trì thì cũng như Phật đương trụ thế vậy. Tiếc thay, người đời trí cạn chướng sâu và tội nhiều phước ít, cho nên đối diện ngôi tam bảo coi như cách ta ngàn dặm. Vì nguyên nhân của chúng sanh như thế nên bất đắc dĩ Ngài mới ứng tích nhiều thời kỳ đặng quá độ các kẻ phàm loại trong nhân gian đó thôi. Sự tích Đức Địa Tạng Bồ Tát. Đức Địa Tạng là một vị đã chứng bậc đẳng giác trải đến vô lượng A Tăng kỳ kiếp rồi. Ngài có lời đại nguyện rằng, nếu chưa độ hết chúng sanh thì không chứng quả Bồ Đề, và nếu sự thọ khổ trong địa ngục hãy còn thì thề không chịu thành Phật. Do cái bổn nguyện ấy nên Ngài phân thân nhiều phen đặng độ thoát hằng hà sa số chúng sanh đương tội khổ. Trải đã không biết bao nhiêu kiếp rồi mà Ngài cũng còn là một vị Bồ Tát như vậy. Còn như đối đến tiền thân của Ngài, từ khi chưa chứng quả gì, có kiếp Ngài làm con gái, có kiếp thì Ngài làm con trai, và cũng có kiếp Ngài làm vua nữa. Này, y theo kinh Địa Tạng của Phật Thích Ca nói tại cung trời Đao Lợi rất có chứng cứ rõ ràng, mà lược điển một sự tích khi Ngài làm con gái dòng Bà La Môn như dưới đây. Hồi đời quá khứ, tại kiếp Bất Khả Tư Nghị A Tăng Kỳ, có Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương ra đời. Sau Phật ấy nhập diệt rồi, đến thời kỳ Tường Pháp thì Ngài Địa Tạng lúc ấy chưa chứng vị Bồ Tát, sanh làm con gái dòng Bà La Môn. Vì nàng có túc phước rất nhiều nên hết thảy mọi người trong hàng thân thích đều tôn trọng cung kính, cho đến khi đi đứng nằm ngồi cũng đều có hàng chư thiên ủng hộ. Ngặt vì thân mẫu của nàng tính theo ngoại đạo nên thường đem lòng tà niệm mà khinh khi Tam Bảo, đã không tin nhân quả nghiệp báo mà còn chê bai chánh pháp nữa. Khi đó nàng đã biết mẹ mình không tin Phật pháp, thế nào đến khi thác rồi cũng phải trầm luân nơi khổ hải, nên nàng mới hết lòng khuyên can, sớm tối kiếm nhiều lời phương tiện giảng giải, muốn làm sao cho mẹ mình tín ngưỡng theo chánh giáo thì mới đành lòng. Song khuyên thì khuyên, can thì can, mà thân mẫu của nàng ác nghiệp đã nhảy đầy và tính tâm lại cạn cợt nên chẳng có chút gì tin theo. Ôi, chẳng bao lâu bà đã nhóm bệnh trầm kha, bỗng chốc hóa ra người thiên cổ, vì lúc sanh tiền ác nghiệp đã thành thục nên chi thần hồn phải theo nghiệp quả mà đọa lạc vào vô gián địa ngục. Còn phần nàng, một nỗi thì thương mẹ cách biệt dậm đất kêu trời, một nỗi thì sợ mẹ trầm luân kinh hồn hải vía, ngổn ngang trăm mối bên lòng, ăn không ngon, nằm không ngủ, đêm ngày than khóc ngàn thảm muôn sầu, tưởng trong cảnh huống ấy nếu có phương gì mà cứu mẹ được, dầu thịt nát xương mòn nàng cũng không hề tiếc, huống chi nó đến sự gì. Khi ấy nàng mới bán hết nhà cửa ruộng đất, rồi mua sắm đủ các thứ hương hoa và những đồ quý báu đem đến chùa Phật mà dâng cúng. Lúc nàng vào chùa lấy lại, xem thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai sơn vẽ trang hoàng, quay dung nghiêm chỉnh, dường như một vị Phật sống, thì trong lòng nàng lại bội phần kính ngưỡng. Nàng lễ bái rồi tự nghĩ rằng, Phật là bậc đại giác, đủ trí sáng suốt và hiểu thấu các lẽ. Nếu được Phật còn tại thế thì trong lúc mẹ ta chết rồi,
có phạm tội gì và sanh về đường nào, ắt nhờ Phật từ bi chỉ bảo cho ta biết rằng có đến nỗi đâu mà thảm như thế này. Nàng nghĩ như vậy rồi cứ đứng nhìn sững tượng Phật mà khóc, không chịu bước ra. Dường có vẻ muốn tỏ lòng cầu khẩn với Phật và mong Phật chỉ bảo chỗ thọ khổ của mẹ mình và nhờ ơn cứu độ. Vừa một chập lâu, thoạt nghe giữa tinh không có tiếng gọi rằng: "Nàng thánh nữ kia, thôi đừng buồn rầu khóc lóc nữa, để ta chỉ chỗ thác sanh của mẹ ngươi cho ngươi biết." Nàng nghe nói như vậy, liền chắp tay ngửa mặt lên hư không mà bạch rằng: "Từ khi mẹ tôi mất đến nay, ngày đêm thương nhớ, không biết hỏi han ai cho rõ chỗ thác sanh của mẹ tôi. Nay không biết Đức Thánh Thần chi mà có lòng đối thương đến tôi như vậy." Lúc nàng vừa nói rồi, giữa tinh không lại có tiếng trả lời rằng: "Ta đây là giác qua định tự tại Dương Như Lai mà ngươi cúng dường lễ bái đó. Vì thấy ngươi có lòng thương nhớ mẹ rất tha thiết, thiệt là chí hiếu hơn hàng chúng sanh thường tình, nên ta đến đây mà chỉ bảo." Nàng nghe mấy lời Phật nói như thế thì lòng thiết tha muốn biết rõ tên của mẹ thác sanh về chỗ nào, nên không kể đến thân hình, liền gieo mình xuống đất, tay chân bủn rủn, chết điếng một hồi. May đầu có người ở hai bên xúm lại đỡ dậy, nên nàng mới hồi tỉnh lại. Rồi bạch với giữa tinh không rằng: "Xin Phật đem lòng từ bi thương xót mà chỉ dùm chỗ thác sanh của mẹ tôi cho mau, chứ tôi đây hình mòn tâm khổ, chẳng bao lâu phải chết." Khi ấy Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai mới nói với nàng rằng: "Người cúng dường và lễ bái xong rồi, mau mau sớm trở về nhà, ngồi ngay thẳng và yên lặng mà nghĩ danh hiệu của ta, tự nhiên biết được xứ sở của mẹ ngươi thác sanh." Nàng lấy Phật vừa xong liền trở về nhà, cứ y theo lời Phật dạy. Nàng ngồi yên lặng một chỗ, niệm danh hiệu của Phật Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai một ngày một đêm. Thình lình nàng thầm mộng đi đến một chỗ bờ biển kia, nước cuồn cuộn sôi trào, ba đào sóng bủa, lại thấy nhiều giống ác thú cả mình bằng sắt nhảy nhót bơi chạy trên mặt biển, không biết là bao nhiêu. Lại thấy những đàn ông và đàn bà kể hơn trăm ngàn lặn xuống trồi lên ở trên ấy, thấy đều bị những thú dữ kia giành giật bấu xé mà ăn thịt. Còn quỷ dạ xoa thì hình thù khác nhau, hoặc có thứ nhiều tay nhiều chân, hoặc có thứ nhiều con mắt nhiều đầu, hoặc có thứ nanh bén nhọn như gươm mọc ló ra ngoài miệng. Thảy đều áp lại lùa đuổi những bọn tội nhân đến gần cho thú dữ kia ăn thịt. Thiệt là cái thảm trạng ấy không dám xem cho lâu, nhưng nàng nhờ có sức niệm Phật nên tâm vẫn thanh tịnh, tự nhiên không có chút lo sợ hãi cả. Xảy đâu có một quỷ dương tên là Vô Đồ, thấy hình tướng nàng chẳng phải người phàm, hoài nghi không giống kẻ tục, bèn đến trước mặt nàng cúi đầu nghinh tiếp mà bạch rằng: "Dám hỏi Đức Bồ Tát vì duyên cớ chi mà đi tới đây?" Nàng lại hỏi quỷ dương rằng: "Chỗ này kêu là xứ gì?" Quỷ Vô Độc đáp rằng: "Đây là biển nghiệp thứ nhất, về phía tây núi Thiết Di." Nàng nghe nói liền bảo rằng: "Ta nghe trong núi Thiết Di có địa ngục ở chính giữa, việc ấy quả như vậy hay không?" Quỷ Vô Độc đáp rằng: "Thì có địa ngục chứ không phải quyển hoặc đâu." Nàng nghe rồi bèn khởi lòng kinh nghi mà hỏi nữa rằng: "Địa ngục là nơi để giam nhốt những người có tội, còn ta đây có lòng kính ngôi Tam Bảo mà duyên cớ gì cũng đi đến chỗ ấy như vậy?" Quỷ Vô Độc đáp rằng: "Phàm người đi đến đây có hai cách. Một là có quay đức thần thông đến cứu độ cho mấy người tôi khổ, hay là đến chơi cho biết. Hai là mấy người tội ác đã thành thục phải đi tới đây mà chịu khổ. Nếu trừ hai lẽ ấy ra thì không thể đến đây được." Nàng lại hỏi nữa rằng: "Nước biển này duyên cớ sao mà lại sôi trào lên hoài, còn ở trong thì có nhiều tội nhân lặn lên hụp xuống, lại bị các loài thú dữ sâu xé ăn thịt như thế?" Quỷ Vô Độc đáp rằng: "Đây là chỗ nhốt những kẻ chúng sanh tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề, nên khi chết rồi trải qua 49 ngày không ai tế tự lo làm việc công đức đặng cứu vớt vong linh bị khốn nạn. Còn những người đã chết đó lúc sanh tiền lại không có chút mãi gì là điều phước thiện. Vì vậy nên cứ theo bổn nghiệp của mình mà chiêu cảm lấy cái khổ báo ở nơi địa ngục, tự nhiên trước hết phải đọa tới đây. Ở bên phía đông biển này cách chừng 10 dặm gió tuần lại có một biển nữa, sự đại đọa của chúng sanh bị vào đó còn khổ hơn đây đến bội phần. Còn bên phía đông biển kia lại có một cái biển khác, sự thảm trạng thống thiết không thể kể xiết. Những hạng người thọ khổ
là do bình nhật ở thế gian tạo những nghiệp ác mà phải cảm lấy sự tội báo như vậy. Nên ba cái biển đó đều gọi là biển nghiệp. Nàng lại hỏi quỷ vô độc rằng: sau đây chỉ thấy có biển nghiệp mà thôi, còn địa ngục lại ở chỗ nào đâu? Quỷ vô độc đáp rằng: ở giữa ba cái biển ấy là chỗ địa ngục. Nếu kể số riêng ra thì nhiều đến trăm ngàn, mà sự thọ khổ đều mỗi mỗi khác nhau. Như nói về phần ngục lớn thì có 18 chỗ, còn nói về phần ngục trung thì có 500 chỗ, và lại có ngàn trăm chỗ ngục nhỏ nữa. Sự khổ độc trong mấy chỗ ngục đó không biết bao nhiêu mà kể cho xiết đặng. Nàng lại hỏi quỷ dương rằng: mẹ ta khi chết đến nay tuy chưa bao lâu mà chẳng biết thần hồn đã đi đến chỗ nào. Quỷ dương lại hỏi nàng rằng: chẳng hay mẹ của Bồ Tát lúc sanh tiền làm những nghiệp gì, xin tỏ cho tôi rõ. Nàng đáp rằng: mẹ ta trước bị nhiễm theo tà kiến, chê bai ngôi Tam Bảo, gửi lòng không thường, lập tánh không định, dẫu có nghe lời khuyên can mà tạm tính, rồi cũng trở lại quỷ bán nữa. Nay chết tuy chưa bao lâu, ác có lẽ theo ác nghiệp mà đọa vào khổ thú, nên ta muốn tìm cho biết chỗ sanh xứ của mẹ ta, nhưng không hiểu ở nơi nào. Quỷ vô độc hỏi rằng: vậy chớ mẹ của Bồ Tát tên họ là chi? Nàng đáp rằng: cha ta tên là Thi La Thiện Hiện, còn mẹ hiệu là Duyệt Đề Lợi, đều là dòng dõi Bà La Môn cả. Quỷ vô độc nghe rồi lật đật chắp tay mà bạch với nàng rằng: xin thánh giả trở về bổn xứ, chẳng nên nhớ lệnh thân mẫu mà buồn trầu làm cho hao mòn quý thể. Số bà Duyệt Đề Lợi đã khỏi sự khổ ở chốn địa ngục này mà sanh lên cõi trời cách nay đã 3 ngày rồi. Nguyên bà nhờ có người con hết lòng thảo thuận, lập đàn tràng tu phước và cúng dường nơi tháp tự của đức Giác Hoa Định Từ Tại Vương Như Lai, nên mới cảm đến Phật Thánh mà được sanh về cõi trời như vậy. Chẳng những thân mẫu của Bồ Tát nhờ phước đó mà thoát khỏi chỗ vô gián địa ngục đặng sanh lên cõi trời mà thôi, cho đến những người đồng thọ tội ở đó cũng nhờ duyên phước ấy mà đều đặng an vui và đồng sanh về cõi thiên đàng trong ngày đó nữa. Quỷ dương nói rồi liền chắp tay tỏ vẻ cung kính mà xin lui. Còn nàng thì trong lúc ấy dường như chiêm bao tỉnh giấc, mới rõ biết việc này là nhờ Phật lực làm cho thân mình được đi tới chỗ thác sanh của mẹ như vậy. Nên nàng cảm ơn Phật, lập tức đến trước bổn tượng của đức Giác Hoa Định Từ Tại Vương Như Lai mà phát lời thệ nguyện lớn rằng: nay tôi nguyện cho đến kiếp vị lai, nếu có chúng sanh nào tạo tội mà chịu khổ ở nơi địa ngục, bất luận là kẻ thân thuộc hay người cừu quán, tôi lập ra nhiều pháp môn phương tiện mà cứu độ cho đều được phần giải thoát tất cả. Sự tích Đức Địa Tạng Bồ Tát đời khác. Hồi đời quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, có Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục ra đời. Sau Phật nhập diệt rồi, đến thời kỳ tường pháp thì Ngài Địa Tạng chưa chứng vị Bồ Tát, sinh làm người con gái tên là Quan Mục. Khi mẹ nàng từ trần thì nàng ngày đêm lo sợ, không biết mẹ có thoát khỏi tội khổ hay không. Có một bữa kia, nàng gặp một thầy tỳ khưu đương khất thực, mà thầy ấy chính là một vị La Hán đi giáo hóa chúng sanh. Nàng bèn sắp đủ cái món đồ ăn ngon quý, rồi mời vị La Hán ấy vào nhà cúng dường. Khi ngài thọ thực rồi, bèn hỏi rằng: người muốn cầu nguyện việc chi hay không? Nàng thưa rằng: bạch ngài, bởi vì từ ngày mẹ tôi mất đến nay, tôi buồn trầu thương nhớ bội phần. Nghĩ đến ơn nhũ bộ đức sanh thành thì ngàn kiếp buôn đời tôi cũng không quên đặng. Nên tôi nguyện làm việc tu phước này đặng cầu siêu vong linh cho mẹ tôi nơi chính suối. Nhưng bổn phận tôi là người phàm mắt thịt, không biết mẹ tôi thác sanh về chỗ nào. Vậy xin nhờ ngài từ bi chỉ bảo cho tôi biết. Vị La Hán thấy nàng Quan Mục tuổi nhỏ mà có lòng hiếu đạo như vậy, bèn nhập định, thấy mẹ nàng bị đọa vào chỗ ác thú mà chịu nhiều nỗi thống khổ rất nặng nề. Khi ngài xuất định rồi, liền hỏi nàng rằng: vậy chớ lúc còn sanh tiền ở trên dương thế, mẹ ngươi làm những nghiệp chi đến nỗi nay lại bị hiện báo ở chỗ ác thú mà chịu hình phạt lớn lao như thế? Nàng nghe nói côn xiết nỗi buồn rầu, liền òa khóc một hồi rồi thưa rằng: bạch ngài, số là bình nhật sở hảo của mẹ tôi chỉ thích ăn loài cá trành, mà lại còn ưa ăn những trứng của nó nữa, hoặc chiên xào hoặc nấu nướng, không biết ngàn dạng nào mà kể xiết. Thường cái nghiệp sát sanh của mẹ tôi đó cũng đã quá nặng, vậy xin ngài đem lòng từ bi thương xót đến kẻ thơ ấu này, làm thế nào cứu vớt mẹ tôi
đặng thoát khỏi nơi khổ thú, thì ơn đức ấy vô lượng vô biên. Vì La Hán thấy tấm lòng chân thiện của nàng yêu cầu khẩn thiết như vậy, liền dùng các phương tiện mà khuyên nhủ nàng rằng: người nên chí thành xưng niệm danh hiệu của Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục và phát tâm đắp vẽ sơn thép hình tượng của Phật mà thờ, thì ngày sau nhờ cái công đức đó mà kẻ còn sống đặng có sự lợi ích, và người mất rồi lại khỏi sự khốn nạn, hai đàng đều nhờ phần phước báo tất cả. Khi nàng Quan Mục nghe lời của vị La Hán nói trên, nàng dẫu bỏ thân mạng cũng không tiếc, huống chi là sự gì, nên nàng liền bán hết thảy những đồ nữ trang và có bao nhiêu tiền của, nàng đem ra mướn thợ tạo tượng Phật Thanh Tịnh Liên Quan Mục và mua vàng sơn thép mà cúng dường như tỏ dấu yêu cầu đến Phật, đặng nhờ ơn cứu độ cho thân mẫu. Có một đêm kia, ước chừng lúc canh ba, nàng vừa mơ màng giấc điệp, bỗng thấy thân Phật hiện ra sắc vàng rực rỡ, lại có hào quang sáng chói mà tỏ cho nàng biết rằng mẹ ngươi chẳng bao lâu rồi cũng thác sanh vào nhà ngươi. Hễ vừa biết sự đói lạnh thì nói liền, khi đó ngươi sẽ rõ. Nàng Quan Mục tỉnh giấc dậy thì biết là điềm linh ứng của Phật mách bảo, nhưng chưa hiểu cách thác sanh làm sao, nên luống những âu sầu mà trông đợi. Cách ít lâu, người tớ gái của nàng sanh được một đứa con, chưa đầy ba ngày mà đã biết nói. Có một bữa nọ, đứa nhỏ thấy nàng Quan Mục liền cúi đầu mà khóc lóc rất thảm thiết, rồi nói rằng: đường sanh nẻo tử, mối nghiệp dây duyên, nếu đã tạo tội thì tất phải chịu lấy quả báo, chứ không thể tránh được. Ta đây vốn thiệt là mẹ ngươi khi trước, từ lúc vĩnh biệt đến nay ta bị đọa vào địa ngục chịu nỗi đắng cay. May nhờ phước lực của ngươi nên ta mới được đầu thai lên đây, nhưng vì tội báo còn nặng nên ta phải sanh làm tên hèn hạ như thế này. Đã vậy mà lại không thọ, ta chỉ sống được 13 tuổi mà thôi, rồi lại phải chết và bị đọa vào ác đạo nữa. Bây giờ ngươi nghĩ có cách gì làm cho ta ngày sau thoát khổ ấy đặng hay không? Nàng nghe nói đầu đuôi tự sự hiệp với lời của Phật mách bảo trong điềm chim bao, thì biết là thiệt mẹ của mình, nên nàng đồng mối thương tâm, tơi sầu dấn dít, giọt lệ chứa chan, mà thưa với đứa nhỏ ấy rằng: nếu quả là mẹ tôi thì chắc biết đặng những gì tội lỗi trong lúc sanh tiền, làm hành nghiệp gì mà phải đọa vào ác đạo như vậy, xin tỏ hết cho tôi làm tin. Đứa nhỏ bèn nói rằng: bởi ta ngày trước phạm vào hai nghiệp tội, một là sát sanh và hai là hay bắn người, nên phải đọa vào địa ngục mà chịu nỗi khổ báo như vậy. Nếu không nhờ phước lực của người niệm Phật và đắp vẽ hình tượng của ngài mà thờ, đặng cầu cứu giúp cho ta, thì tưởng không phương gì mà ta mong phần giải thoát cho đặng. Nàng đã hỏi nữa rằng: vậy chớ những sự tội báo ở nơi địa ngục ra thế nào? Đứa nhỏ nói rằng: ôi sự thống khổ ấy không nỡ nói ra, mà đã nói thì cũng không biết chừng nào cho hết chuyện. Nàng nghe mấy lời ấy liền khóc òa, rồi ngửa mặt lên hư không mà bạch rằng: tôi nguyện với chư Phật xin đem lòng đại bi mà cứu cho mẹ tôi đời đời khỏi đọa vào địa ngục, và từ nay cho đến 13 tuổi cho mẹ tôi khỏi phạm tội nặng mà xa vào đường ác đạo khác nữa. Nàng bèn ra quỳ trước bàn thờ Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục mà nguyện rằng: nay tôi giải cùng 10 phương chư Phật, xin từ bi thương xót mà chứng minh cho mấy lời thệ nguyện của tôi ở giữa này. Nếu mẹ tôi đời đời lìa khỏi ba đường dữ, cùng khỏi làm người hèn hạ, và đến kiếp nào kiếp nấy cũng khỏi đầu thai làm thân con gái nữa, thì từ lúc tôi đối trước tượng Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục đây cho đến trăm ngàn muôn ức kiếp về sau, hệ thế giới nào có chúng sanh bị các tội khổ ở trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thì tôi thệ nguyện ra sức cứu vớt cả thảy khỏi sự thống khổ nơi ba đường ấy, và chừng người nào người nấy đều đặng thành Phật tất cả, tôi mới chịu chứng được chánh giác. Khi nàng phát thệ nguyện vừa rồi, bỗng nghe giữa hư không có tiếng nói rằng: này Quan Mục, người có lòng từ bi bẩn rất lớn, biết gì mẹ mà phát lời đại nguyện như thế. Nay ta là Thanh Tịnh Liên Quan Mục, cho mẹ ngươi đến khi mãn 13 tuổi được thác sanh làm người phạm chí, hưởng thọ đến trăm tuổi, rồi sau lại được sanh về cõi vô ưu, hết sự lo phiền, đủ điều khoái lạc, lại sống lâu đến đời đời kiếp kiếp, và sau được thành Phật quả mà cứu độ tất cả chúng sanh ở cõi nhân gian và thiên thượng nhiều như số cát sông Hằng. Nàng nghe đủ mọi điều tiên chúc của Phật tỏ bày thì lấy làm vui mừng không xiết, liền lễ lại mà cảm đội ơn đức ngài. Từ đó về sau,
nàng nuôi dưỡng và săn sóc đứa con nít ấy kỹ càng, và khi đến 13 tuổi nó chết, nàng thương xót và chôn cất một cách tử tế như mẹ vậy. Đời khác, trước đời quá khứ vô lượng A Tăng Kỳ Na Do Tha bất khả thuyết kiếp, thì Đức Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai và Ngài Địa Tạng Bồ Tát đều chưa xuất gia tu hành. Hai người đồng làm vua Lân Bang với nhau trong một thời kỳ. Khi ấy, hai vị quốc vương kết nghĩa làm bạn và giao hảo với nhau một cách rất thân thiết, đều phát tâm làm 10 điều lành. Muốn trên thì quần thần được hưởng cuộc sống hạnh phúc vô vi, dưới thì bá tánh được an cư lạc nghiệp, và sau nữa tất cả chúng sanh đều gọi ơn giáo hóa, cảm đức nhân từ mà bỏ giữ làm lành, đặng mọi phần lợi ích. Song dân dân trong các nước Lân Bang phần nhiều hay làm điều ác nghiệp như là tham lam, nóng giận, ngu si, tà kiến, nói thì hoa ngôn ác ngữ, mắng rủa lẫn nhau, không kính Phật trọng tăng, chẳng thì giới sát, tật đố mấy người lương thiện, mưu hại những kẻ trung thành, chẳng có chút gì là lòng nhân đức cả. Đảm vậy mà hễ có xảy ra những tai bệnh gì thì cứ rước bóng trước chàng, giải ma giải quỷ, đem thân mạng mà cầu cứu với bọn tà sư ngoại đạo, sát hại vật mà cúng tế luôn luôn, tạo tác không biết bao nhiêu là tội nghiệp. Hai vị quốc vương thấy nhân dân ở các nước Lân Bang cứ chuộng sự tà mị và làm việc chẳng lành như vậy, động lòng thương xót, mới bàn luận cùng nhau tìm phương tiện gì đặng hóa độ cho những kẻ ấy khỏi bị cái ác nghiệp thọ báo trầm luân nơi bể khổ về sau. Lúc bàn luận xong rồi, một vị phát nguyện rằng: nay tôi nguyện xuất gia cầu đạo Bồ Đề, cho đặng mau thành chánh giác mà hóa độ tất cả chúng sanh đều được vào cõi niết bàn, thì lòng tôi mới lấy làm thỏa mãn. Còn một vị thì phát nguyện rằng: nay tôi nguyện xuất gia tu hạnh Bồ Tát, nếu tôi không độ những loài chúng sanh bị tội khổ được mọi điều an lạc và chứng quả Bồ Đề, thì tôi chưa chịu thành Phật. Trong hai vị quốc vương đồng thời phát nguyện như đã nói trên, thì vị phát nguyện sớm thành Phật mà hóa độ chúng sanh, tức là Ngài Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Còn vị phát nguyện độ hết chúng sanh rồi sau sẽ thành Phật, tức là Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Vì lời thệ nguyện của Đức Địa Tạng như vậy, nên đã trải vô số kiếp rồi mà Ngài cũng còn làm một vị Bồ Tát. Thiệt tấm lòng độ sanh của Ngài to lớn biết là dường nào. Sự tích Đức Địa Tạng Bồ Tát. Đời khác nữa, hồi đời quá khứ thuộc về kiếp bất khả thuyết, thì tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát lại sanh làm ông đại trưởng giả rất hào tộc và có đức độ. Đương thời kỳ ấy có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai ra đời. Một bữa kia, ông trưởng giả tình cờ gặp vị Phật ấy, thân tướng tốt đẹp, ngàn phước trang nghiêm, thiệt là tuyệt thắng trên đời, xưa nay chưa thấy. Ông càng xem lại càng thương và càng kính, làm cho ông sanh lòng hân hạnh bội phần. Ông bèn lại gần cúi đầu chắp tay mà thưa rằng: bạch Thế Tôn, tôi trộm thấy cái dung nhan của Ngài rất đoan trang nghiêm nghị và viên mãn trăm phần, càng ngó lại càng tươi, càng nhìn lại càng đẹp, thiệt là chẳng ai có cái báo thân như thế. Nhưng tôi tự nghĩ rằng, nếu được quả tốt, ắt có nhân lành, vậy chẳng rõ mấy kiếp trước Ngài làm những hạnh nguyện gì mà ngày nay cảm được thân tướng tốt đẹp như thế. Xin Ngài từ bi giảng nói cho tôi biết, chứ tôi đây cũng lấy làm ước ao, sao cho được cái tướng hảo ấy. Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai thấy ông trưởng giả có lòng ước sự làm lành, nên Ngài liền bảo rằng: nếu người muốn được kim thân giữ tướng như ta đây, thì phải phát tâm tu hành, trải vô lượng kiếp cầu đạo Bồ Đề, và một lòng tinh tấn mà hóa độ tất cả những loài chúng sanh thọ khổ, cho thoát khỏi đường tội báo và được phần khoái lạc tiêu diêu. Do cái duyên phước ấy mà ngày sau sẽ cảm đặng tướng hảo như ta đây, chứ không khó gì. Ông trưởng giả nghe Phật dạy bảo như vậy, liền quỳ xuống trước mặt Ngài mà phát nguyện rằng: tôi nguyện từ nay cho đến đời vị lai, không biết bao nhiêu kiếp số về sau, nếu có chúng sanh nào ở trong sáu đường
bị thống khổ về sự tội báo, thì tôi dùng đủ phương tiện mà độ cho được giải thoát tất cả, chừng đó tôi mới chứng Phật quả. Vì trong kiếp làm trưởng giả nói trên, Đức Địa Tạng có phát lời đại nguyện như vậy, nên từ đấy đến nay, trải đã trăm ngàn vạn ức na do tha, không biết bao nhiêu kiếp số rồi, mà Ngài hãy còn làm một vị Bồ Tát. Xem đó thì biết cái thể nguyện lợi tha của Ngài thiệt là vô cùng vô tận, và cái công đức cứu khổ của Ngài thiệt là vô lượng vô biên. Sự tích Đức Địa Tạng Bồ Tát chuyển thế. Trong truyện Thần Tăng có nói rằng, sau khi Phật Thích Ca nhập diệt 1508 năm, nhằm đời nhà Tấn, niên hiệu Vĩnh Huy, năm thứ tư, thì Đức Địa Tạng Bồ Tát giáng sanh tại nhà vua nước Tân La. Ngài tục tánh là Kim, tên là Kiều Giác. Khi được 24 tuổi, Ngài xuất gia tu hành, có dắt theo một con chó trắng, kêu là con Thiện Khinh, qua tỉnh Giang Nam, huyện Thanh Dương, về phía Đông Phủ Trì Châu. Ngài lên trên đỉnh núi Cửu Hoa, ngồi thiền định trọn 75 năm. Đến đời nhà Đường, niên hiệu Khai Nguyên, năm thứ 16, tối 30 tháng 7, Ngài chứng thành đạo quả. Lúc ấy, Ngài đã được 99 tuổi, mà cũng còn ở trong động núi Cửu Hoa. Thuở đó, có một vị các lão là ông Mẫn Công, sẵn lòng từ thiện, hay làm những sự phước thiện, hay làm những sự phước duyên. Trong nhà ông thường năm, mỗi khi trai tăng là 100 vị, mà ông chỉ thỉnh 99 vị, còn một vị để dành thỉnh Ngài cho đủ số. Có một bữa kia, Ngài xin ông Mẫn Công một chỗ đất ước vừa trải đủ cái y ca sa của Ngài mà thôi. Khi ông bằng lòng cho, thì Ngài lấy y trải ra, trùm hết cả khoảng đất tại cạnh núi. Ông Mẫn Công thấy sự thần kỳ như vậy, biết là một vị thánh tăng, nên lại càng bội phần hoan hỷ, mà nguyện cúng hết đất ấy, còn người con ông thì xin xuất gia theo Ngài. Ít lâu, ông cũng đi tu, trở lại đầu cơ với con, tức là thầy Đạo Minh Hòa Thượng. Sau Ngài lại thiền định 20 năm nữa, đến đời nhà Đường, niên hiệu Chí Đức thứ hai, bữa 30 tháng 7, Ngài nhập diệt. Vì có sự tích của Ngài chuyển thế như vậy, nên người đời sau tạo tượng mà thờ Ngài. Bên tả có tượng thầy Đạo Minh, còn bên hữu có tượng ông Mẫn Công đứng hầu. Và mỗi năm đến ngày 30 tháng 7 âm lịch, ai cũng làm lễ kỷ niệm Ngài là do tích đó. Sự tích Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Khi Đức Phổ Hiền Bồ Tát chưa xuất gia học đạo, còn làm con thứ tư của vua Vô Trắng Niệm tên là Năng Đà Nô. Nhờ phụ vương khuyên bảo nên thái tử mới phát tâm cúng dường Phật Bảo Tàng và chúng sanh trong 3 tháng. Lúc ấy có quan đại thần Bảo Hải thấy vậy khuyên rằng: nay điện hạ có lòng làm đặng món công đức rất tốt như thế, xin hãy hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề mà cầu đặng thành Phật, hơn là cầu sự phước báo hữu lậu nơi cõi nhân thiên, vì cõi ấy còn ở trong vòng sanh tử. Năng Đà Nô thái tử nghe quan đại thần khuyên bảo như vậy, liền thưa với Phật Bảo Tàng rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay tôi có món công đức cúng dường Ngài và đại chúng trong 3 tháng, tôi xin hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh Giác, nguyện phát tâm Bồ Đề, tu hành Bồ Tát mà giáo hóa mọi loài chúng sanh, đặng thành Phật đạo, và nguyện đặng cõi Phật rất thanh tịnh trang nghiêm. Bao nhiêu những sự tốt đẹp và sự giáo hóa chúng sanh đều y như thế giới của Đức Phổ Hiền Như Lai vậy. Đức Bảo Tàng Như Lai nghe Năng Đà Nô thái tử phát nguyện như thế, liền thọ ký rằng: hay thay, hay thay, ngươi phát thệ nguyện rộng lớn, muốn độ hết thảy chúng sanh đều thành Phật đạo, trong khi tu Bồ Tát đạo dùng trí kim cang mà phá nát các núi phiền não của mọi loài chúng sanh. Vì vậy nên ta đặt hiệu ngươi là Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức, trải hàng sa kiếp làm nhiều việc Phật sự rất lớn, rồi đến thế giới Bất Quyến ở phương Đông mà thành Phật, hiệu là Phổ Hiền Như Lai. Chừng đó những sự tốt đẹp trang nghiêm của ngươi đã cầu nguyện thảy đều thỏa mãn. Khi Đức Bảo Tàng Như Lai thọ ký rồi, tự nhiên giữa hư không có nhiều vị thiên tử ở các cõi trời đem đủ thứ bông thơm đẹp đến mà cúng dường và đồng thinh khen ngợi.
Nan Đà Nô Thế Tử thưa với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu những sự ao ước của tôi ngày sau quả nhiên đặng như lời Ngài thọ ký, nay tôi kính lễ Ngài và chư Phật mà xin làm sao hằng xa thế giới có đủ món hương rất tốt rất thơm, mùi bay khắp trong các cõi, và mọi chúng sanh hoặc ở trong địa ngục, ngạ quỷ cùng súc sanh, cho đến các người ở cõi thiên thượng nhân gian, đương mắc phải nghiệp báo gì, nếu ngửi đặng món hương thơm ấy, tức thì đều đặng rảnh khổ và lại hưởng sự an vui. Nan Đà Đô Thế Tử thưa rồi, đương cúi đầu mà lễ Phật, thì trong các thế giới mười phương, tự nhiên có mùi hương thơm bay khắp cả. Lúc đó mọi loài chúng sanh ngửi đặng mùi hương ấy, lòng dạ hớn hở, các bệnh phiền não thảy đều tiêu trừ. Nan Đà Nô Thế Tử nhờ Phật thọ ký như vậy, thân tâm vui mừng, bèn đảnh lễ Phật rồi ngồi xuống nghe Ngài thuyết pháp. Nan Đà Nô Thế Tử nhờ công đức đó nên sau khi mạng chung sanh ra các thân khác và các đời khác, kiếp nào cũng nhờ lời thệ nguyện và chăm làm các việc Phật sự và hóa độ chúng sanh, đặng cầu cho mau viên mãn những sự của mình đã ao ước. Bởi Ngài có lòng tu hành tinh tấn như vậy nên nay đã thành Phật ở cõi Bất Quyến và hóa thân vô số ở trong các thế giới mà giáo hóa chúng sanh. Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát khi chưa xuất gia tu hành, có một kiếp Ngài làm con đầu lòng của vua Vô Tránh Niệm, tên là Bất Duyến Thái Tử. Trong thời kỳ vua ấy thống trị thiên hạ thì có Phật Bảo Tạng ra đời. Vua thấy nhân tâm xu hướng theo lời giáo hóa của Phật càng ngày càng đông, bèn suy nghĩ rằng nếu đạo Phật không phải chân chánh thì đâu có lẽ người ta sùng bái khắp xứ như vậy. Nên vua mới phát tâm sắm đủ lễ vật đến cúng dường Phật và chúng tăng trong 3 tháng, và lại khuyên các vị vương tử và đại thần cũng làm như vậy. Khi ấy Bất Huyến Thái Tử vâng lời phụ vương, hết lòng tinh kính, sắm đủ các món ngon quý và đem những đồ trân trọng của mình mà dâng cúng cho Phật và đại chúng trong 3 tháng, không trễ nải bữa nào và cũng không món gì kém thiếu. Quan đại thần Bảo Hải là phụ thân của Phật Bảo Tàng thấy vậy khuyên rằng: Điện hạ đã sẵn lòng tu phước mà cúng Phật cúng tăng, vậy xin điện hạ hãy đem công đức đó mà hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề, chớ nên cầu sự phước báo trên cõi trời Đao Lợi hay là cõi trời Phạm Thiên làm chi. Bởi vì mấy cõi ấy tuy là cảnh vật vui tốt, nhân dân sung sướng, căn thân đẹp đẽ, thọ mạng lâu dài, đặng phép thần thông dạo đi tự tại, những đồ y thực sẵn có, các cuộc du hí đủ bài, trăm thức tự nhiên thọ dụng đủ điều khoái lạc, không có sự khổ như cõi nhân gian. Ê phước báo như trong các cõi đó tuy là mỹ mãn như thế, nhưng còn thuộc về hữu lậu, có hư có mất, chắc chắn gì đâu. Chính là sự vô thương, thật là tướng vô định, như cơn gió thổi mau, không có thế lực gì cầm lại đặng. Hết vui thì xảy ra buồn, hết sướng thì trở lại khổ. Dầu có sống lâu đến mấy ngàn năm đi nữa, cũng không khỏi con ma sanh tử lôi kéo vào đường nọ ngõ kia. Nếu điện hạ cứ cầu phước báo đó, chắc không thoát khỏi ải sanh tử luân hồi. Nếu đã không khỏi luân hồi thì chưa chắc lúc nào đặng tiêu diêu tự tại. Chi bằng điện hạ đem công đức đó mà cầu món phước báo vô lậu, không hư không mất, đời đời kiếp kiếp vượt ra ngoài 3 cõi 4 dòng, hưởng sự an vui vô cùng vô tận, và hồi hướng về đạo Bồ Đề mà cầu mau thành Phật quả, đặng cứu độ chúng sanh khỏi sông mê biển khổ. Vậy phần tự lợi đã vuông tròn, mà đức lợi tha lại đầy đủ nữa. Bất Huyến Thái Tử nghe ông Bảo Hải khuyên nói như vậy, bèn đáp rằng: Ta xem xét cả thảy chúng sanh trong đường địa ngục chịu sự khổ cực, còn cả nhân gian và người thiên thượng thì đủ đều cấu nhiễm lắm chuyện trần lao, không có chút nào đặng thanh tịnh, bởi đó mà tạo thành tội nghiệp, nên mới thọ quả báo mà đọa vào 3 đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Bất Huyến Thái Tử đáp lại rồi tự nghĩ rằng: Bởi chúng sanh ở trong đời không gặp đặng những người hiền nhân quân tử, khuyên diệt lánh giữ làm lành mà dìu dắt lên con đường giải thoát,
chỉ gặp những kẻ tàn ác tiểu nhân cũ dụ nhau kết bạn bè, thường xúi dục những điều bất thiện và lại phá hư chánh pháp, khinh pháp đại thừa, làm cho mất cả căn lành, thêm điều tà kiến. Vì vậy mới che lấp tâm tánh, không biết đạo đức là gì, nên phải chịu nổi đày đọa. Bất Biến Thái Tử ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thưa rằng: Nay tôi đối trước mặt Phật và đại chúng mà tỏ lời như vậy, tôi nguyện đem tất cả các món công đức tôi đã từng cúng dường Tam Bảo và các món công đức tôi đã từng tu tập phép màu mà hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề. Tôi nguyện trong khi tôi tu những điều công hạnh Bồ Tát, làm những việc lợi ích cho chúng sanh, nếu tôi xem có kẻ mắc sự khốn khổ hiểm nghèo ở trong hoàn cảnh ám muội, không biết cậy nhờ ai, không biết nương tựa đâu, mà có xưng niệm danh hiệu tôi, tức thì tôi dùng phép thiên nhĩ mà lắng nghe và dùng phép thiên nhãn mà quan sát coi kẻ mắc nạn ấy ở chỗ nào, cầu khẩn việc gì, đặng tôi hiện đến mà cứu độ cho khỏi khổ mà đặng vui. Nếu chẳng đặng như lời thề đó thì tôi không thành Phật. Thưa Đức Thế Tôn, nay tôi vì hết thảy chúng sanh mà phát lòng đại nguyện tu học về pháp xuất thế, lo làm các công hạnh tự giác tự lợi. Nguyện khi phụ dương tôi là vô tránh niệm, trải hàng sa kiếp nhẫn sau thành Phật, hiệu là A Di Đà Như Lai ở cõi an lạc thế giới, hóa độ chúng sanh xong rồi, chứng nhập niết bàn, chánh pháp truyền lại, thì tôi tu hạnh làm việc Phật sự. Đến lúc chánh pháp gần diệt, hãy diệt bữa trước thì bữa sau tôi chứng đạo Bồ Đề. Xin Đức Thế Tôn từ bi mà thọ ký cho tôi, và tôi cũng hết lòng yêu cầu các đức Phật hiện tại ở hàng xa thế giới, trong mười phương, đều thọ ký cho tôi như vậy nữa. Đức Bảo Tạng Như Lai nghe mấy lời nguyện ấy, liền thọ ký Bất Huyến Thái Tử rằng: Ngươi xem xét chúng sanh trong cõi thiên thượng nhân gian và trong ba đường dữ đều mắc những sự tội báo mà sanh lòng đại bi, muốn đoạn trừ mọi sự khổ cực, dứt bỏ những điều phiền não và làm cho cả thảy đều đặng hưởng sự an vui. Vì người có lòng soi xét những lời yêu cầu của loài hữu tình trong thế gian mà cứu khổ như vậy, nên ta đặt hiệu là Quan Thế Âm. Trong khi người tu hạnh Bồ Tát thì giáo hóa cả vô lượng chúng sanh cho thoát khỏi sự khổ não và làm đủ mọi việc Phật sự. Sau khi A Di Đà Như Lai nhập niết bàn rồi thì cõi Cực Lạc lại đổi tên là Nhất Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu. Y báo càng thêm tốt đẹp hơn trước đến bội phần. Chừng đó, đương lúc ban đêm, độ trong giây phút có hiện ra đủ thức trang nghiêm, thì ngươi sẽ ngồi trên tòa kim cang ở dưới cây Bồ Đề mà chứng ngôi chánh giác, hiệu là biến xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sang Dương Như Lai. Phước tròn hạnh đủ, muôn sự dễ dàng, đạo pháp cao siêu, thần thông rộng lớn, rất tôn rất quý, không ai sánh bằng, mà lại sống lâu đến 96 ức na do tha kiếp. Rồi khi diệt độ thì chánh pháp còn truyền bá lại đến 63 ức kiếp nữa. Bất Huyến Thái Tử nghe Phật Bảo Tạng thọ ký rồi liền vui mừng mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu sự thề nguyện của tôi quả đặng hoàn mãn như lời ngài nói đó, thiệt là hân hạnh biết bao. Nay tôi lại ngài xin làm thế nào cho các đức Phật hiện ở hàng xa thế giới cũng đều thọ ký cho tôi và khiến cho cả thảy thế giới đều đồng thời vang ra những tiếng âm nhạc và các kẻ chúng sanh nghe tiếng ấy đều đặng thân tâm thanh tịnh mà xa lìa mọi sự dục vọng trên đời. Lúc Bất Huyến Thái Tử thưa rồi, đương cúi đầu lễ Phật, tức thì các thế giới tự nhiên rung động vang rền, kêu ra những tiếng hòa nhã. Ai ai nghe đến cũng sanh lòng vui vẻ, làm cho các điều dục vọng bỗng nhiên tiêu tan cả. Khi ấy, thoạt nghe các đức Phật ở mười phương đồng thinh thọ ký cho Quan Thế Âm rằng: Đương khi thời kiếp thiện trụ ở tại cõi Tán Đề Lam thế giới, nhằm lúc Phật Bảo Tạng ra đời mà giáo hóa chúng sanh, có con của vua Vô Tránh Niệm tên là Bất Huyến Thái Tử phát tâm cúng dường Phật và đại chúng trong 3 tháng. Do công đức đó nên trải hàng sa kiếp sẽ thành Phật, hiệu là biết xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Sang Dương Như Lai,
ở về thế giới nhất thiết trân bảo sở thành tựu. Bất Huyến Thái tử khi đặng chư Phật thọ ký rồi thì lòng rất vui mừng. Đến khi mạng chung thì Ngài thọ sanh các đời khác, trải kiếp nọ qua kiếp kia, hàng giữ bổn nguyện, gắn công tu hành, cầu đạo Bồ Đề, làm hạnh Bồ Tát, chăm lòng thi hành những sự lợi ích cho chúng sanh, không có khi nào mà Ngài quên cái niệm đại bi đại nguyện. Hiện nay Quan Thế Âm đã chứng được bậc đẳng giác Bồ Tát ở cõi Cực Lạc mà hầu hạ Đức Phật A Di Đà, hàng ngày tiếp dẫn chúng sanh trong mười phương đem về cõi ấy. Đến sau Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn rồi thì Ngài kế ngôi Phật vị mà giáo hóa chúng sanh, 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 hóa chúng sanh. Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát. Đức Đại Thế Chí khi chưa xuất gia học đạo thì Ngài chính là con thứ hai của vua Vô Tránh Niệm tên là Ni Ma Thái Tử. Ngài vâng lời phụ vương khuyên bảo, phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và đại chúng trọn trong 3 tháng. Quan Đại Thần là Bảo Hải thấy vậy bèn khuyến thỉnh rằng: Thưa Điện Hạ, đồng sự tu phước có 2 thứ, một là tu phước hữu lậu, hai là tu phước vô lậu. Song phước hữu lậu dẫu có to tát thế nào thì chỗ cảm báo cũng chỉ ở trong cõi nhân thiên hưởng phần khoái lạc mà thôi, chứ không thoát khỏi luân hồi sanh tử. Còn như phước vô lậu thì chỗ kết quả ở ngoài 3 cõi 4 dòng, kiếp kiếp đời đời tiêu diêu tự tại. Vậy xin Điện Hạ nên vì tất cả chúng sanh mà cầu đặng nhất thiết trí, đem công đức ấy hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề, thì sự phước báo không khi nào cùng tận, mà lại đặng viên mãn cái tâm nguyện nữa. Ni Ma Thái tử nghe Quan Đại Thần khuyên nói rành rẽ như thế, liền chắp tay thưa với Phật Bảo Tạng rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi xin đem công đức cúng dường Phật và chúng tăng trong 3 tháng, và những hạnh tu tập của tôi đã từng làm, như là 3 nghiệp của thân: 1. Không sát hại chúng sanh; 2. Không trộm cắp của người; và 3. Không tà dâm. 4 nghiệp cửa miệng: 1. Không nói láo xược; 2. Không nói theo dệt; 3. Không nói 2 lưỡi; và 4. Không nói độc dữ thô tục. Và 3 nghiệp của ý: 1. Không tham nhiễm danh lợi và sắc dục; 2. Không hờn giận oán cừu; và 3. Không si mê ám muội. Cùng là các món hạnh tu thanh tịnh của tôi mà hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và cầu đặng một thế giới rất trang nghiêm đẹp đẽ như cõi Phật biến xuất nhất thiết công đức Quang Minh Sam Dương Như Lai mà Ngài đã thọ ký cho huynh trưởng tôi đó vậy. Khi Đức Phật ấy thành đạo, trước hết tôi ra khuyến thỉnh Ngài nói đủ pháp tam thừa liễu nghĩa mà hóa độ chúng sanh. Trong khi đó tôi cũng còn tu Bồ Tát Đạo, làm việc Phật sự, dạy dỗ mọi người và làm những sự lợi ích cho các loài hữu tình, mà cầu mau đặng hoàn mãn các món công hạnh đã thệ nguyện. Đến chừng Phật biến xuất nhất thiết công đức Quang Minh Sam Dương Như Lai diệt độ rồi, thì tôi sẽ thành đạo, kế ngôi Phật mà truyền chánh pháp và hóa độ chúng sanh. Những sự trang nghiêm đẹp đẽ trong quốc độ tôi cùng là thời kỳ diệt độ và kiếp số trụ thế của chánh pháp tôi, đều nguyện y như công cuộc ứng hóa của đức biến xuất nhất thiết công đức Quang Minh Sam Dương Như Lai vậy. Phật Bảo Tạng nghe mấy lời của Ni Ma Thái tử nguyện, liền thọ ký rằng: Theo như lòng của ngươi muốn thành tựu một thế giới rộng lớn trang nghiêm, thì qua đời vị lai, trải hàng hà sa kiếp, ngươi sẽ được hoàn mãn các sự cầu nguyện ấy. Vì ngươi có lòng mong cầu một thế giới rất đẹp rất lớn như thế, nên ta đặt hiệu cho ngươi là Đắc Đại Thế, tức là Đại Thế Chí Bồ Tát. Sau khi Phật biến xuất nhất thiết công đức Quang Minh Sam Dương Như Lai nhập Niết Bàn rồi, người bổ xứ làm Phật hiệu là Thiện Trụ Trân Bảo Như Lai, kế tiếp ra đời mà hóa độ mọi loài hàm thức. Ni Ma Thái tử nghe Phật Bảo Tạng thọ ký rồi liền thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu sự nguyện cầu của tôi quả đặng như lời Ngài thọ ký đó,
Tôi xin kính lễ Ngài và nhờ Ngài làm sao cho các thế giới đều dang động, và ở giữa hư không có rải xuống nhiều thứ hoa thơm đẹp, lại có các đức Phật ở thế giới mười phương cũng đều thọ ký cho tôi như vậy nữa. Ni Ma Thái Tử thưa rồi, vừa cúi lạy Phật, tức thì các thế giới mười phương, cả núi sông cây cối và những vật có hình chất đều rung động ra thành tiếng vang rền khắp cả. Còn giữa hư không lại có các thứ bông rất thơm tho và tốt đẹp rơi xuống như mưa. Các đức Phật ở mười phương đều đồng tình thọ ký rằng: tại cõi Tán Đề Lam, có người đệ tử của Phật Bảo Tạng Như Lai tên là Ni Ma, con thứ hai của vua Vô Tránh Niệm, có phát tâm cúng dường Phật và đại chúng trót 3 tháng, đem công đức ấy mà hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề và nguyện đặng ở cõi thế giới trang nghiêm. Vì vậy nên trải qua hàng sa kiếp, người ấy sẽ bổ xứ thành Phật. Sau khi đức biến xuất nhất thiết công đức quang minh sang dương Như Lai đã nhập Niết Bàn. Ni Ma Thái Tử nhờ Phật Bảo Tạng và các đức Phật mười phương thọ ký rồi, lòng rất vui mừng, hàng trăm tu tập công hạnh vô lậu mà cầu cho mau thỏa mãn những điều tâm nguyện. Từ đó về sau, Ni Ma Thái Tử mạng chung, rồi đầu thai ra thân khác đời khác, kiếp nào cũng hằng giữ bổ nguyện, quyết chí tu hành, học đạo Đại Thừa, làm hạnh Bồ Tát, mở mang trí huệ cho chúng sanh và làm những sự nhiêu ích, đặng dìu dắt các loài ra khỏi sông mê mà bước lên đường giác. Hiện nay, Ngài Đại Thế Chí, tức là Ni Ma Thái Tử, đương là một vị đẳng giác Bồ Tát, hầu gần Đức Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc, trợ đương Phật hóa, tiếp dẫn chúng sanh, chờ đến thời kỳ quả mãn công viên mới bổ xứ làm Phật. Sự tích Đức Di Lặc Bồ Tát. Đức Di Lặc là một vị Phật thứ 5 trong hiền kiếp, để nối ngôi Phật Thích Ca ra đời mà giáo hóa chúng sanh. Nhưng số kiếp chưa đến, Ngài còn ở trên cung trời Đâu Xuất, thường hay hóa thân trong mười phương thế giới mà thuyết pháp độ sanh. Khi Ngài ứng tích tại sông Lâm, thì tên của Ngài là Phó Đại Sĩ. Và lúc Ngài hóa thân ở Nhạc Lâm, thì hiệu của Ngài là Bố Đại Hòa Thượng. Công việc hành tàng bước đường lai khứ trong hai quãng chuyển sanh ấy, nào là lời phương tiện quyền xảo, nào là lời vi diệu pháp âm, làm cho người đời đều tỉnh giấc mộng và quy đầu về chánh giáo. Nay xin lược thuật sự tích lúc Ngài hóa thân làm vị Bố Đại Hòa Thượng ra sau đây cho quý vị độc giả xem. Đương thời kỳ nước Lương thuộc về đời Ngũ Quý, Ngài ứng tích ở nơi Châu Minh tại huyện Phụng Hóa, thân hình khác hơn người thế tục, trán thì nhăn, bụng thì lớn và hình dốc mập mạp. Lúc đó không ai biết tên họ của Ngài, chỉ thấy Ngài thường mang theo một cái túi vải mà thôi, nên người kêu là Bố Đại Hòa Thượng. Tánh Ngài hay khôi hài và chỗ ăn nằm ngày đêm không nhất định, mà Ngài đi đâu rồi cũng thấy trở về chùa Nhạc Lâm mà trú ngụ. Mỗi khi đi đường, Ngài thường cầm tích trượng và mang cái túi bằng vải, không khi nào rời hai vật ấy ra khỏi mình. Lại có 18 đứa con nít thường theo đuổi đeo một bên mà giễu cợt làm cho Ngài tức cười mãi mãi. Thường khi Ngài đi vào chốn thôn quê hay là nơi đồng ruộng, hễ ai cho những vật gì khi Ngài ăn xong, còn dư lại bao nhiêu đều bỏ vào túi. Lúc đi tới nơi chợ quán thì Ngài ngồi xuống, mở túi lấy những đồ ăn dư đưa lên, kêu mấy người đứng xung quanh mà nói rằng: các ngươi xem coi đó là cái gì. Ngài nói rồi một giây lâu bỏ đồ ấy vào túi mà mang đi. Còn có khi Ngài gặp thầy Sa Môn đi ngang qua, Ngài ở sau vỗ lưng một cái làm cho thầy Sa Môn giật mình ngó lại mà hỏi rằng: Hòa Thượng làm cái gì vậy? Ngài liền giơ tay nói: ngươi cho ta xin một đồng tiền. Thầy Sa Môn thấy vậy bèn nói rằng: nếu tôi hỏi một điều mà Hòa Thượng nói đặng thì tôi cho. Ngài liền để cái túi xuống, chắp tay đứng một bên, rồi lấy túi mang trở lại mà lật đật quầy quả đi liền. Một bữa kia, Ngài đi vào trong đám đông người,
có một ông tăng hỏi Ngài rằng: Hòa thượng ở trong đám đông người làm chi đó? Ngài trả lời rằng: Ta đương đợi một người đến. Ông tăng hỏi: Hòa thượng đợi ai? Ngài bèn thò tay vào túi lấy ra một trái quýt đưa cho ông tăng. Ông tăng vừa giơ tay lấy trái quýt, Ngài liền thụt tay lại mà nói rằng: Ngươi chẳng phải người ấy. Lại một bữa, ông tăng chợt thấy Ngài đứng bên đường gần chợ, bèn hỏi rằng: Hòa thượng ở đây làm chi? Ngài liền đáp rằng: Ta đi quá duyên. Ông tăng thấy vậy mới nói rằng: Quá duyên ở đâu nơi ngã tư như vậy? Ngài trả lời: Ngã tư chính là chỗ ta muốn quá duyên. Ông tăng vừa muốn hỏi chuyện nữa thì Ngài liền ban cái túi vải rồi cười ngất mà đi một hơi. Có một khi ông Bạch Lộc Hòa thượng gặp Ngài, liền hỏi rằng: Thế nào gọi là cái túi vải? Ngài nghe hỏi liền để túi xuống rồi khoanh tay mà đứng. Ông Bạch Lộc Hòa thượng lại hỏi rằng: Công việc của cái túi vải ra làm sao? Ngài liền mang túi mà đi, không trả lời chi hết. Có một bữa kia, ông Bảo Phước Hòa thượng gặp Ngài hỏi rằng: Thưa Ngài, duyên cớ tại sao mà Đức Tổ sư ở bên Tây Phương qua đây là có ý gì? Ngài nghe hỏi liền để cái túi vải xuống rồi đứng tự nhiên. Ông Bảo Phước Hòa thượng lại hỏi nữa rằng: Chỉ như vậy hay là còn cái gì nữa hay không? Ngài nghe hỏi như thế, bèn lấy túi vải mang trở lại mà đi, không hề trả lời. Từ đó về sau, hễ Ngài đi đến đâu thì người ta tranh nhau mà chận đón và níu kéo, đặng mời Ngài vào nhà chứ không cho đi luôn. Bởi vậy cho nên trong các quán rượu và tiệm cơm, người người tha hồ ăn uống no say, không có chút gì nhàm chán, vì Ngài vào đâu thì buôn bán đắt đến bội phần. Lúc nào gặp trời mưa thì tảng sáng Ngài ngủ dậy mang guốc cao gót đi ra nằm nửa trên cây cầu to, co chân dựng hai bắp dế lên thì cày ấy nắng. Còn khi nào trời nắng mà Ngài mang đôi dép cỏ đi ra ngoài đường, ngày ấy trời lại mưa. Thường bữa Ngài hay tới nhà một nông phu kia mà ăn cơm. Có một hôm, người vợ tên ấy thấy vậy mà nổi giận mà rầy rằng: Đương lúc lo việc ruộng nương rộn ràng không xiết, mình có công đâu mà nuôi lão hòa thượng điên đó hoài. Ngài nghe nói mấy lời ấy, liền đem cơm đổ dưới gốc cây dâu ở bên nhà rồi bỏ đi. Cơm ấy tự nhiên hoàn lại trong nồi của người nông phu. Hai vợ chồng thấy vậy thất kinh, bèn cùng nhau đi kiếm Ngài rồi lạy lục mà xin sám hối. Có một khi đương buổi mùa hạ, khí trời nóng nực, Ngài cởi quần áo để trên bờ mà xuống khe tắm. Lũ trẻ quấy chơi, bèn lén lại ôm cả áo quần. Đương lúc tắm, Ngài thấy vậy thì lật đật để mình bẫy trần truồng mà rượt theo bọn con nít. Mấy người ở trên bờ xúm nhau lén coi thì thấy âm tàn của Ngài như trẻ nhỏ vậy. Gần chỗ đó có tên Lục Sanh, nghề vẽ rất tinh xảo. Người ấy thấy Ngài bèn vẽ một bức tượng tinh hệt mà dán tại chùa nơi vách nhà đông. Bữa nọ Ngài đi ngang qua bên vách, thấy tượng ấy liền khạc nhổ rồi bỏ đi. Khi Ngài ở tại xứ Mân Trung, có một người cư sĩ họ Trần thấy Ngài làm nhiều việc kỳ thần nên đãi Ngài rất cẩn trọng. Lúc Ngài từ giả ông Trần cư sĩ mà đi qua xứ Lương Chiết, ông muốn rõ tên họ Ngài, bèn hỏi rằng: Thưa Hòa thượng, xin cho tôi biết họ Ngài là chi, sanh năm nào, tháng nào, ngày nào, giờ nào, và xuất gia đã bao lâu rồi? Ngài đáp rằng: Ta tỏ thiệt cho ngươi rõ rằng ta chính là họ Lý, sanh ngày mùng 8 tháng 2. Ta chỉ biểu hiệu cái túi vải này mà để độ đời đó thôi, vậy ngươi chớ tiết lộ cho ai biết. Ông Trần cư sĩ nghe như vậy, bèn thưa rằng: Hòa thượng đi đâu, nếu có ai hỏi việc chi thì xin Ngài trả lời sao cho hợp lý, chớ tùy thuận theo người thì không khỏi bàn nhân dị nghĩ tiếng thị phi. Ngài bèn đáp một bài kệ rằng: Ghét thương phải quấy biết bao là, xét nét lo lường giữ lấy ta, tâm để rỗng thông thường nhẫn nhục.
bữa hằng thông thả phải tiêu ma. Nếu người tri kỷ nên y phận, dẫu kẻ quan gia cũng cộng hòa. Miễn tấm lòng này không quái ngại, tự nhiên chứng đặng lục ba la. Ông Trần cư sĩ lại hỏi rằng: Bạch Hòa Thượng, ngài có pháp hiệu hay không? Ngài liền đọc bài kệ đáp rằng: Ta có cái túi vải rỗng rang không quái ngại, mở ra khắp mười phương, thâu vào quan tự tại. Ông Trần cư sĩ hỏi rằng: Hòa Thượng đi đây có đem đồ hành lý hay không? Ngài đáp bài kệ: Bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Ông Trần cư sĩ thưa: Đệ tử rất ngu lỗ, biết làm sao cho đặng thấy tánh Phật. Ngài bèn đáp bài kệ: Phật tức tâm, tâm ấy là Phật, mười phương thế giới là linh vật, tung hoành diệu dụng biết bao nhiêu, cả thảy chẳng bằng tâm chân thật. Ông Trần cư sĩ thưa rằng: Hòa Thượng đi lần này nên ở nơi chùa, chứ đừng ở nhà thế gian. Ngài bèn đáp bài kệ rằng: Ta có nhà tam bảo, trong vốn không sắc tướng, chẳng cao cũng chẳng đê, không ngăn và không chướng, học vẫn khó làm bằng, cầu thì không thấy dạng, người trí biết rõ ràng, ngàn đời không tạo đặng, bốn môn bốn quả sanh, mười phương đều cúng dường. Ông Trần cư sĩ nghe bài kệ lấy làm lạ, liền đảnh lễ ngài mà thưa rằng: Xin Hòa Thượng ở ngán lại một đêm mà dùng cơm chay với tôi, đặng tỏ dấu đệ tử hết lòng cung kính, xin ngài từ bi mà hạ cố. Đêm ấy ngài ở tại nhà Trần cư sĩ, đến khi đi thì ngài viết một bài kệ dán nơi cửa: Ta có một thân Phật, có ai đặng tường tất, chẳng vẽ cũng chẳng tô, không chạm cũng không khắc, chẳng có chút đất bùn, không phải màu thể sắc, thợ vẽ vẽ không xong, kẻ trộm trộm chẳng mất, thể tướng vốn tự nhiên, thanh tịnh trong giặt giặt, tuy là có một thân, phân đến ngàn trăm ức. Khi ngài đi đến quận Tứ Minh, ngài thường giao du với ông Tưởng Tôn Bá một cách rất thân mật. Ngài có khuyên bảo ông mỗi ngày trì niệm câu chú Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì vậy người ta đều kêu ông Tưởng Tôn Bá là Maha Cư Sĩ. Có một ngày nọ, ông Maha Cư Sĩ cùng ngài đồng tắm dưới khe Trường Đinh. Khi ngài đưa lưng bảo ông Maha kỳ dùm, thì ông thấy nơi lưng ngài có bốn con mắt rực rỡ chói lòa, bèn lấy làm kinh dị vô cùng. Ông liền đảnh lễ ngài mà nói rằng: Hòa Thượng quả là một vị Phật tái thế. Ngài liền khoát tay bảo nhỏ rằng: Ngươi chớ nói tiết lộ, ta cùng ngươi ở với nhau đã 3-4 năm nay, vốn là có nhân duyên rất lớn, rồi đây ta sẽ từ biệt ngươi mà đi, vậy ngươi chớ buồn rầu thương nhớ. Ngài nói rồi đem về nhà ông Maha cư sĩ mà hỏi rằng: Ý ngươi có muốn giàu sang hay không? Ông Maha cư sĩ thưa rằng: Sự giàu sang như lùm cây nổi, như giấc chiêm bao, có cái gì là bền lâu chắc chắn đâu, nên tôi nguyện làm sao cho con cháu tôi đời đời được miêm diễn mà thôi. Ngài bèn lấy cái túi của ngài, thọc tay vào, móc ra một cái túi nhỏ, một cái hộp và một sợi dây, liền đưa cho ông Maha cư sĩ mà nói rằng: Ta cho ngươi mấy vật này mà từ biệt, song ta căn dặn ngươi phải gìn giữ cho thật kỹ càng, mà làm biểu tính những việc hậu vận của nhà ngươi. Ông Maha cư sĩ vâng lãnh mấy món ấy mà chẳng rõ được là ý gì. Cách vài bữa sau, ngài trở lại nhà ông mà hỏi rằng: Nhà ngươi có hiểu được ý ta hay không? Ông thưa rằng: Thưa ngài, đệ tử thiệt chẳng rõ. Ngài nói rằng: Đó là ta muốn con cháu nhà ngươi ngày sau cũng như mấy vật của ta cho đó vậy. Nói rồi, ngài bèn từ giả mà đi liền. Đến sau quả nhiên con cháu của ông Maha cư sĩ được vinh hoa phú quý, hưởng lộc nước đời đời.
đó là mấy vật của Ngài cho có hiệu nghiệm như vậy. Nhằm ngày mùng 3 tháng 3, năm thứ 3, niên hiệu Trinh Minh, Ngài không tật bệnh gì cả, ngồi trên bàn thạch gần nơi mái chùa Nhạc Lâm mà nhập diệt. Nhắc lại khi Ngài chưa nhập diệt, có ông Trấn Đình Trưởng thấy Ngài hay khôi hài, không lo sự gì cả, nên mỗi lần gặp Ngài thì buông lời cấu nhục, rồi giật cái túi vải mà đốt. Thể bữa nay đốt rồi, thì qua ngày sau, ông Trấn Đình Trưởng cũng thấy Ngài mang cái túi ấy như cũ. Ông nổi giận đốt cháy rụi luôn đến 3 lần, cũng vẫn thấy Ngài còn mang cái túi vải đó. Từ đó về sau, ông Trấn Đình Trưởng lấy làm lạ, nên đem lòng khâm phục Ngài, không dám khinh dễ nữa. Khi Ngài nhập diệt, thì ông Trấn Đình Trưởng lo mưu quan quách mà tẩm liệm thi hài, là cố ý chuộc tội lỗi của ông ngày trước. Nhưng đến chừng đi chôn thì người khiêng rất đông mà cử cái quan tài lên không nổi. Trong bọn ấy có một người họ Đồng, ngày thường tỏ lòng tôn kính Ngài một cách rất trọng hậu, nên thấy việc linh hiển như vậy, liền vội vã mua cái quan tài khác rồi liệm thi hài của Ngài lại. Đến khi khiêng đi thì số người cũng bấy nhiêu đó, mà khiêng nhẹ phơi phới như bông. Ai nấy thấy vậy cũng đều kinh sợ và cung kính. Lúc đó các người trong quận thiết lập ra một hội rất lớn, xây tháp cho Ngài ở núi Phong Sơn. Núi ấy toàn là đá lởm chởm, hòn cao hòn thấp, trong mấy hang đá đều là chỗ di tích của Ngài còn lưu truyền lại. Nào là chỗ để tích trượng, nào là chỗ để bình bát, vân vân. Những chỗ sâu, chỗ cạn, chỗ lớn, chỗ nhỏ, hình tượng giống như cái bình bát, đều có nước đầy hoài. Dẫu cho trời đại hạn đi nữa thì cũng chẳng có lúc nào khô kiệt. Thiệt là nhiều việc anh linh hiển hách vô cùng. Hồi đời Lục Triều, Đức Di Lặc lại ứng tích làm phó đại sĩ ở tại chùa Song Lâm một thời kỳ nữa. Khi Ngài ra mắt Lương Võ Đế, vua liền hỏi Ngài rằng: xin đại sĩ cắt nghĩa cho quả nhân nghe làm sao kêu là đạo. Ngài liền bạch rằng: tâm thiệt là đạo, tôi xin chứng nghiệm như vậy, thì bệ hạ đủ hiểu. Như bệ hạ khi chưa lên ngự tại điện này, trong tâm lúc ban đầu chưa khởi niệm, bổn trí vẫn tự nhiên mà được diệu tịnh quang huy, sáng suốt hiện buổi nay, rực rỡ đến thổ trước, và đầy lấp tất cả cõi thái hư. Cái tịnh quang ấy muôn đời không sanh, vĩnh kiếp không diệt, chẳng phải thánh mà cũng chẳng phải phàm, không thúc vượt mà cũng không giải thoát. Đó là tâm thể rất màu nhiệm và rất vắng lặng. Ngoài cái tâm không có đạo gì riêng khác, và ngoài đạo cũng không có tâm nào phân biệt nữa. Vì thế cho nên mới gọi tâm là đạo. Vua Võ Đế lại hỏi nữa rằng: vậy chớ đại sĩ có tôn ai làm thầy hay không? Ngài bạch rằng: thầy thì không có ai là thầy của bần đạo, còn tôn thì bần đạo cũng không tôn ai. Đến việc tùng sự thì cũng không tùng sự với người nào cả. Vua Võ Đế nghe Ngài nói như vậy thì biết là một vị Bồ Tát lâm phàm, nên càng tôn trọng Ngài một cách rất đặc biệt. Đoạn Ngài lại thưa với vua rằng: bệ hạ ngày nay mà đặng hưởng điều tôn vinh như vậy, nguyên nhân cũng là một vị Bồ Tát hạ trần mà cứu thế. Vậy xin bệ hạ phải mở thông ý địa, nên tự lượng nơi mình, tâm để cho thanh tịnh, đừng trước nhiễm vật gì lấy đó làm căn bản, cần nhất phải dùng chỗ hư linh làm cơ sở, lấy sự vô tướng làm nguyên nhân, nguyện vọng chí thành cầu cho đạt tới chỗ niết bàn mà làm cực quả. Nếu bệ hạ thi thố những phương pháp trị quốc thì phải dùng chánh pháp mà sửa trị trong thế gian, và thi hành những điều nhân đức đặng cho lê dân cảm hóa. Trong triều thì trọng dụng những người hiền tài mà trừ khử mấy kẻ cưu lòng gian nịnh, còn ngoài thì thi nhân chánh đến kẻ quan quả cô độc, bỏ những hình phạt trừng trị nặng nề và ban chánh lệnh cho con nghiêm minh trật tự. Nếu bệ hạ trị vì trong thiên hạ
thì nhân bố đức được như thế, thì kẻ xa người gần đều nhuần gội ơn đức vô cùng vô tận. Chừng đó việc can qua phải dứt, mà trong đội ngũ lại ninh bình, thì ngôi trời được hùng tráng mà an hưởng cuộc thái bình. Nếu chánh sách thi thố được công hiệu như thế, thì bệ hạ thiên cơ đã thần diệu, lại còn nối ngôi quốc tổ được lâu dài nữa. Đó là bần đạo hy vọng sao cho bệ hạ được như vậy. Có một ngày kia, ông Lưu Trung Thừa ngồi tại chỗ trạm dịch với ngài, thoạt thấy có thánh giá vừa đến, liền đật đật đứng dậy làm lễ. Còn ngài ngồi yên lặng một chỗ. Khi thánh giá qua khỏi rồi, ông Lưu Trung Thừa bèn hỏi ngài rằng: theo ý tôi tưởng, ngài chẳng chịu làm tôi với thiên tử, không muốn làm bạn với chư hầu, cớ sao mà lại ngã mạn như vậy? Xin ngài nói cho tôi rõ. Ngài liền đáp rằng: để bần đạo giải cho ông rõ, phàm việc kỉnh mà biểu lộ ra hình tướng thì không có tánh kỉnh, còn bề ngoài chẳng cử động sự kỉnh về lễ nghe tham bái, thì thiệt trong tâm có ẩn điều kỉnh vô giáo. Bần đạo thấy thánh giá mà động thân, thì pháp địa tự nhiên cũng rúng động. Hễ pháp địa rúng động, thì tất cả các pháp cũng chẳng ngang. Nếu các pháp chẳng ngang, tức là không có kỉnh, nên bần đạo vẫn ngồi tự nhiên làm vậy đó. Ông Lưu Trung Thừa nghe ngài nói như thế thì rất kính phục. Vua Lương Võ Đế biết ngài là một vị Bồ Tát tái lai, nên thiết lập một chỗ pháp hội rất nghiêm trang, rồi thỉnh ngài lên diễn kinh cho bá tánh nghe. Khi trần thiết xong rồi, ngài lên ngồi trên pháp tòa, lẳng lặng làm thinh được giây phút, rồi vỗ giái xích mà xuống, chứ không nói một lời chi cả. Trong đám người đến nghe kinh đó, có một vị thái tử thấy vậy mới hỏi ngài rằng: thưa ngài, đáng lẽ chỗ chư thiện nhân cơ hội đây, ngài phải giảng giải cho mọi người thấu rõ lẽ chân chánh của Phật, đặng nhờ đó mà tu học mới phải, cớ sao ngài làm thinh mà không biện luận nghĩa lý chi, lại vội xuống pháp tọa như vậy? Ngài liền trả lời rằng: phàm việc gì nói hay là nín đều thuộc về Phật sự cả, như thế có phải làm đúng theo Phật lý hay không? Vậy mà ông còn buộc tôi nói năng làm chi nữa? Thái tử nghe mấy lời bèn làm thinh, trong lòng càng khâm phục ngài vô cùng. Ít lâu sau, ngài ra mắt vua, rụt quỳ xuống mà tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, bần đạo có như ý bảo châu và thanh tịnh giải thoát, chiếu diệu rõ rệt đến mười phương. Nếu bệ hạ chịu thọ lãnh mấy vật ấy, thì có ngày sẽ chứng đến quả bồ đề. Giả lại các pháp chẳng phải có, mà cũng chẳng phải không, phàm vật gì thuộc về hữu tình đồng quy nơi thực tế. Cái việc trong thế gian đều là bức tranh huyễn hóa, rốt cuộc thì quần về chỗ không. Cũng thí như trăm sông, tuy phân ra muôn dòng ngàn mạch, nhưng tóm lại cũng chảy về biển. Pháp thế gian và pháp xuất thế gian cũng chẳng qua là lý chân như. Vì lý chân như thì không có sanh và không có diệt, nên không có niết bàn. Tam thế cũng bình đẳng, mười phương đều thanh tịnh. Nếu lấy phần thanh tịnh bình đẳng ấy làm sự nhiêu ích cho các giống hữu tình, thì được đồng lên bờ giác ngạn. Nếu chỗ sắp đặt phương pháp đặng như thế, thì cuộc trị bình trong thiên hạ sẽ hóa ra cảnh giới trang nghiêm. Đó là bệ hạ dùng diệu pháp mà tế độ nơi đời. Được như vậy thì có khác nào như một vị từ bi vương tái thế? Vua Lương Võ Đế nghe mấy lời của ngài biện giải, càng thêm tôn sùng kính trọng hơn nữa. Khi ngài ở tại chùa Song Lâm, thấy kinh tạng chứa đầy, ngài bảo mấy đạo chúng đem từ cuốn mà tả ra. Bổn ý của ngài muốn khiến cho kẻ sơ địa phàm phu nhờ công đức chuyển kinh đó mà đạt tới nơi chánh chơn của Phật. Bởi vậy trong thiên hạ duy có chỗ Song Lâm thì Thiên Long thường ủng hộ
nên kinh tạng được toàn bổn mà lưu truyền đời sau. Thoạt một ngày kia, có một làng định quan Kim Túc của Đức Thích Ca mùi thơm bát ngát từ phương đông bay đến mà nhóm nơi mình của ngài. Bỗng nhiên có tiếng sướng rằng: Phó đại sĩ xuất hiện ra đây là thay thế cho Đức Thích Ca mà thuyết pháp, ngồi trên chỗ Long Hoa Thắng Hội mà chỉ rõ cái bổn nguyện từ mẫn của Đức Văn Thù và Xiển Dương Huệ Tập Phổ Thế của Đức Quan Âm. Rõ ràng ngài cũng như bậc Y Dương đại thí những lưu phương diệu tể mà điều trị tất cả bệnh vô minh phiền não. Thiệt là ngài có công phu rất lớn và nhiều phương pháp khởi tử siêu sanh. Có một bữa kia khí trời nóng đực, ngài ra ngoài gành biển mà hóng mát, dòm thấy dưới mé có một vùng quanh co theo bờ và chân cư tại đó chỉ làm được ruộng muối mà thôi. Hãy đến thời tiết mùa thu thì nước biển tràn lên lênh láng, không thể nào mà ngăn cản cho đặng. Ngài thấy vậy liền nói với những người bổn xứ rằng: Bần đạo muốn làm sao cho chỗ này thành ra ruộng tốt, để cho bá tánh cày cấy đặng nhờ đó mà an cư lạc nghiệp. Dân chúng nghe mấy lời ấy đều cười rộ lên mà nói rằng: Ông này thiệt điên cuồng, thở ngay triền biển mà ai làm thành ruộng cho đặng bao giờ. Ngài thấy dân chúng không đem lòng tin, liền lấy bao đựng cát đem chất xây giáp dòng như vách lũy mà bao ngạn đuôn bãi cát ấy. Lạ thay, trọn một vùng bờ đê của ngài làm đó, cách ít lâu cứng cũng như đá vậy, ngăn được ngọn nước thủy triều ngoài biển, không thể nào chảy vô được nữa. Nhưng hồi ngài làm đó có chia ra ba chặng để ngừa khi trời hạn và nước lụt. Đến sau, nổi trong khu đất ấy đều thành ra ruộng cả, ước chừng hơn 2000 mẫu. Thường năm cày cấy đặng mùa luôn luôn, dân cư trong xứ mỗi năm gặt lúa rồi trích ra 1/3 mà để cung cấp cho tăng đồ trong các chùa lân cận, mua chim cá mà phóng sanh và làm nhiều việc phước thiện khác nữa. Hiện nay mấy cái bờ bằng cát của ngài làm đó hằng bền chắc, không có hư rã chút nào. Thiệt là linh cảm thay chỗ di tích của bức đại thánh ngày xưa, cho nên dân cư ở dọc theo mé biển ấy đều được phong y túc thực luôn luôn, cùng nhau lập chùa thờ ngài và truy tặng ruộng ấy là phước điền. Sau ngày qua phía nam núi Phong Sơn mà chỉ điểm những chỗ ẩn tích nơi thâm khê cùng cốc, rồi mấy nơi ấy lần lần trở nên phong cảnh rất thiên nhiên và nét xuân quang bốn mùa đều xuất sắc. Bữa nọ ngài đi chơi tới xứ Bắc Thượng, chợt thấy một người đương sửa soạn làm thịt loài súc. Ngài lật đật chạy lại can rằng: Bần đạo xin tỏ cho nhà ngươi nghe, tất cả loài súc sanh nguyên nhân cũng là người thế gian chứ không phải khác đâu, vì tạo ác nghiệp rất nặng nề nên nay phải chịu khổ quả như vậy. Thoảng như mình làm điều phước thiện mà một đời chẳng được giàu sang thì cũng còn có ngày trong giải thoát, chớ tạo nghiệp sắc sanh như vậy thì ngày sau khó tránh khỏi luân hồi khổ thú. Bần đạo nguyện làm sao nhà ngươi hồi tâm tự lượng, đem tấm lòng nhân từ mà dung thứ những loài động vật, vì nó cũng đủ cả Phật tánh và cũng biết ham sống sợ chết như ta vậy. Những người có nhân hằng lấy con mắt từ mà quan sát, xem vạn vật với ta đồng một thể và muôn tượng với ta đồng một gốc. Nếu tấm lòng nhân ái được như thế thì chẳng những trọn nước từ bi lợi vật một thuở mà thôi, lại nhiều kiếp được trường thọ là khác nữa. Người ấy nghe ngài phân giải như vậy liền tỏ ngộ và chung thân không dám sát sanh loài động vật nữa. Lại có một khi ngài đương đi ngoài đường, tình cờ gặp một người nông phu vừa cột một con trâu đặng tính bề làm thịt. Ngài đi hối hả lại can rằng: Phàm ở đời có nhân thì có quả, không có sai chạy mảy nào, đó là lẽ cố nhiên như vậy. Hễ giết loài vật thì có ngày chúng nó cũng giết lại, vậy mà trong đời có ai biết sợ sệt đâu. Non dao rừng kiếm với giặc dầu ở chốn âm ti để trừng trị những người tạo ác nghiệp như ngươi vậy thì đời kiếp nào mà trong phần giải thoát cho đặng. Người nông phu nghe ngài nói như thế
liền cúi đầu đảnh lễ và nguyện trọn đời không dám tái phạm nữa. Ngài thường đi chơi ngoài đồng, bữa nọ lại gặp một ông sa di hỏi ngài rằng: "Thưa đại sĩ, làm thế nào mà hàng phục được vọng tâm của mình?" Ngài nghe hỏi liền trả lời rằng: "Tâm là vật gì đâu mà ông phải tìm cho uổng phu, giả lại vọng tâm thiệt không có căn bản, hễ buông nó ra thì không thấy dấu tích gì làm vọng, bởi bị các duyên đeo đuổi lăng xăng nên mới thành ra vọng niệm như vậy. Nếu nhất chơn của ta đặng yên tĩnh rồi thì toàn thể như như phóng ra khắp cả pháp giới, và bổn thể vẫn tự nhiên mà rõ rệt. Chừng đó dẫu có bụi trần cấu cũng không có thế nào mà che lấp cho đặng, thì có vật chi đâu mà ngươi gọi rằng điều phục?" Ông sa di nghe ngài biện bạch như thế, dùng tỏ ngộ và tôn kính vô cùng, rồi đảnh lễ mà từ giả. Cách ít lâu ngài đi chơi, chợt thấy một ông sa môn còn nhiễm theo tục trần, cứ khu trục trong trường mộng ảo. Ngài bèn đón lại mà chỉ dụ rằng: "Bần đạo coi ông vốn thiệt là Phật, lẽ thì ông nên tự độ lấy mình, đặng mong có ngày chứng đặng quả vô sanh pháp nhẫn. Cớ sao ông lại còn im trệ theo thói phàm tình, đành che lấp bổn lai diện mục như vậy? Bây giờ ông phải bỏ các duyên cấu trược mà dũa sạch những thói tà phong, ráng sức công phu mà suy tìm trong tâm thể vô sanh, thì có ngày sẽ đạt tới chỗ diệu minh chân tánh. Nếu ông hồi quang phản chiếu cho toàn thị toàn chung rồi, sẽ đặng vô ngại viên thông. Bần đạo ao ước làm sao cho ông được như thế thì có khác nào một vị La Hán xuất trần, nếu chẳng vậy thì cũng là một vị quốc sát trượng thu. Chứ cách hành động như ông đó thì đã không có ích cho mình, mà lại uổng công xuất thế học đạo vô vi, đến chung quy cũng còn lăn lộn trong đường đục đạo, biết chừng nào mà thoát ra khỏi đặng dòng sanh tử. Như vậy có khổ hay không?" Ông sa môn nhờ ngài điểm quá nên liền tỏ ngộ lý chân thừa. Từ đó về sau, ông càng lo tu học không còn nhiễm nữa. Thiệt cách phổ tế của ngài không khác nào một ông lương y đã điều trị không biết bao nhiêu là chứng trầm kha phế tật. Rõ ràng một hột minh châu có thể chỉ sắc hóa đơn vàng, một lời pháp ngữ có thể đổi người phàm trở nên bậc thánh. Bởi vậy cho nên ngài thường dùng những phương pháp thiền định rất giản dị mà độ thoát tất cả chúng sanh qua khỏi sông mê bể khổ, dẫn dụ người đời ra khỏi nhà lửa đường mờ. Ngài lại chẳng nên sự cấu nhục của thế tình, cứ xen lẫn trong chốn trần lao mà thi hành những sự lợi ích cho hạng người còn sống say thác ngủ. Vì vậy cho nên trong tám phương hồ hải, chỗ nào cũng là chỗ viên giác đạo tràng của ngài Thế Thác cả. Còn đối với thập loại chúng sanh thì ngài càng đem lòng quyến luyến như con một cha, như người một nhà, không phân biệt nhân ngã và không biện luận bắc nam. Vì tất cả chúng sanh thảy đều đủ chơn như diệu tánh như ngài vậy, nhưng vì bị màn vô minh che lấp nên phải trì trục trong dòng khổ hải sầu thành đó thôi. Ngài thường đối với quần chúng mà nói rằng: "Muôn tượng chỉ bao la, song một mảy trần chẳng lập. Nhất chơn trong pháp giới, trăm hạnh đều phân dân. Tuy vậy, chớ không lọt ra ngoài dòng như như chí lý, cho nên động tịnh đều là pháp tham thiền. Nếu một niệm mà được khế chơn, thì sẽ có ngày mau lên bờ bỉ ngạn." Đó là lời pháp ngữ của ngài phát ra những lý màu nhiệm của thiền gia để bủa khắp chúng mê đồ, đặng mở rộng những nghĩa quyền tôn trong tâm địa. Trước là thâu thập những người có lợi căn, sau là thức tỉnh số người còn độn trí. Thiệt công phu của ngài đến vô lượng vô biên, lòng phổ tế trong đời cũng vô cùng vô tận. Đến đời Lương, nhằm khoản du quân Dương trị vì, nên hiệu Trinh Minh năm thứ hai, ngày mùng 3 tháng 3, ngài đối trước chúng nhân mà nói rằng: "Qua năm tới đây, cũng ngày này và tháng này,
thì ta đem trái Di Lặc mà cúng dường cho đại chúng. Quả nhiên qua năm sau, cũng trong ngày ấy và tháng ấy, đại chúng thấy Ngài ngồi kiết già trên bàn thạch gần bên chùa Song Lâm mà nhập diệt. Ai nấy thấy đều kinh dị và than thở vô cùng. Trong đại chúng mới hiệp lực cùng nhau kết khám mà để thi hài của Ngài, rồi làm một tòa bửu tháp rất tôn trọng. Ngoài ngạch bia có các hiệu là Định Ứng Tháp. Hiện nay tại chỗ bửu tháp ấy tuy trải mấy phen tan thương biến đổi mà công trình vẫn còn đồ sộ như xưa, thánh tích nguy nga, xa trong dò dội, bốn mùa người đàm diệt tới lui chẳng ngớt, một phương trời chuông trống rất oai nghiêm. Đức Di Lặc tuy chưa đến thời kỳ xuất thế, nhưng tấm lòng từ bi vô hạn đối với tất cả quần sanh, đôi phen tùy theo cơ duyên thục thác mà ứng tích nơi đời, đặng nêu bày lẽ chánh tôn định huệ, cố ý nhiếp trì những hạng người đương chìm đắm trôi sông ái hà, và ra công phổ độ những kẻ bị chớ giới giữa dòng khổ hải. Thì công đức của Ngài không có bút mực nào mà mô tả ra cho hết đặng. Từ ấy chí nhẫn nay có trên ngàn năm mà phước điền của Ngài còn lưu trụ các điện đại hùng, thiện quả vẫn còn bủa khắp nơi trong thế giới. Chẳng những mười phương đảnh lễ tôn sùng Ngài mà thôi, cho đến sáu chữ Nam Mô Di Lặc Tôn Phật thì người thường một lòng trì niệm chẳng có chút nào biến đổi cả. Nói tóm lại, Đức Di Lặc còn nhiều số kiếp nữa mới xuất hiện ra đời để nối ngôi cho Đức Thích Ca, mà làm một vị Phật thứ năm trong hiền kiếp, đặng đại chuyển pháp luân mà tế độ muôn loài và phổ lợi trong sa giới. Nhưng ngặt vì chúng sanh chưa rõ lẽ thiên chơn, cứ vọng tưởng những việc quyển hoặc mà đành chịu sa chìm vào nơi khổ hải và tự mình chuốc lấy nẻo luân hồi. Chứ chư Phật tuy đã nhập diệt rồi, song tam bửu còn lưu trụ khắp cõi nhân gian. Nếu ai hết lòng tinh tấn vui theo và thọ trì thì cũng như Phật đương trụ thế vậy. Tiếc thay, người đời trí cạn chướng sâu và tội nhiều phước ít, cho nên đối diện ngôi tam bảo coi như cách ta ngàn dặm. Vì nguyên nhân của chúng sanh như thế nên bất đắc dĩ Ngài mới ứng tích nhiều thời kỳ đặng quá độ các kẻ phàm loại trong nhân gian đó thôi. Sự tích Đức Địa Tạng Bồ Tát. Đức Địa Tạng là một vị đã chứng bậc đẳng giác trải đến vô lượng A Tăng kỳ kiếp rồi. Ngài có lời đại nguyện rằng nếu chưa độ hết chúng sanh thì không chứng quả Bồ Đề, và nếu sự thọ khổ trong địa ngục hãy còn thì thề không chịu thành Phật. Do cái bổn nguyện ấy nên Ngài phân thân nhiều phen đặng độ thoát hằng hà sa số chúng sanh đương tội khổ. Trải đã không biết bao nhiêu kiếp rồi mà Ngài cũng còn là một vị Bồ Tát như vậy. Còn như đối đến tiền thân của Ngài, từ khi chưa chứng quả gì, có kiếp Ngài làm con gái, có kiếp thì Ngài làm con trai, và cũng có kiếp Ngài làm vua nữa. Này, y theo kinh Địa Tạng của Phật Thích Ca nói tại cung trời Đao Lợi rất có chứng cứ rõ ràng, mà lược điển một sự tích khi Ngài làm con gái dòng Bà La Môn như dưới đây. Hồi đời quá khứ, tại kiếp Bất Khả Tư Nghị A Tăng Kỳ, có Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương ra đời. Sau Phật ấy nhập diệt rồi, đến thời kỳ Tường Pháp thì Ngài Địa Tạng lúc ấy chưa chứng vị Bồ Tát, sanh làm con gái dòng Bà La Môn. Vì nàng có túc phước rất nhiều nên hết thảy mọi người trong hàng thân thích đều tôn trọng cung kính, cho đến khi đi đứng nằm ngồi cũng đều có hàng chư thiên ủng hộ. Ngặt vì thân mẫu của nàng tính theo ngoại đạo nên thường đem lòng tà niệm mà khinh khi tam bảo, đã không tin nhân quả nghiệp báo mà còn chê bai chánh pháp nữa. Khi đó nàng đã biết mẹ mình không tin Phật pháp, thế nào đến khi thác rồi cũng phải trầm luân nơi khổ hải, nên nàng mới hết lòng khuyên can, sớm tối kiếm nhiều lời phương tiện giảng giải, muốn làm sao cho mẹ mình tín ngưỡng theo chánh giáo thì mới đành lòng. Song khuyên thì khuyên, can thì can, mà thân mẫu của nàng ác nghiệp đã nhảy đầy và tính tâm lại cạn cợt, nên chẳng có chút gì tin theo. Ôi, chẳng bao lâu bà đã nhóm bệnh trầm kha,
bỗng chốc hóa ra người thiên cổ, vì lúc sanh tiền ác nghiệp đã thành thục, nên chi thần hồn phải theo nghiệp quả mà đọa lạc vào vô gián địa ngục. Còn phần nàng, một nỗi thì thương mẹ cách biệt, dậm đất kêu trời, một nỗi thì sợ mẹ trầm luân, kinh hồn hải vía, ngổn ngang trăm mối bên lòng, ăn không ngon, nằm không ngủ, đêm ngày than khóc, ngàn thảm muôn sầu. Tưởng trong cảnh huống ấy, nếu có phương gì mà cứu mẹ được, dầu thịt nát xương mòn, nàng cũng không hề tiếc, huống chi nó đến sự gì. Khi ấy, nàng mới bán hết nhà cửa ruộng đất, rồi mua sắm đủ các thứ hương hoa và những đồ quý báu đem đến chùa Phật mà dâng cúng. Lúc nàng vào chùa lấy lại, xem thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, sơn vẽ trang hoàng, quay dung nghiêm chỉnh, dường như một vị Phật sống, thì trong lòng nàng lại bội phần kính ngưỡng. Nàng lễ bái rồi tự nghĩ rằng, Phật là bậc đại giác, đủ trí sáng suốt và hiểu thấu các lẽ. Nếu được Phật còn tại thế, thì trong lúc mẹ ta chết rồi, có phạm tội gì và sanh về đường nào, ắt nhờ Phật từ bi chỉ bảo cho ta biết rằng, có đến nỗi đâu mà thảm như thế này. Nàng nghĩ như vậy rồi, cứ đứng nhìn sững tượng Phật mà khóc, không chịu bước ra. Dường có vẻ muốn tỏ lòng cầu khẩn với Phật và mong Phật chỉ bảo chỗ thọ khổ của mẹ mình và nhờ ơn cứu độ. Vừa một chập lâu, thoạt nghe giữa thinh không có tiếng gọi rằng, nàng thánh nữ kia, thôi đừng buồn rầu khóc lóc nữa, để ta chỉ chỗ thác sanh của mẹ ngươi cho ngươi biết. Nàng nghe nói như vậy, liền chắp tay ngửa mặt lên hư không mà bạch rằng, từ khi mẹ tôi mất đến nay, ngày đêm thương nhớ, không biết hỏi han ai cho rõ chỗ thác sanh của mẹ tôi. Nay không biết Đức Thánh Thần chi mà có lòng đối thương đến tôi như vậy. Lúc nàng vừa nói rồi, giữa thinh không lại có tiếng trả lời rằng, ta đây là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi cúng dường lễ bái đó. Vì thấy ngươi có lòng thương nhớ mẹ rất tha thiết, thiệt là chí hiếu hơn hàng chúng sanh thường tình, nên ta đến đây mà chỉ bảo. Nàng nghe mấy lời Phật nói như thế, thì lòng thiết tha muốn biết rõ tên của mẹ thác sanh về chỗ nào, nên không kể đến thân hình, liền gieo mình xuống đất, tay chân bủn rủn, chết điếng một hồi. May đầu có người ở hai bên xúm lại đỡ dậy, nên nàng mới hồi tỉnh lại. Rồi bạch với giữa thinh không rằng, xin Phật đem lòng từ bi thương xót mà chỉ dùm chỗ thác sanh của mẹ tôi cho mau, chứ tôi đây hình mòn tâm khổ, chẳng bao lâu phải chết. Khi ấy Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mới nói với nàng rằng, người cúng dường và lễ bái xong rồi, mau mau sớm trở về nhà, ngồi ngay thẳng và yên lặng mà nghĩ danh hiệu của ta, tự nhiên biết được xứ sở của mẹ ngươi thác sanh. Nàng lấy Phật vừa xong, liền trở về nhà, cứ y theo lời Phật dạy. Nàng ngồi yên lặng một chỗ, niệm danh hiệu của Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai một ngày một đêm. Thình lình nàng thầm mộng đi đến một chỗ bờ biển kia, nước cuồn cuộn sôi trào, ba đào sóng bủa, lại thấy nhiều giống ác thú cả mình bằng sắt nhảy nhót bơi chạy trên mặt biển, không biết là bao nhiêu. Lại thấy những đàn ông và đàn bà kể hơn trăm ngàn lặn xuống trồi lên ở trên ấy, thấy đều bị những thú dữ kia giành giật bấu xé mà ăn thịt. Còn quỷ dạ xoa thì hình thù khác nhau, hoặc có thứ nhiều tay nhiều chân, hoặc có thứ nhiều con mắt nhiều đầu, hoặc có thứ nanh bén nhọn như gươm mọc ló ra ngoài miệng. Thảy đều áp lại lùa đuổi những bọn tội nhân đến gần cho thú dữ kia ăn thịt. Thiệt là cái thảm trạng ấy không dám xem cho lâu, nhưng nàng nhờ có sức niệm Phật nên tâm vẫn thanh tịnh, tự nhiên không có chút lo sợ hãi cả. Xảy đâu có một quỷ dương tên là Vô Đồ, thấy hình tướng nàng chẳng phải người phàm, hoài nghi không giống kẻ tục, bèn đến trước mặt nàng cúi đầu nghinh tiếp mà bạch rằng, dám hỏi Đức Bồ Tát vì duyên cớ chi mà đi tới đây. Nàng lại hỏi quỷ dương rằng, chỗ này kêu là xứ gì? Quỷ Vô Độc đáp rằng, đây là biển nghiệp thứ nhất, về phía tây núi Thiết Di. Nàng nghe nói liền bảo rằng, ta nghe trong núi Thiết Di có địa ngục ở chính giữa, việc ấy quả như vậy hay không? Quỷ Vô Độc đáp rằng, thì có địa ngục chứ không phải quyển hoặc đâu. Nàng nghe rồi bèn khởi lòng kinh nghi mà hỏi nữa rằng, địa ngục là nơi để giam nhốt những người có tội, còn ta đây có lòng kính ngôi Tam Bảo mà duyên cớ gì cũng đi đến chỗ ấy như vậy? Quỷ Vô Độc đáp rằng, phàm người đi đến đây có hai cách: một là có quay đức thần thông đến cứu độ cho mấy người tôi khổ, hay là đến chơi cho biết; hai là mấy người tội ác đã thành thục,
phải đi tới đây mà chịu khổ. Nếu trừ hai lẽ ấy ra thì không thể đến đây được. Nàng lại hỏi nữa rằng: nước biển này duyên cớ sao mà lại sôi trào lên hoài, còn ở trong thì có nhiều tội nhân lặn lên hụp xuống, lại bị các loài thú dữ sâu xé ăn thịt như thế. Quỷ vô độc đáp rằng: đây là chỗ nhốt những kẻ chúng sanh tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề, nên khi chết rồi trải qua 49 ngày không ai tế tự lo làm việc công đức đặng cứu vớt vong linh bị khốn nạn. Còn những người đã chết đó lúc sanh tiền lại không có chút mãi gì là điều phước thiện. Vì vậy nên cứ theo bổn nghiệp của mình mà chiêu cảm lấy cái khổ báo ở nơi địa ngục, tự nhiên trước hết phải đọa tới đây. Ở bên phía đông biển này cách chừng 10 dặm gió tuần lại có một biển nữa, sự đại đọa của chúng sanh bị vào đó còn khổ hơn đây đến bội phần. Còn bên phía đông biển kia lại có một cái biển khác, sự thảm trạng thống thiết không thể kể xiết. Những hạng người thọ khổ là do bình nhật ở thế gian tạo những nghiệp ác mà phải cảm lấy sự tội báo như vậy, nên ba cái biển đó đều gọi là biển nghiệp. Nàng lại hỏi quỷ vô độc rằng: sao đây chỉ thấy có biển nghiệp mà thôi, còn địa ngục lại ở chỗ nào đâu? Quỷ vô độc đáp rằng: ở giữa ba cái biển ấy là chỗ địa ngục. Nếu kể số riêng ra thì nhiều đến 100.000, mà sự thọ khổ đều mỗi mỗi khác nhau. Như nói về phần ngục lớn thì có 18 chỗ, còn nói về phần ngục trung thì có 500 chỗ, và lại có 1.000 chỗ ngục nhỏ nữa. Sự khổ độc trong mấy chỗ ngục đó không biết bao nhiêu mà kể cho xiết đặng. Nàng lại hỏi quỷ dương rằng: mẹ ta khi chết đến nay tuy chưa bao lâu mà chẳng biết thần hồn đã đi đến chỗ nào. Quỷ dương lại hỏi nàng rằng: chẳng hay mẹ của Bồ Tát lúc sanh tiền làm những nghiệp gì, xin tỏ cho tôi rõ. Nàng đáp rằng: mẹ ta trước bị nhiễm theo tà kiến, chê bai ngôi Tam Bảo, gửi lòng không thường, lập tánh không định, dẫu có nghe lời khuyên can mà tạm tính, rồi cũng trở lại quỷ bán nữa. Nay chết tuy chưa bao lâu, ác có lẽ theo ác nghiệp mà đọa vào khổ thú, nên ta muốn tìm cho biết chỗ sanh xứ của mẹ ta, nhưng không hiểu ở nơi nào. Quỷ vô độc hỏi rằng: vậy chớ mẹ của Bồ Tát tên họ là chi? Nàng đáp rằng: cha ta tên là Thi La Thiện Hiện, còn mẹ hiệu là Duyệt Đề Lợi, đều là dòng dõi Bà La Môn cả. Quỷ vô độc nghe rồi lật đật chắp tay mà bạch với nàng rằng: xin thánh giả trở về bổn xứ, chẳng nên nhớ lệnh thân mẫu mà buồn trầu làm cho hao mòn quý thể. Số bà Duyệt Đề Lợi đã khỏi sự khổ ở chốn địa ngục này mà sanh lên cõi trời cách nay đã 3 ngày rồi. Nguyên bà nhờ có người con hết lòng thảo thuận, lập đàn tràng tu phước và cúng dường nơi tháp tự của đức Giác Hoa Định Từ Tại Vương Như Lai, nên mới cảm đến Phật Thánh mà được sanh về cõi trời như vậy. Chẳng những thân mẫu của Bồ Tát nhờ phước đó mà thoát khỏi chỗ vô gián địa ngục đặng sanh lên cõi trời mà thôi, cho đến những người đồng thọ tội ở đó cũng nhờ duyên phước ấy mà đều đặng an vui và đồng sanh về cõi thiên đàng trong ngày đó nữa. Quỷ dương nói rồi liền chắp tay tỏ vẻ cung kính mà xin lui. Còn nàng thì trong lúc ấy dường như chiêm bao tỉnh giấc, mới rõ biết việc này là nhờ Phật lực làm cho thân mình được đi tới chỗ thác sanh của mẹ như vậy, nên nàng cảm ơn Phật, lập tức đến trước bổn tượng của đức Giác Hoa Định Từ Tại Vương Như Lai mà phát lời thệ nguyện lớn rằng: nay tôi nguyện cho đến kiếp vị lai, nếu có chúng sanh nào tạo tội mà chịu khổ ở nơi địa ngục, bất luận là kẻ thân thuộc hay người cừu quán, tôi lập ra nhiều pháp môn phương tiện mà cứu độ cho đều được phần giải thoát tất cả. Sự tích Đức Địa Tạng Bồ Tát đời khác. Hồi đời quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, có Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục ra đời. Sau Phật nhập diệt rồi, đến thời kỳ tường pháp thì Ngài Địa Tạng chưa chứng vị Bồ Tát, sinh làm người con gái tên là Quan Mục. Khi mẹ nàng từ trần thì nàng ngày đêm lo sợ, không biết mẹ có thoát khỏi tội khổ hay không. Có một bữa kia, nàng gặp một thầy tỳ khưu đương khất thực, mà thầy ấy chính là một vị La Hán đi giáo hóa chúng sanh. Nàng bèn sắp đủ cái món đồ ăn ngon quý, rồi mời vị La Hán ấy vào nhà cúng dường. Khi ngài thọ thực rồi, bèn hỏi rằng: ngươi muốn cầu nguyện việc chi hay không? Nàng thưa rằng: bạch ngài, bởi vì từ ngày mẹ tôi mất đến nay, tôi buồn trầu thương nhớ bội phần. Nghĩ đến ơn nhũ bộ đức sanh thành thì ngàn kiếp buôn đời tôi cũng không quên rằng, nên tôi nguyện làm việc tu phước này
đặng cầu siêu vong linh cho mẹ tôi nơi chính suối. Nhưng bổn phận tôi là người phàm mắt thịt, không biết mẹ tôi thác sanh về chỗ nào. Vậy xin nhờ ngài từ bi chỉ bảo cho tôi biết. Vị La Hán thấy nàng Quan Mục tuổi nhỏ mà có lòng hiếu đạo như vậy, bèn nhập định, thấy mẹ nàng bị đọa vào chỗ ác thú mà chịu nhiều nỗi thống khổ rất nặng nề. Khi ngài xuất định rồi, liền hỏi nàng rằng: "Vậy chớ lúc còn sanh tiền ở trên dương thế, mẹ ngươi làm những nghiệp chi đến nỗi nay lại bị hiện báo ở chỗ ác thú mà chịu hình phạt lớn lao như thế?" Nàng nghe nói khôn xiết nỗi buồn rầu, liền òa khóc một hồi rồi thưa rằng: "Bạch ngài, số là bình nhật sở hảo của mẹ tôi chỉ thích ăn loài cá trành, mà lại còn ưa ăn những trứng của nó nữa, hoặc chiên xào hoặc nấu nướng, không biết ngàn dạng nào mà kể xiết. Thường các dịp sát sanh của mẹ tôi đó cũng đã quá nặng, vậy xin ngài đem lòng từ bi thương xót đến kẻ thơ ấu này, làm thế nào cứu vớt mẹ tôi đặng thoát khỏi nơi khổ thú, thì ơn đức ấy vô lượng vô biên." Vị La Hán thấy tấm lòng chân thiệt của nàng yêu cầu khẩn thiết như vậy, liền dùng cơ phương tiện mà khuyên nhủ nàng rằng: "Ngươi nên chí thành xưng niệm danh hiệu của Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục và phát tâm đắp vẽ sơn thép hình tượng của Phật mà thờ, thì ngày sau nhờ cái công đức đó mà kẻ còn sống đặng có sự lợi ích, và người mất rồi lại khỏi sự khốn nạn, hai đàng đều nhờ phần phước báo tất cả." Khi nàng Quan Mục nghe lời của vị La Hán nói trên, nàng dẫu bỏ thân mạng cũng không tiếc, huống chi là sự gì, nên nàng liền bán hết thảy những đồ nữ trang và có bao nhiêu tiền của, nàng đem ra mướn thợ tạo tượng Phật Thanh Tịnh Liên Quan Mục và mua vàng sơn thép mà cúng dường như tỏ dấu yêu cầu đến Phật, đặng nhờ ơn cứu độ cho thân mẫu. Có một đêm kia, ước chừng lúc canh ba, nàng vừa mơ màng giấc điệp, bỗng thấy thân Phật hiện ra sắc vàng rực rỡ, lại có hào quang sáng chói mà tỏ cho nàng biết rằng mẹ ngươi chẳng bao lâu rồi cũng thác sanh vào nhà ngươi. Hễ vừa biết sự đói lạnh thì nói liền, khi đó ngươi sẽ rõ. Nàng Quan Mục tỉnh giấc dậy thì biết là điềm linh ứng của Phật mách bảo, nhưng chưa hiểu cách thác sanh làm sao, nên luống những âu sầu mà trong đời. Cách ít lâu, người tớ gái của nàng sanh được một đứa con, chưa đầy ba ngày mà đã biết nói. Có một bữa nọ, đứa nhỏ thấy nàng Quan Mục liền cúi đầu mà khóc lóc rất thảm thiết, rồi nói rằng: "Đường sanh nẻo tử, mối nghiệp dây duyên, nếu đã tạo tội thì tất phải chịu lấy quả báo, chứ không thể tránh được. Ta đây vốn thiệt là mẹ ngươi khi trước, từ lúc vĩnh biệt đến nay ta bị đọa vào địa ngục chịu nỗi đắng cay. May nhờ phước lực của ngươi nên ta mới được đầu thai lên đây, nhưng vì tội báo còn nặng nên ta phải sanh làm tên hèn hạ như thế này. Đã vậy mà lại không thọ, ta chỉ sống được 13 tuổi mà thôi, rồi lại phải chết và bị đọa vào ác đạo nữa. Bây giờ ngươi nghĩ có cách gì làm cho ta ngày sau thoát khổ ấy đặng hay không?" Nàng nghe nói đầu đuôi tự sự hiệp với lời của Phật mách bảo trong điềm chim bao, thì biết là thiệt mẹ của mình, nên nàng đồng mối thương tâm, tơi sầu dấn dít, giọt lệ chứa chan, mà thưa với đứa nhỏ ấy rằng: "Nếu quả là mẹ tôi thì chắc biết đặng những gì tội lỗi trong lúc sanh tiền, làm hành nghiệp gì mà phải đọa vào ác đạo như vậy, xin tỏ hết cho tôi làm tin." Đứa nhỏ bèn nói rằng: "Bởi ta ngày trước phạm vào hai nghiệp tội, một là sát sanh và hai là hay bắn người, nên phải đọa vào địa ngục mà chịu nỗi khổ báo như vậy. Nếu không nhờ phước lực của người niệm Phật và đắp vẽ hình tượng của ngài mà thờ, đặng cầu cứu vớt cho ta, thì tưởng không phương gì mà ta mong phần giải thoát cho đặng." Nàng đã hỏi nữa rằng: "Vậy chớ những sự tội báo ở nơi địa ngục ra thế nào?" Đứa nhỏ nói rằng: "Ôi, sự thống khổ ấy không nỡ nói ra, mà đã nói thì cũng không biết chừng nào cho hết chuyện." Nàng nghe mấy lời ấy liền khóc òa, rồi ngửa mặt lên hư không mà bạch rằng: "Tôi nguyện với chư Phật xin đem lòng đại bi mà cứu cho mẹ tôi đời đời khỏi đọa vào địa ngục, và từ nay cho đến 13 tuổi cho mẹ tôi khỏi phạm tội nặng mà sa vào đường ác đạo khác nữa." Nàng bèn ra quỳ trước bàn thờ Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục mà nguyện rằng: "Nay tôi giải cùng 10 phương chư Phật, xin từ bi thương xót mà chứng minh cho mấy lời thệ nguyện của tôi ở giữa này. Nếu mẹ tôi đời đời lìa khỏi ba đường dữ, cùng khỏi làm người hèn hạ, và đến kiếp nào kiếp nấy cũng khỏi đầu thai làm thân con gái nữa, thì từ lúc tôi đối trước tượng Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục đây cho đến 100.000 muôn ức kiếp về sau,
hệ thế giới nào có chúng sanh bị các tội khổ ở trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thì tôi thệ nguyện ra sức cứu vớt cả thảy khỏi sự thống khổ nơi ba đường ấy, và chừng người nào người nấy đều đặng thành Phật tất cả, tôi mới chịu chứng được chánh giác. Khi nàng phát thệ nguyện vừa rồi, bỗng nghe giữa hư không có tiếng nói rằng: Này Quang Mục, người có lòng từ bi bẩn rất lớn, biết gì mẹ mà phát lời đại nguyện như thế? Nay ta là Thanh Tịnh Liên Quang Mục, cho mẹ ngươi đến khi mãn 13 tuổi được thác sanh làm người phàm chí, hưởng thọ đến 100 tuổi, rồi sau lại được sanh về cõi vô ưu, hết sự lo phiền, đủ điều khoái lạc, lại sống lâu đến đời đời kiếp kiếp, và sau được thành Phật quả mà cứu độ tất cả chúng sanh ở cõi nhân gian và thiên thượng nhiều như số cát sông Hằng. Nàng nghe đủ mọi điều tiên chúc của Phật tỏ bày thì lấy làm vui mừng không xiết, liền lễ lại mà cảm đội ơn đức ngài. Từ đó về sau, nàng nuôi dưỡng và săn sóc đứa con nít ấy kỹ càng, và khi đến 13 tuổi nó chết, nàng thương xót và chôn cất một cách tử tế như mẹ vậy. Đời khác, trước đời quá khứ vô lượng A Tăng Kỳ Na Do Tha bất khả thuyết kiếp, thì Đức Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai và ngài Địa Tạng Bồ Tát đều chưa xuất gia tu hành. Hai người đồng làm vua Lân Bang với nhau trong một thời kỳ. Khi ấy, hai vị quốc vương kết nghĩa làm bạn và giao hảo với nhau một cách rất thân thiết, đều phát tâm làm 10 điều lành. Muốn trên thì quần thần được hưởng cuộc sống hạnh phúc vô di, dưới thì bá tánh được an cư lạc nghiệp, và sau nữa tất cả chúng sanh đều gọi ơn giáo hóa, cảm đức nhân từ mà bỏ giữ làm lành, đặng mọi phần lợi ích. Song dân dân trong các nước Lân Bang phần nhiều hay làm điều ác nghiệp như là tham lam, nóng giận, ngu si, tà kiến, nói thì ngoa ngôn ác ngữ, mắng rủa lẫn nhau, không kính Phật trọng tăng, chẳng thì giới sát, tật đố mấy người lương thiện, mưu hại những kẻ trung thành, chẳng có chút gì là lòng nhân đức cả. Đảm vậy mà hễ có xảy ra những tai bệnh gì thì cứ rước bóng trước chàng, giải ma giải quỷ, đem thân mạng mà cầu cứu với bọn tà sư ngoại đạo, sát hại vật mà cúng tế luôn luôn, tạo tác không biết bao nhiêu là tội nghiệp. Hai vị quốc vương thấy nhân dân ở các nước Lân Bang cứ chuộng sự tà mị và làm việc chẳng lành như vậy, động lòng thương xót, mới bàn luận cùng nhau tìm phương tiện gì đặng hóa độ cho những kẻ ấy khỏi bị cái ác nghiệp thọ báo trầm luân nơi bể khổ về sau. Lúc bàn luận xong rồi, một vị phát nguyện rằng: Nay tôi nguyện xuất gia cầu đạo Bồ Đề, cho đặng mau thành chánh giác mà hóa độ tất cả chúng sanh đều được vào cõi niết bàn, thì lòng tôi mới lấy làm thỏa mãn. Còn một vị thì phát nguyện rằng: Nay tôi nguyện xuất gia tu hạnh Bồ Tát, nếu tôi không độ những loài chúng sanh bị tội khổ được mọi điều an lạc và chứng quả Bồ Đề, thì tôi chưa chịu thành Phật. Trong hai vị quốc vương đồng thời phát nguyện như đã nói trên, thì vị phát nguyện sớm thành Phật mà hóa độ chúng sanh, tức là ngài Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Còn vị phát nguyện độ hết chúng sanh rồi sau sẽ thành Phật, tức là ngài Địa Tạng Bồ Tát. Vì lời thệ nguyện của Đức Địa Tạng như vậy, nên đã trải vô số kiếp rồi mà ngài cũng còn làm một vị Bồ Tát. Thiệp tấm lòng độ sanh của ngài to lớn biết là dường nào. Sự tích Đức Địa Tạng Bồ Tát. Đời khác nữa, hồi đời quá khứ thuộc về kiếp bất khả thuyết, thì tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát lại sanh làm ông đại trưởng giả rất hào tộc và có đức độ. Đương thời kỳ ấy có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai ra đời. Một bữa kia, ông trưởng giả tình cờ gặp vị Phật ấy, thân tướng tốt đẹp, ngàn phước trang nghiêm, thiệt là tuyệt thắng trên đời, xưa nay chưa thấy. Ông càng xem lại càng thương và càng kính, làm cho ông sanh lòng hân hạnh bội phần. Ông bèn lại gần cúi đầu chắp tay mà thưa rằng: Bạch Thế Tôn, tôi trộm thấy cái dung nhan của ngài rất đoan trang nghiêm nghị và viên mãn trăm phần, càng ngó lại càng tươi, càng nhìn lại càng đẹp, thiệt là chẳng ai có cái báo thân như thế. Nhưng tôi tự nghĩ rằng, nếu được quả tốt, ắt có nhân lành, vậy chẳng rõ mấy kiếp trước,
Ngài làm những hạnh nguyện gì mà ngày nay cảm được thân tướng tốt đẹp như thế? Xin Ngài từ bi giảng nói cho tôi biết, chứ tôi đây cũng lấy làm ước ao, sao cho được cái tướng hảo ấy. Sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai thấy ông trưởng giả có lòng ước sự làm lành, nên Ngài liền bảo rằng, nếu người muốn được kim thân giữ tướng như ta đây, thì phải phát tâm tu hành, trải vô lượng kiếp cầu đạo Bồ Đề, và một lòng tinh tấn mà quá độ tất cả những loài chúng sanh thọ khổ, cho thoát khỏi đường tội báo và được phần khoái lạc tiêu diêu. Do cái duyên phước ấy mà ngày sau sẽ cảm đặng tướng hảo như ta đây, chứ không khó gì. Ông trưởng giả nghe Phật dạy bảo như vậy, liền quỳ xuống trước mặt Ngài mà phát nguyện rằng, tôi nguyện từ nay cho đến đời vị lai, không biết bao nhiêu kiếp số về sau, nếu có chúng sanh nào ở trong sáu đường bị thống khổ về sự tội báo, thì tôi dùng đủ phương tiện mà độ cho được giải thoát tất cả, chừng đó tôi mới chứng Phật quả. Vì trong kiếp làm trưởng giả nói trên, Đức Địa Tạng có phát lời đại nguyện như vậy, nên từ đấy đến nay, trải đã trăm ngàn vạn ức na do tha, không biết bao nhiêu kiếp số rồi, mà Ngài hãy còn làm một vị Bồ Tát. Xem đó thì biết cái thể nguyện lợi tha của Ngài thiệt là vô cùng vô tận, và cái công đức cứu khổ của Ngài thiệt là vô lượng vô biên. Sự tích Đức Địa Tạng Bồ Tát chuyển thế. Trong truyện Thần Tăng có nói rằng, sau khi Phật Thích Ca nhập diệt 1508 năm, nhằm đời nhà Tấn, niên hiệu Vĩnh Huy, năm thứ tư, thì Đức Địa Tạng Bồ Tát giáng sanh tại nhà vua nước Tân La. Ngài tục tánh là Kim, tên là Kiều Giác. Khi được 24 tuổi, Ngài xuất gia tu hành, có dắt theo một con chó trắng, kêu là con Thiện Khinh, qua tỉnh Giang Nam, huyện Thanh Dương, về phía Đông Phủ Trì Châu. Ngài lên trên đỉnh núi Cửu Hoa, ngồi thiền định trọn 75 năm. Đến đời nhà Đường niên hiệu Khai Nguyên, năm thứ 16, tối 30 tháng 7, Ngài chứng thành đạo quả. Lúc ấy, Ngài đã được 99 tuổi, mà cũng còn ở trong động núi Cửu Hoa. Thuở đó, có một vị các lão là ông Mẫn Công, sẵn lòng từ thiện, hay làm những sự phước thiện, hay làm những sự phước duyên. Trong nhà ông thường năm, mỗi khi trai tăng là 100 vị, mà ông chỉ thỉnh 99 vị, còn một vị để dành thỉnh Ngài cho đủ số. Có một bữa kia, Ngài xin ông Mẫn Công một chỗ đất ước vừa trải đủ cái y ca sa của Ngài mà thôi. Khi ông bằng lòng cho, thì Ngài lấy y trải ra, trùm hết cả khoảng đất tại cạnh núi. Ông Mẫn Công thấy sự thần kỳ như vậy, biết là một vị thánh tăng, nên lại càng bội phần hoan hỷ, mà nguyện cúng hết đất ấy, còn người con ông thì xin xuất gia theo Ngài. Ít lâu, ông cũng đi tu, trở lại đầu cơ với con, tức là thầy Đạo Minh Hòa Thượng. Sau Ngài lại thiền định 20 năm nữa, đến đời nhà Đường niên hiệu Chí Đức thứ hai, bữa 30 tháng 7, Ngài nhập diệt. Vì có sự tích của Ngài chuyển thế như vậy, nên người đời sau tạo tượng mà thờ Ngài. Bên tả có tượng thầy Đạo Minh, còn bên hữu có tượng ông Mẫn Công đứng hầu. Và mỗi năm đến ngày 30 tháng 7 âm lịch, ai cũng làm lễ kỷ niệm Ngài là do tích đó. Sự tích Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Khi Đức Phổ Hiền Bồ Tát chưa xuất gia học đạo, còn làm con thứ tư của vua Vô Trắng Niệm tên là Năng Đà Nô. Nhờ phụ vương khuyên bảo nên thái tử mới phát tâm cúng dường Phật Bảo Tàng và chúng sanh trong 3 tháng. Lúc ấy có quan đại thần Bảo Hải thấy vậy khuyên rằng: Nay điện hạ có lòng làm đặng món công đức rất tốt như thế, xin hãy hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề mà cầu đặng thành Phật, hơn là cầu sự phước báo hữu lậu nơi cõi nhân thiên, vì cõi ấy còn ở trong dòng sanh tử. Năng Đà Nô thái tử nghe quan đại thần khuyên bảo như vậy, liền thưa với Phật Bảo Tàng rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi có món công đức cúng dường Ngài và đại chúng trong 3 tháng, tôi xin hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh Giác, nguyện phát tâm Bồ Đề, tu hành Bồ Tát,
mà giáo hóa mọi loài chúng sanh, đặng thành Phật đạo và nguyện đặng cõi Phật rất thanh tịnh trang nghiêm. Bao nhiêu những sự tốt đẹp và sự giáo hóa chúng sanh đều y như thế giới của Đức Phổ Hiền Như Lai vậy. Đức Bảo Tàng Như Lai nghe Năng Đà Nô Thái Tử phát nguyện như thế, liền thọ ký rằng: Hay thay, hay thay, ngươi phát thệ nguyện rộng lớn, muốn độ hết thảy chúng sanh đều thành Phật đạo, trong khi tu Bồ Tát đạo dùng trí kim cang mà phá nát các núi phiền não của mọi loài chúng sanh. Vì vậy nên ta đặt hiệu ngươi là Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức, trải hàng sa kiếp làm nhiều việc Phật sự rất lớn, rồi đến thế giới Bất Quyến ở phương Đông mà thành Phật, hiệu là Phổ Hiền Như Lai. Chừng đó những sự tốt đẹp trang nghiêm của ngươi đã cầu nguyện thảy đều thỏa mãn. Khi Đức Bảo Tàng Như Lai thọ ký rồi, tự nhiên giữa hư không có nhiều vị thiên tử ở các cõi trời đem đủ thứ bông thơm đẹp đến mà cúng dường và đồng thinh khen ngợi. Năng Đà Nô Thái Tử thưa với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu những sự ao ước của tôi ngày sau quả nhiên đặng như lời ngài thọ ký, nay tôi kính lễ ngài và chư Phật mà xin làm sao hằng xa thế giới có đủ món hương rất tốt rất thơm, mùi bay khắp trong các cõi, và mọi chúng sanh hoặc ở trong địa ngục, ngạ quỷ cùng súc sanh, cho đến các người ở cõi thiên thượng nhân gian, đương mắc phải nghiệp báo gì, nếu ngửi đặng món hương thơm ấy, tức thì đều đặng rảnh khổ và lại hưởng sự an vui. Năng Đà Đô Thái Tử thưa rồi, đương cúi đầu mà lễ Phật, thì trong các thế giới mười phương, tự nhiên có mùi hương thơm bay khắp cả. Lúc đó mọi loài chúng sanh ngửi đặng mùi hương ấy, lòng dạ hớn hở, các bệnh phiền não thảy đều tiêu trừ. Năng Đà Nô Thái Tử nhờ Phật thọ ký như vậy, thân tâm vui mừng, bèn đảnh lễ Phật rồi ngồi xuống nghe ngài thuyết pháp. Năng Đà Nô Thái Tử nhờ công đức đó nên sau khi mạng chung sanh ra các thân khác và các đời khác, kiếp nào cũng nhờ lời thệ nguyện và chăm làm các việc Phật sự và hóa độ chúng sanh, đặng cầu cho mau viên mãn những sự của mình đã ao ước. Bởi ngài có lòng tu hành tinh tấn như vậy nên nay đã thành Phật ở cõi Bất Quyến và hóa thân vô số ở trong các thế giới mà giáo hóa chúng sanh. Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát khi chưa xuất gia tu hành, có một kiếp ngài làm con đầu lòng của vua Vô Tránh Niệm, tên là Bất Huyến Thái Tử. Trong thời kỳ vua ấy thống trị thiên hạ thì có Phật Bảo Tạng ra đời. Vua thấy nhân tâm xu hướng theo lời giáo hóa của Phật càng ngày càng đông, bèn suy nghĩ rằng nếu đạo Phật không phải chân chánh thì đâu có lẽ người ta sùng bái khắp xứ như vậy. Nên vua mới phát tâm sắm đủ lễ vật đến cúng dường Phật và chúng tăng trong 3 tháng, và lại khuyên các vị vương tử và đại thần cũng làm như vậy. Khi ấy Bất Huyến Thái Tử vâng lời phụ vương, hết lòng tinh kính, sắm đủ các món ngon quý và đem những đồ trân trọng của mình mà dâng cúng cho Phật và đại chúng trong 3 tháng, không trễ nải bữa nào và cũng không món gì kém thiếu. Quan đại thần Bảo Hải là phụ thân của Phật Bảo Tàng thấy vậy khuyên rằng: Điện hạ đã sẵn lòng tu phước mà cúng Phật cúng tăng, vậy xin điện hạ hãy đem công đức đó mà hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề. Chớ nên cầu sự phước báo trên cõi trời Đao Lợi hay là cõi trời Phạm Thiên làm chi? Bởi vì mấy cõi ấy tuy là cảnh vật vui tốt, nhân dân sung sướng, căn thân đẹp đẽ, thọ mạng lâu dài, đặng phép thần thông, dạo đi tự tại, những đồ y thực sẵn có, các cuộc du hí đủ bài, trăm thức tự nhiên thọ dụng đủ điều khoái lạc, không có sự khổ như cõi nhân gian. Ê phước báo như trong các cõi đó tuy là mỹ mãn như thế, nhưng còn thuộc về hữu lậu, có hư có mất, chắc chắn gì đâu. Chính là sự vô thương, thật là tướng vô định, như cơn gió thổi mau, không có thế lực gì cầm lại đặng. Hết vui thì xảy ra buồn, hết sướng thì trở lại khổ. Dầu có sống lâu đến mấy ngàn năm đi nữa, cũng không khỏi con ma sanh tử lôi kéo vào đường nọ ngõ kia. Nếu điện hạ cứ cầu phước báo đó, chắc không thoát khỏi ải sanh tử luân hồi. Nếu đã không khỏi luân hồi thì chưa chắc lúc nào đặng tiêu diêu tự tại. Chi bằng điện hạ đem công đức đó mà cầu món phước báo vô lậu, không hư không mất, đời đời kiếp kiếp,
vượt ra ngoài ba cõi bốn dòng, hưởng sự an vui vô cùng vô tận, và hồi hướng về đạo Bồ Đề mà cầu mau thành Phật quả, đặng cứu độ chúng sanh khỏi sông mê biển khổ. Vậy phần tự lợi đã vuông tròn, mà đức lợi tha lại đầy đủ nữa. Bất Huyến Thái Tử nghe ông Bảo Hải khuyên nói như vậy, bèn đáp rằng: ta xem xét cả thảy chúng sanh trong đường địa ngục chịu sự khổ cực, còn cả nhân gian và người thiên thượng thì đủ đều cấu nhiễm lắm chuyện trần lao, không có chút nào đặng thanh tịnh, bởi đó mà tạo thành tội nghiệp, nên mới thọ quả báo mà đọa vào ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Bất Huyến Thái Tử đáp lại rồi tự nghĩ rằng: bởi chúng sanh ở trong đời không gặp đặng những người hiền nhân quân tử, khuyên diệt lánh giữ làm lành mà dìu dắt lên con đường giải thoát, chỉ gặp những kẻ tàn ác tiểu nhân cũ dụ nhau kết bạn bè, thường xúi dục những điều bất thiện, và lại phá hư chánh pháp, khinh pháp đại thừa, làm cho mất cả căn lành, thêm điều tà kiến. Vì vậy mới che lấp tâm tánh, không biết đạo đức là gì, nên phải chịu nỗi đày đọa. Bất Huyến Thái Tử ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thưa rằng: nay tôi đối trước mặt Phật và đại chúng mà tỏ lời như vậy, tôi nguyện đem tất cả các món công đức tôi đã từng cúng dường Tam Bảo và các món công đức tôi đã từng tu tập phép màu mà hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề. Tôi nguyện trong khi tôi tu những điều công hạnh Bồ Tát, làm những việc lợi ích cho chúng sanh, nếu tôi xem có kẻ mắc sự khốn khổ hiểm nghèo ở trong hoàn cảnh ám muội, không biết cậy nhờ ai, không biết nương tựa đâu, mà có xưng niệm danh hiệu tôi, tức thì tôi dùng phép thiên nhĩ mà lắng nghe và dùng phép thiên nhãn mà quan sát coi kẻ mắc nạn ấy ở chỗ nào, cầu khẩn việc gì, đặng tôi hiện đến mà cứu độ cho khỏi khổ mà đặng vui. Nếu chẳng đặng như lời thề đó thì tôi không thành Phật. Thưa Đức Thế Tôn, nay tôi vì hết thảy chúng sanh mà phát lòng đại nguyện tu học về pháp xuất thế, lo làm các công hạnh tự giác tự lợi. Nguyện khi phụ dương tôi là vô tránh niệm, trải hàng sa kiếp nhẫn sau thành Phật, hiệu là A Di Đà Như Lai ở cõi an lạc thế giới, hóa độ chúng sanh xong rồi, chứng nhập niết bàn, chánh pháp truyền lại, thì tôi tu hạnh làm việc Phật sự. Đến lúc chánh pháp gần diệt, hãy diệt bữa trước thì bữa sau tôi chứng đạo Bồ Đề. Xin Đức Thế Tôn từ bi mà thọ ký cho tôi, và tôi cũng hết lòng yêu cầu các đức Phật hiện tại ở hàng xa thế giới, trong mười phương, đều thọ ký cho tôi như vậy nữa. Đức Bảo Tạng Như Lai nghe mấy lời nguyện ấy, liền thọ ký Bất Huyến Thái Tử rằng: ngươi xem xét chúng sanh trong cõi thiên thượng nhân gian và trong ba đường dữ đều mắc những sự tội báo mà sanh lòng đại bi, muốn đoạn trừ mọi sự khổ cực, dứt bỏ những điều phiền não và làm cho cả thảy đều đặng hưởng sự an vui. Vì người có lòng soi xét những lời yêu cầu của loài hữu tình trong thế gian mà cứu khổ như vậy, nên ta đặt hiệu là Quan Thế Âm. Trong khi người tu hạnh Bồ Tát thì giáo hóa cả vô lượng chúng sanh cho thoát khỏi sự khổ não và làm đủ mọi việc Phật sự. Sau khi A Di Đà Như Lai nhập niết bàn rồi thì cõi Cực Lạc lại đổi tên là Nhất Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu. Y báo càng thêm tốt đẹp hơn trước đến bội phần. Chừng đó, đương lúc ban đêm, độ trong giây phút có hiện ra đủ thức trang nghiêm, thì ngươi sẽ ngồi trên tòa kim cang ở dưới cây Bồ Đề mà chứng ngôi chánh giác, hiệu là biến xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sang Dương Như Lai. Phước tròn hạnh đủ, muôn sự dễ dàng, đạo pháp cao siêu, thần thông rộng lớn, rất tôn rất quý, không ai sánh bằng, mà lại sống lâu đến 96 ức na do tha kiếp. Rồi khi diệt độ thì chánh pháp còn truyền bá lại đến 63 ức kiếp nữa. Bất Huyến Thái Tử nghe Phật Bảo Tạng thọ ký rồi liền vui mừng mà thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu sự thề nguyện của tôi quả đặng hoàn mãn như lời ngài nói đó, thiệt là hân hạnh biết bao. Nay tôi lại ngài xin làm thế nào cho các đức Phật hiện ở hàng xa thế giới cũng đều thọ ký cho tôi, và khiến cho cả thảy thế giới đều đồng thời vang ra những tiếng âm nhạc
và các kẻ chúng sanh nghe tiếng ấy đều đặng thân tâm thanh tịnh mà xa lìa mọi sự dục vọng trên đời. Lúc Bất Huyến Thái Tử thưa rồi, đương cúi đầu lễ Phật, tức thì các thế giới tự nhiên rung động vang rền, kêu ra những tiếng hòa nhã, ai ai nghe đến cũng sanh lòng vui vẻ, làm cho các điều dục vọng bỗng nhiên tiêu tan cả. Khi ấy, thoạt nghe các Đức Phật ở mười phương đồng thinh thọ ký cho Quan Thế Âm rằng: đương khi thời kiếp thiện trụ ở tại cõi Tán Đề Lam thế giới, nhằm lúc Phật Bảo Tạng ra đời mà giáo hóa chúng sanh, có con của vua Vô Tránh Niệm tên là Bất Huyến Thái Tử phát tâm cúng dường Phật và đại chúng trong 3 tháng. Do công đức đó nên trải hàng sa kiếp sẽ thành Phật, hiệu là Biết Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Sang Dương Như Lai, ở về thế giới Nhất Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu. Bất Huyến Thái Tử khi đặng chư Phật thọ ký rồi thì lòng rất vui mừng. Đến khi mạng chung thì Ngài thọ sanh các đời khác, trải kiếp nọ qua kiếp kia, hàng giữ bổ nguyện, gắn công tu hành, cầu đạo Bồ Đề, làm hạnh Bồ Tát, chăm lòng thi hành những sự lợi ích cho chúng sanh, không có khi nào mà Ngài quên cái niệm đại bi đại nguyện. Hiện nay Quan Thế Âm đã chứng được bậc đẳng giác Bồ Tát ở cõi Cực Lạc mà hầu hạ Đức Phật A Di Đà, hàng ngày tiếp dẫn chúng sanh trong mười phương đem về cõi ấy. Đến sau Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn rồi thì Ngài kế ngôi Phật vị mà giáo hóa chúng sanh, 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 hóa chúng sanh. Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát. Đức Đại Thế Chí khi chưa xuất gia học đạo thì Ngài chính là con thứ hai của vua Vô Tránh Niệm tên là Ni Ma Thái Tử. Ngài vâng lời phụ vương khuyên bảo, phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và đại chúng trọn trong 3 tháng. Quan Đại Thần là Bảo Hải thấy vậy bèn khuyến thỉnh rằng: thưa Điện Hạ, đồng sự tu phước có 2 thứ, một là tu phước hữu lậu, hai là tu phước vô lậu. Song phước hữu lậu dẫu có to tát thế nào thì chỗ cảm báo cũng chỉ ở trong cõi nhân thiên hưởng phần khoái lạc mà thôi, chứ không thoát khỏi luân hồi sanh tử. Còn như phước vô lậu thì chỗ kết quả ở ngoài 3 cõi 4 dòng, kiếp kiếp đời đời tiêu diêu tự tại. Vậy xin Điện Hạ nên vì tất cả chúng sanh mà cầu đặng Nhất Thiết Trí đem công đức ấy hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề, thì sự phước báo không khi nào cùng tận mà lại đặng viên mãn cái tâm nguyện nữa. Ni Ma Thái Tử nghe Quan Đại Thần khuyên nói rành rẽ như thế liền chắp tay thưa với Phật Bảo Tạng rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay tôi xin đem công đức cúng dường Phật và chúng tăng trong 3 tháng và những hạnh tu tập của tôi đã từng làm, như là 3 nghiệp của thân: 1. Không sát hại chúng sanh; 2. Không trộm cắp của người; và 3. Không tà dâm. 4 nghiệp cửa miệng: 1. Không nói láo xược; 2. Không nói theo dệt; 3. Không nói 2 lưỡi; và 4. Không nói độc dữ thô tục. Và 3 nghiệp của ý: 1. Không tham nhiễm danh lợi và sắc dục; 2. Không hờn giận oán cừu; và 3. Không si mê ám muội. Cùng là các món hạnh tu thanh tịnh của tôi mà hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và cầu đặng một thế giới rất trang nghiêm đẹp đẽ như cõi Phật Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Sang Dương Như Lai mà Ngài đã thọ ký cho huynh trưởng tôi đó vậy. Khi Đức Phật ấy thành đạo, trước hết tôi ra khuyến thỉnh Ngài nói đủ pháp tam thừa liễu nghĩa mà hóa độ chúng sanh. Trong khi đó tôi cũng còn tu Bồ Tát Đạo, làm việc Phật sự, dạy dỗ mọi người và làm những sự lợi ích cho các loài hữu tình, mà cầu mau đặng hoàn mãn các món công hạnh đã thệ nguyện. Đến chừng Phật Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Sam Dương Như Lai diệt độ rồi, thì tôi sẽ thành đạo, kế ngôi Phật mà truyền chánh pháp và hóa độ chúng sanh. Những sự trang nghiêm đẹp đẽ trong quốc độ tôi cùng là thời kỳ diệt độ và kiếp số trụ thế của chánh pháp tôi, đều nguyện y như công cuộc ứng hóa của Đức Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Sam Dương Như Lai vậy.
Phật Bảo Tạng nghe mấy lời của Ni Ma Thái Tử nguyện, liền thọ ký rằng: theo như lòng của ngươi muốn thành tựu một thế giới rộng lớn trang nghiêm, thì qua đời vị lai, trải hàng hà sa kiếp, ngươi sẽ được hoàn mãn các sự cầu nguyện ấy. Vì ngươi có lòng mong cầu một thế giới rất đẹp, rất lớn như thế, nên ta đặt hiệu cho ngươi là Đắc Đại Thế, tức là Đại Thế Chí Bồ Tát. Sau khi Phật biến xuất nhất thiết công đức quang minh Sam Dương Như Lai nhập Niết Bàn rồi, người bổ xứ làm Phật hiệu là Thiện Trụ Chân Bảo Như Lai, kế tiếp ra đời mà quá độ mọi loài hàm thức. Ni Ma Thái Tử nghe Phật Bảo Tạng thọ ký rồi, liền thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu sự nguyện cầu của tôi quả đặng như lời Ngài thọ ký đó, tôi xin kính lễ Ngài và nhờ Ngài làm sao cho các thế giới đều dang động, và ở giữa hư không có rải xuống nhiều thứ hoa thơm đẹp, lại có các đức Phật ở thế giới mười phương cũng đều thọ ký cho tôi như vậy nữa. Ni Ma Thái Tử thưa rồi, vừa cúi lạy Phật, tức thì các thế giới mười phương, cả núi sông cây cối và những vật có hình chất đều rung động ra thành tiếng vang rền khắp cả. Còn giữa hư không lại có các thứ bông rất thơm tho và tốt đẹp rơi xuống như mưa. Các đức Phật ở mười phương đều đồng tình thọ ký rằng: tại cõi Tán Đề Lam, có người đệ tử của Phật Bảo Tạng Như Lai tên là Ni Ma, con thứ hai của vua Vô Tránh Niệm, có phát tâm cúng dường Phật và đại chúng trót 3 tháng, đem công đức ấy mà hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề và nguyện đặng ở cõi thế giới trang nghiêm. Vì vậy nên trải qua hàng sa kiếp, người ấy sẽ bổ xứ thành Phật. Sau khi đức biến xuất nhất thiết công đức quang minh Sang Dương Như Lai đã nhập Niết Bàn, Ni Ma Thái Tử nhờ Phật Bảo Tạng và các đức Phật mười phương thọ ký rồi, lòng rất vui mừng, hàng trăm tu tập công hạnh vô lậu mà cầu cho mau thỏa mãn những điều tâm nguyện. Từ đó về sau, Ni Ma Thái Tử mạng chung, rồi đầu thai ra thân khác đời khác, kiếp nào cũng hằng giữ bổ nguyện, quyết chí tu hành, học đạo Đại Thừa, làm hạnh Bồ Tát, mở mang trí huệ cho chúng sanh và làm những sự nhiêu ích, đặng dìu dắt các loài ra khỏi sông mê mà bước lên đường giác. Hiện nay Ngài Đại Thế Chí, tức là Ni Ma Thái Tử, đương là một vị đẳng giác Bồ Tát, hầu gần Đức Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc, trợ đương Phật hóa, tiếp dẫn chúng sanh, chờ đến thời kỳ quả mãn công viên mới bổ xứ làm Phật. Sự tích Đức Di Lặc Bồ Tát. Đức Di Lặc là một vị Phật thứ 5 trong hiền kiếp, để nối ngôi Phật Thích Ca ra đời mà giáo hóa chúng sanh. Nhưng số kiếp chưa đến, Ngài còn ở trên cung trời Đâu Xuất, thường hay hóa thân trong mười phương thế giới mà thuyết pháp độ sanh. Khi Ngài ứng tích tại sông Lâm, thì tên của Ngài là Phó Đại Sĩ. Và lúc Ngài hóa thân ở Nhạc Lâm, thì hiệu của Ngài là Bố Đại Hòa Thượng. Công việc hành tàng bước đường lai khứ trong hai quãng chuyển sanh ấy, nào là lời phương tiện quyền xảo, nào là lời vi diệu pháp âm, làm cho người đời đều tỉnh giấc mộng và quy đầu về chánh giáo. Nay xin lược thuật sự tích lúc Ngài hóa thân làm vị Bố Đại Hòa Thượng ra sau đây cho quý vị độc giả xem. Đương thời kỳ nước Lương thuộc về đời Ngũ Quý, Ngài ứng tích ở nơi Châu Minh tại huyện Phụng Hóa, thân hình khác hơn người thế tục, trán thì nhăn, bụng thì lớn và hình dốc mập mạp. Lúc đó không ai biết tên họ của Ngài, chỉ thấy Ngài thường mang theo một cái túi vải mà thôi, nên người kêu là Bố Đại Hòa Thượng. Tánh Ngài hay khôi hài và chỗ ăn nằm ngày đêm không nhất định, mà Ngài đi đâu rồi cũng thấy trở về chùa Nhạc Lâm mà trú ngụ. Mỗi khi đi đường, Ngài thường cầm tích trượng và mang cái túi bằng vải, không khi nào rời hai vật ấy ra khỏi mình. Lại có 18 đứa con nít thường theo đuổi đeo một bên mà giễu cợt làm cho Ngài tức cười mãi mãi. Thường khi Ngài đi vào chốn thôn quê hay là nơi đồng ruộng, hễ ai cho những vật gì khi Ngài ăn xong,
còn dư lại bao nhiêu đều bỏ vào túi. Lúc đi tới nơi chợ quán, thì Ngài ngồi xuống, mở túi lấy những đồ ăn dư đưa lên, kêu mấy người đứng xung quanh mà nói rằng: các ngươi xem coi đó là cái gì? Ngài nói rồi một giây lâu bỏ đồ ấy vào túi mà mang đi. Còn có khi Ngài gặp thầy Sa Môn đi ngang qua, Ngài ở sau vỗ lưng một cái, làm cho thầy Sa Môn giật mình ngó lại mà hỏi rằng: hòa thượng làm cái gì vậy? Ngài liền giơ tay nói: ngươi cho ta xin một đồng tiền. Thầy Sa Môn thấy vậy bèn nói rằng: nếu tôi hỏi một điều mà hòa thượng nói đặng thì tôi cho. Ngài liền để cái túi xuống, chắp tay đứng một bên, rồi lấy túi mang trở lại mà lật đật quầy quả đi liền. Một bữa kia, Ngài đi vào trong đám đông người, có một ông tăng hỏi Ngài rằng: hòa thượng ở trong đám đông người làm chi đó? Ngài trả lời rằng: ta đương đợi một người đến. Ông tăng hỏi: hòa thượng đợi ai? Ngài bèn thò tay vào túi lấy ra một trái quýt đưa cho ông tăng. Ông tăng vừa giơ tay lấy trái quýt, Ngài liền thụt tay lại mà nói rằng: ngươi chẳng phải người ấy. Lại một bữa, ông tăng chợt thấy Ngài đứng bên đường gần chợ, bèn hỏi rằng: hòa thượng ở đây làm chi? Ngài liền đáp rằng: ta đi quá duyên. Ông tăng thấy vậy mới nói rằng: quá duyên ở đâu nơi ngã tư như vậy? Ngài trả lời: ngã tư chính là chỗ ta muốn quá duyên. Ông tăng vừa muốn hỏi chuyện nữa thì Ngài liền mang cái túi vải rồi cười ngất mà đi một hơi. Có một khi ông Bạch Lộc hòa thượng gặp Ngài liền hỏi rằng: thế nào gọi là cái túi vải? Ngài nghe hỏi liền để túi xuống rồi khoanh tay mà đứng. Ông Bạch Lộc hòa thượng lại hỏi rằng: công việc của cái túi vải ra làm sao? Ngài liền mang túi mà đi, không trả lời chi hết. Có một bữa kia, ông Bảo Phước hòa thượng gặp Ngài hỏi rằng: thưa Ngài, duyên cớ tại sao mà Đức Tổ Sư ở bên Tây Phương qua đây là có ý gì? Ngài nghe hỏi liền để cái túi vải xuống rồi đứng tự nhiên. Ông Bảo Phước hòa thượng lại hỏi nữa rằng: chỉ như vậy hay là còn cái gì nữa hay không? Ngài nghe hỏi như thế bèn lấy túi vải mang trở lại mà đi, không hề trả lời. Từ đó về sau, hễ Ngài đi đến đâu thì người ta tranh nhau mà chận đón và níu kéo, đặng mời Ngài vào nhà chứ không cho đi luôn. Bởi vậy cho nên trong các quán rượu và tiệm cơm, người người tha hồ ăn uống no say, không có chút gì nhàm chán, vì Ngài vào đâu thì buôn bán đắt đến bội phần. Lúc nào gặp trời mưa thì tảng sáng Ngài ngủ dậy mang guốc cao gót đi ra nằm nửa trên cây cầu to, co chân dựng hai bắp dế lên thì cày ấy nắng. Còn khi nào trời nắng mà Ngài mang đôi dép cỏ đi ra ngoài đường, ngày ấy trời lại mưa. Thường bữa Ngài hay tới nhà một nông phu kia mà ăn cơm. Có một hôm, người vợ tên ấy thấy vậy mà nổi giận mà rầy rằng: đương lúc lo việc ruộng nương rộn ràng không xiết, mình có công đâu mà nuôi lão hòa thượng điên đó hoài. Ngài nghe nói mấy lời ấy, liền đem cơm đổ dưới gốc cây dâu ở bên nhà rồi bỏ đi. Cơm ấy tự nhiên hoàn lại trong nồi của người nông phu. Hai vợ chồng thấy vậy thất kinh, bèn cùng nhau đi kiếm Ngài rồi lạy lục mà xin sám hối. Có một khi đương buổi mùa hạ, khí trời nóng nực, Ngài cởi quần áo để trên bờ mà xuống khe tắm. Lũ trẻ quấy chơi, bèn lén lại ôm cả áo quần. Đương lúc tắm, Ngài thấy vậy thì lật đật để mình bẫy trần truồng mà rượt theo bọn con nít. Mấy người ở trên bờ xúm nhau lén coi, thì thấy âm tàn của Ngài như trẻ nhỏ vậy. Gần chỗ đó có tên Lục Sanh, nghề vẽ rất tinh xảo. Người ấy thấy Ngài bèn vẽ một bức tượng tinh hệt mà dán tại chùa nơi vách nhà đông. Bữa nọ Ngài đi ngang qua bên vách, thấy tượng ấy liền khạc nhổ rồi bỏ đi. Khi Ngài ở tại xứ Mân Trung, có một người cư sĩ họ Trần thấy Ngài làm nhiều việc kỳ thần nên đãi Ngài rất cẩn trọng. Lúc Ngài từ giả ông Trần cư sĩ mà đi qua xứ Lương Chiết, ông muốn rõ tên họ Ngài
bèn hỏi rằng: Thưa Hòa Thượng, xin cho tôi biết họ Ngài là chi, sanh năm nào, tháng nào, ngày nào, giờ nào, và xuất gia đã bao lâu rồi? Ngài đáp rằng: Ta tỏ thiệt cho ngươi rõ rằng ta chính là họ Lý, sanh ngày mùng 8 tháng 2. Ta chỉ biểu hiệu cái túi vải này mà để độ đời đó thôi, vậy ngươi chớ tiết lộ cho ai biết. Ông Trần cư sĩ nghe như vậy, bèn thưa rằng: Hòa Thượng đi đâu? Nếu có ai hỏi việc chi thì xin Ngài trả lời sao cho hợp lý, chớ tùy thuận theo người thì không khỏi bàn nhân chỉ nghĩ tiếng thị phi. Ngài bèn đáp một bài kệ rằng: Ghét thương phải quấy biết bao là, xét nét lo lường giữ lấy ta, tâm để rỗng thông thường nhẫn nhục, bữa hàng thông thả phải tiêu ma. Nếu người tri kỷ nên y phận, dẫu kẻ quan gia cũng cộng hòa, miễn tấm lòng này không quái ngại, tự nhiên chứng đặng lục ba la. Ông Trần cư sĩ lại hỏi rằng: Bạch Hòa Thượng, Ngài có pháp hiệu hay không? Ngài liền đọc bài kệ đáp rằng: Ta có cái túi vải rỗng rang không quái ngại, mở ra khắp mười phương, thâu vào quan tự tại. Ông Trần cư sĩ hỏi rằng: Hòa Thượng đi đây có đem đồ hành lý hay không? Ngài đáp bài kệ: Mình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Ông Trần cư sĩ thưa: Đệ tử rất ngu lỗ, biết làm sao cho đặng thấy tánh Phật. Ngài bèn đáp bài kệ: Phật tức tâm, tâm ấy là Phật, mười phương thế giới là linh vật, tung hoành diệu dụng biết bao nhiêu, cả thảy chẳng bằng tâm chân thật. Ông Trần cư sĩ thưa rằng: Hòa Thượng đi lần này nên ở nơi chùa, chứ đừng ở nhà thế gian. Ngài bèn đáp bài kệ rằng: Ta có nhà tam bảo, trong vốn không sắc tướng, chẳng cao cũng chẳng đê, không ngăn và không chướng, học vẫn khó làm bằng, cầu thì không thấy dạng, người trí biết rõ ràng, ngàn đời không tạo đặng, bốn môn bốn quả sanh, mười phương đều cúng dường. Ông Trần cư sĩ nghe bài kệ lấy làm lạ, liền đảnh lễ Ngài mà thưa rằng: Xin Hòa Thượng ở ngán lại một đêm mà dùng cơm chay với tôi, đặng tỏ dấu đệ tử hết lòng cung kính, xin Ngài từ bi mà hạ cố. Đêm ấy Ngài ở tại nhà Trần cư sĩ, đến khi đi thì Ngài viết một bài kệ dán nơi cửa: Ta có một thân Phật, có ai đặng tường tất, chẳng vẽ cũng chẳng tô, không chạm cũng không khắc, chẳng có chút đất bùn, không phải màu thể sắc, thợ vẽ vẽ không xong, kẻ trộm trộm chẳng mất, thể tướng vốn tự nhiên, thanh tịnh trong giặt giặt, tuy là có một thân, phân đến ngàn trăm ức. Khi Ngài đi đến quận Tứ Minh, Ngài thường giao du với ông Tưởng Tôn Bá một cách rất thân mật. Ngài có khuyên bảo ông mỗi ngày trì niệm câu chú Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì vậy người ta đều kêu ông Tưởng Tôn Bá là Maha Cư Sĩ. Có một ngày nọ, ông Maha Cư Sĩ cùng Ngài đồng tắm dưới khe Trường Đinh. Khi Ngài đưa lưng bảo ông Maha kỳ dùm, thì ông thấy nơi lưng Ngài có bốn con mắt rực rỡ chói lòa, bèn lấy làm kinh dị vô cùng. Ông liền đảnh lễ Ngài mà nói rằng: Hòa Thượng quả là một vị Phật tái thế. Ngài liền khoát tay bảo nhỏ rằng: Ngươi chớ nói tiết lộ, ta cùng ngươi ở với nhau đã 3-4 năm nay, vốn là có nhân duyên rất lớn, rồi đây ta sẽ từ biệt ngươi mà đi, vậy ngươi chớ buồn rầu thương nhớ. Ngài nói rồi đem về nhà ông Maha cư sĩ mà hỏi rằng: Ý ngươi có muốn giàu sang hay không? Ông Maha cư sĩ thưa rằng: Sự giàu sang như lùm cây nổi, như giấc chiêm bao, có cái gì là bền lâu chắc chắn đâu, nên tôi nguyện làm sao cho con cháu tôi đời đời được miêm diễn mà thôi. Ngài bèn lấy cái túi của Ngài, thọc tay vào, móc ra một cái túi nhỏ, một cái hộp và một sợi dây,
liền đưa cho ông Maha cư sĩ mà nói rằng: ta cho ngươi mấy vật này mà từ biệt, song ta căn dặn ngươi phải gìn giữ cho thật kỹ càng, mà làm biểu tính những việc hậu vận của nhà ngươi. Ông Maha cư sĩ vâng lãnh mấy món ấy mà chẳng rõ được là ý gì. Cách vài bữa sau, ngài trở lại nhà ông mà hỏi rằng: nhà ngươi có hiểu được ý ta hay không? Ông thưa rằng: thưa ngài, đệ tử thiệt chẳng rõ. Ngài nói rằng: đó là ta muốn con cháu nhà ngươi ngày sau cũng như mấy vật của ta cho đó vậy. Nói rồi, ngài bèn từ giả mà đi liền. Đến sau, quả nhiên con cháu của ông Maha cư sĩ được vinh hoa phú quý, hưởng lộc nước đời đời. Đó là mấy vật của ngài cho có hiệu nghiệm như vậy. Nhằm ngày mùng 3 tháng 3 năm thứ 3 niên hiệu Trinh Minh, ngài không tật bệnh gì cả, ngồi trên bàn thạch gần nơi mái chùa Nhạc Lâm mà nhập diệt. Nhắc lại, khi ngài chưa nhập diệt, có ông Trấn Đình Trưởng thấy ngài hay khôi hài, không lo sự gì cả, nên mỗi lần gặp ngài thì buông lời cấu nhục, rồi giật cái túi vải mà đốt. Thể bữa nay đốt rồi, thì qua ngày sau, ông Trấn Đình Trưởng cũng thấy ngài mang cái túi ấy như cũ. Ông nổi giận đốt cháy rụi luôn đến 3 lần, cũng vẫn thấy ngài còn mang cái túi vải đó. Từ đó về sau, ông Trấn Đình Trưởng lấy làm lạ, nên đem lòng khâm phục ngài, không dám khinh dễ nữa. Khi ngài nhập diệt, thì ông Trấn Đình Trưởng lo mưu quan quách mà tẩm liệm thi hài, là cố ý chuộc tội lỗi của ông ngày trước. Nhưng đến chừng đi chôn thì người khiêng rất đông mà cử cái quan tài lên không nổi. Trong bọn ấy có một người họ Đồng, ngày thường tỏ lòng tôn kính ngài một cách rất trọng hậu, nên thấy việc linh hiển như vậy, liền vội vã mua cái quan tài khác, rồi liệm thi hài của ngài lại. Đến khi khiêng đi thì số người cũng bấy nhiêu đó, mà khiêng nhẹ phơi phới như bông. Ai nấy thấy vậy cũng đều kinh sợ và cung kính. Lúc đó, các người trong quận thiết lập ra một hội rất lớn, xây tháp cho ngài ở núi Phong Sơn. Núi ấy toàn là đá lởm chởm, hòn cao hòn thấp, trong mấy hang đá đều là chỗ di tích của ngài còn lưu truyền lại. Nào là chỗ để tích trượng, nào là chỗ để bình bát, vân vân. Những chỗ sâu, chỗ cạn, chỗ lớn, chỗ nhỏ, hình tượng giống như cái bình bát, đều có nước đầy hoài, dẫu cho trời đại hạn đi nữa thì cũng chẳng có lúc nào khô kiệt. Thiệt là nhiều việc anh linh hiển hách vô cùng. Hồi đời Lục Triều, Đức Di Lặc lại ứng tích làm phó đại sĩ ở tại chùa Song Lâm một thời kỳ nữa. Khi ngài ra mắt Lương Võ Đế, vua liền hỏi ngài rằng: xin đại sĩ cắt nghĩa cho quả nhân nghe làm sao kêu là đạo. Ngài liền bạch rằng: tâm thiệt là đạo, tôi xin chứng nghiệm như vậy, thì bệ hạ đủ hiểu. Như bệ hạ khi chưa lên ngự tại điện này, trong tâm lúc ban đầu chưa khởi niệm, bổn trí vẫn tự nhiên mà được diệu tịnh quang huy, sáng suốt hiện buổi nay, rực rỡ đến thổ trước, và đầy lấp tất cả cõi thái hư, cái tịnh quang ấy muôn đời không sanh, vĩnh kiếp không diệt, chẳng phải thánh mà cũng chẳng phải phàm, không thúc vượt mà cũng không giải thoát. Đó là tâm thể rất màu nhiệm và rất vắng lặng. Ngoài cái tâm không có đạo gì riêng khác, và ngoài đạo cũng không có tâm nào phân biệt nữa. Vì thế cho nên mới gọi tâm là đạo. Vua Võ Đế lại hỏi nữa rằng: vậy chớ đại sĩ có tôn ai làm thầy hay không? Ngài bạch rằng: thầy thì không có ai là thầy của bần đạo, còn tôn thì bần đạo cũng không tôn ai, đến việc tùng sự thì cũng không tùng sự với người nào cả. Vua Giả Đế nghe ngài nói như vậy thì biết là một vị Bồ Tát lâm phàm, nên càng tôn trọng ngài một cách rất đặc biệt. Đoạn ngài lại thưa với vua rằng: bệ hạ ngày nay mà đặng hưởng điều tôn vinh như vậy, nguyên nhân cũng là một vị Bồ Tát hạ trần mà cứu thế. Vậy xin bệ hạ phải mở thông ý địa, nên tự lượng nơi mình
tâm để cho thanh tịnh. Đừng trước nhiễm vật gì, lấy đó làm căn bản. Cần nhất phải dùng chỗ hư linh làm cơ sở, lấy sự vô tướng làm nguyên nhân, nguyện vọng chí thành cầu cho đạt tới chỗ niết bàn mà làm cực quả. Nếu bệ hạ thi thố những phương pháp trị quốc, thì phải dùng chánh pháp mà sửa trị trong thế gian và thi hành những điều nhân đức, đặng cho lê dân cảm hóa. Trong triều thì trọng dụng những người hiền tài mà trừ khử mấy kẻ cưu lòng gian nịnh, còn ngoài thì thi nhân chánh đến kẻ quan quả cô độc, bỏ những hình phạt trừng trị nặng nề và ban chánh lệnh cho con di minh trật tự. Nếu bệ hạ trị vì trong thiên hạ thì nhân bố đức được như thế, thì kẻ xa người gần đều nhuần gội ơn đức vô cùng vô tận. Chừng đó việc can qua phải dứt, mà trong đội ngũ lại ninh bình, thì ngôi trời được hùng tráng mà an hưởng cuộc thái bình. Nếu chánh sách thi thố được công hiệu như thế, thì bệ hạ thiên cơ đã thần diệu, lại còn nối ngôi quốc tổ được lâu dài nữa. Đó là bần đạo hy vọng sao cho bệ hạ được như vậy. Có một ngày kia, ông Lưu Trung Thừa ngồi tại chỗ trạm dịch với ngài, thoạt thấy có thánh giá vừa đến, liền đật đật đứng dậy làm lễ, còn ngài ngồi yên lặng một chỗ. Khi thánh giá qua khỏi rồi, ông Lưu Trung Thừa bèn hỏi ngài rằng: theo ý tôi tưởng, ngài chẳng chịu làm tôi với thiên tử, không muốn làm bạn với chư hầu, cớ sao mà lại ngã mạn như vậy? Xin ngài nói cho tôi rõ. Ngài liền đáp rằng: để bần đạo giải cho ông rõ, phàm việc kỉnh mà biểu lộ ra hình tướng thì không có tánh kỉnh, còn bề ngoài chẳng cử động sự kỉnh về lễ nghe tham bái, thì thiệt trong tâm có ẩn điều kỉnh vô giáo. Bần đạo thấy thánh giá mà động thân, thì pháp địa tự nhiên cũng rúng động. Hễ pháp địa rúng động, thì tất cả các pháp cũng chẳng ngang. Nếu các pháp chẳng ngang, tức là không có kỉnh, nên bần đạo vẫn ngồi tự nhiên làm vậy đó. Ông Lưu Trung Thừa nghe ngài nói như thế thì rất kính phục. Vua Lương Võ Đế biết ngài là một vị Bồ Tát tái lai, nên thiết lập một chỗ pháp hội rất nghiêm trang, rồi thỉnh ngài lên diễn kinh cho bá tánh nghe. Khi trần thiết xong rồi, ngài lên ngồi trên pháp tòa, lẳng lặng làm thinh được giây phút, rồi vỗ giái xích mà xuống, chứ không nói một lời chi cả. Trong đám người đến nghe kinh đó, có một vị thái tử thấy vậy mới hỏi ngài rằng: thưa ngài, đáng lẽ chỗ chư thiện nhân cơ hội đây, ngài phải giảng giải cho mọi người thấu rõ lẽ chân chánh của Phật, đặng nhờ đó mà tu học mới phải, cớ sao ngài làm thinh mà không biện luận nghĩa lý chi, lại vội xuống pháp tọa như vậy? Ngài liền trả lời rằng: phàm việc gì nói hay là nín đều thuộc về Phật sự cả, như thế có phải làm đúng theo Phật lý hay không? Vậy mà ông còn buộc tôi nói năng làm chi nữa? Thái tử nghe mấy lời bèn làm thinh, trong lòng càng khâm phục ngài vô cùng. Ít lâu sau, ngài ra mắt vua, rụt quỳ xuống mà tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, bần đạo có như ý bảo châu và thanh tịnh giải thoát, chiếu diệu rõ rệt đến mười phương. Nếu bệ hạ chịu thọ lãnh mấy vật ấy, thì có ngày sẽ chứng đến quả bồ đề. Giả lại các pháp chẳng phải có, mà cũng chẳng phải không. Phàm vật gì thuộc về hữu tình đồng quy nơi thực tế, cái việc trong thế gian đều là bức tranh huyễn hóa, rốt cuộc thì quần về chỗ không. Cũng thí như trăm sông, tuy phân ra muôn dòng ngàn mạch, nhưng tóm lại cũng chảy về biển. Pháp thế gian và pháp xuất thế gian cũng chẳng qua là lý chân như. Vì lý chân như thì không có sanh và không có diệt, nên không có niết bàn. Tam thế cũng bình đẳng, mười phương đều thanh tịnh. Nếu lấy phần thanh tịnh bình đẳng ấy làm sự nhiêu ích cho các giống hữu tình, thì được đồng lên bờ giác ngạn,
nếu chỗ sắp đặt phương pháp đặng như thế, thì cuộc trị bình trong thiên hạ sẽ hóa ra cảnh giới trang nghiêm. Đó là bệ hạ dùng diệu pháp mà tế độ nơi đời. Được như vậy thì có khác nào như một vị từ bi vương tái thế. Vua Lương Võ Đế nghe mấy lời của ngài biện giải, càng thêm tôn sùng kính trọng hơn nữa. Khi ngài ở tại chùa Song Lâm, thấy kinh tạng chứa đầy, ngài bảo mấy đạo chúng đem từ cuốn mà tả ra. Bổn ý của ngài muốn khiến cho kẻ sơ địa phàm phu nhờ công đức chuyển kinh đó mà đạt tới nơi chánh chơn của Phật. Bởi vậy trong thiên hạ, duy có chỗ Song Lâm thì Thiên Long thường ủng hộ, nên kinh tạng được toàn bổn mà lưu truyền đời sau. Thoạt một ngày kia, có một làng định quan kim túc của Đức Thích Ca mùi thơm bát ngát từ phương đông bay đến mà nhóm nơi mình của ngài. Bỗng nhiên có tiếng sướng rằng: Phó đại sĩ xuất hiện ra đây là thay thế cho Đức Thích Ca mà thuyết pháp, ngồi trên chỗ Long Hoa Thắng Hội mà chỉ rõ cái bổn nguyện từ mẫn của Đức Văn Thù, và Xiển Dương Huệ tập phổ thế của Đức Quan Âm. Rõ ràng ngài cũng như bậc Y Dương đại thí những lương phương diệu tể mà điều trị tất cả bệnh vô minh phiền não. Thiệt là ngài có công phu rất lớn và nhiều phương pháp khởi tử siêu sanh. Có một bữa kia khí trời nóng đực, ngài ra ngoài gành biển mà hóng mát, dòm thấy dưới mé có một vùng quanh co theo bờ và chân cư tại đó chỉ làm được ruộng muối mà thôi. Hãy đến thời tiết mùa thu thì nước biển tràn lên lênh láng, không thể nào mà ngăn cản cho đặng. Ngài thấy vậy liền nói với những người bổn xứ rằng: Bần đạo muốn làm sao cho chỗ này thành ra ruộng tốt, để cho bá tánh cày cấy đặng nhờ đó mà an cư lạc nghiệp. Dân chúng nghe mấy lời ấy đều cười rộ lên mà nói rằng: Ông này thiệt điên cuồng, thở ngay triền biển mà ai làm thành ruộng cho đặng bao giờ. Ngài thấy dân chúng không đem lòng tin, liền lấy bao đựng cát đem chất xây giáp dòng như vách lũy mà bao ngạn đuông bãi cát ấy. Lạ thay, trọn một vùng bờ đê của ngài làm đó, cách ít lâu cứng cũng như đá vậy, ngăn được ngọn nước thủy triều ngoài biển, không thể nào chảy vô được nữa. Nhưng hồi ngài làm đó có chia ra ba chặng để ngừa khi trời hạn và nước lụt. Đến sau, nổi trong khu đất ấy đều thành ra ruộng cả, ước chừng hơn 2000 mẫu. Thường năm cày cấy đặng mùa luôn luôn, dân cư trong xứ mỗi năm gặt lúa rồi trích ra 1/3 mà để cung cấp cho tăng đồ trong các chùa lân cận, mua chim cá mà phóng sanh và làm nhiều việc phước thiện khác nữa. Hiện nay mấy cái bờ bằng cát của ngài làm đó hằng bền chắc, không có hư rã chút nào. Thiệt là linh cảm thay chỗ di tích của bức đại thánh ngày xưa, cho nên dân cư ở dọc theo mé biển ấy đều được phong y túc thực luôn luôn, cùng nhau lập chùa thờ ngài và truy tặng ruộng ấy là phước điền. Sau ngày qua phía nam núi Phong Sơn mà chỉ điểm những chỗ ẩn tích nơi thâm khê cùng cốc, rồi mấy nơi ấy lần lần trở nên phong cảnh rất thiên nhiên và nét xuân quang bốn mùa đều xuất sắc. Bữa nọ ngài đi chơi tới xứ Bắc Thượng, chợt thấy một người đương sửa soạn làm thịt loài súc. Ngài lật đật chạy lại can rằng: Bần đạo xin tỏ cho nhà ngươi nghe, tất cả loài súc sanh nguyên nhân cũng là người thế gian chứ không phải khác đâu, vì tạo ác nghiệp rất nặng nề nên nay phải chịu khổ quả như vậy. Thoảng như mình làm điều phước thiện mà một đời chẳng được giàu sang thì cũng còn có ngày trong giải thoát, chứ tạo nghiệp sắc sanh như vậy thì ngày sau khó tránh khỏi luân hồi khổ thú. Bần đạo nguyện làm sao nhà ngươi hồi tâm tự lượng, đem tấm lòng nhân từ mà dung thứ những loài động vật, vì nó cũng đủ cả Phật tánh và cũng biết ham sống sợ chết như ta vậy. Những người có nhân hằng lấy con mắt từ mà quan sát, xem vạn vật với ta đồng một thể và muôn tượng với ta đồng một gốc. Nếu tấm lòng nhân ái được như thế thì chẳng những trọn nước từ bi lợi vật một thuở mà thôi, lại nhiều kiếp được trường thọ là khác nữa.
Người ấy nghe Ngài phân giải như vậy, liền tỏ ngộ và chung thân không dám sát sanh loài động vật nữa. Lại có một khi, Ngài lưu ly ngoài đường, tình cờ gặp một người nông phu vừa cột một con trâu, đặng tính bề làm thịt. Ngài đi hối hả lại can rằng, phàm ở đời có nhân thì có quả, không có sai chạy mảy nào, đó là lẽ cố nhiên như vậy. Hễ giết loài vật thì có ngày chúng nó cũng giết lại. Vậy mà trong đời có ai biết sợ sệt đâu. Non dao rừng kiếm với giặc dầu ở chốn âm ti để trừng trị những người tạo ác nghiệp như ngươi vậy, thì đời kiếp nào mà trong phần giải thoát cho đặng. Người nông phu nghe Ngài nói như thế, liền cúi đầu đảnh lễ và nguyện trọn đời không dám tái phạm nữa. Ngài thường đi chơi ngoài đồng, bữa nọ lại gặp một ông sa di hỏi Ngài rằng, thưa đại sĩ, làm thế nào mà hàng phục được vọng tâm của mình? Ngài nghe hỏi liền trả lời rằng, tâm là vật gì đâu mà ông phải tìm cho uổng phu, giả lại vọng tâm thiệt không có căn bản, hễ buông đó ra thì không thấy dấu tích gì làm vọng, bởi bị các duyên đeo đuổi lăng xăng nên mới thành ra vọng niệm như vậy. Nếu nhất chơn của ta đặng yên tĩnh rồi thì toàn thể như như phóng ra khắp cả pháp giới và bổn thể vẫn tự nhiên mà rõ rệt. Chừng đó dẫu có bụi trần cấu cũng không có thế nào mà che lấp cho đặng, thì có vật chi đâu mà ngươi gọi rằng điều phục. Ông sa di nghe Ngài biện bạch như thế, dùng tỏ ngộ và tôn kính vô cùng, rồi đảnh lễ mà từ giả. Cách ít lâu Ngài đi chơi, chợt thấy một ông sa môn còn nhiễm theo tục trần, cứ khu trục trong trường mộng ảo. Ngài bèn đón lại mà chỉ dụ rằng, bần đạo coi ông vốn thiệt là Phật, lẽ thì ông nên tự độ lấy mình, đặng mong có ngày chứng đặng quả vô sanh pháp nhẫn. Cớ sao ông lại còn im trệ theo thói phàm tình, đành che lấp bổn lai diện mục như vậy? Bây giờ ông phải bỏ các duyên cấu trược mà dũa sạch những thói tà phong, ráng sức công phu mà suy tìm trong tâm thể vô sanh, thì có ngày sẽ đạt tới chỗ diệu minh chân tánh. Nếu ông hồi quang phản chiếu cho toàn thị toàn chung rồi, sẽ đặng vô ngại viên thông. Bần đạo ao ước làm sao cho ông được như thế, thì có khác nào một vị La Hán xuất trần. Nếu chẳng vậy thì cũng là một vị quốc sát trượng thu, chứ cách hành động như ông đó thì đã không có ích cho mình, mà lại uổng công xuất thế học đạo vô vi, đến chung quy cũng còn lăn lộn trong đường đục đạo, biết chừng nào mà thoát ra khỏi đặng dòng sanh tử. Như vậy có khổ hay không? Ông sa môn nhờ Ngài điểm quá nên liền tỏ ngộ lý chân thừa. Từ đó về sau, ông càng lo tu học, không còn nhiễm nữa. Thiệt cách phổ tế của Ngài không khác nào một ông lương y đã điều trị không biết bao nhiêu là chứng trầm kha phế tật. Rõ ràng, một hột minh châu có thể chỉ sắc hóa đơn vàng, một lời pháp ngữ có thể đổi người phàm trở nên bậc thánh. Bởi vậy cho nên, Ngài thường dùng những phương pháp thiền định rất giản dị mà độ thoát tất cả chúng sanh qua khỏi sông mê bể khổ, dẫn dụ người đời ra khỏi nhà lửa đường mờ. Ngài lại chẳng nên sự cấu nhục của thế tình, cứ xen lẫn trong chốn trần lao mà thi hành những sự lợi ích cho hạng người còn sống say thác ngủ. Vì vậy cho nên trong tám phương hồ hải, chỗ nào cũng là chỗ viên giác đạo tràng của Ngài Thế Thác cả. Còn đối với thập loại chúng sanh thì Ngài càng đem lòng quyến luyến như con một cha như người một nhà, không phân biệt nhân ngã và không biện luận bắc nam. Vì tất cả chúng sanh thảy đều đủ chơn như diệu tánh như Ngài vậy, nhưng vì bị màn vô minh che lấp nên phải trì trục trong dòng khổ hải sầu thành đó thôi. Ngài thường đối với quần chúng mà nói rằng, muôn tượng chỉ bao la, song một mảy trần chẳng lập, nhất chơn trong pháp giới trăm hạnh đều phân dân. Tuy vậy chớ không lọt ra ngoài dòng như như chí lý, cho nên động tịnh đều là pháp tham thiền.
nếu một niệm mà được khế chơn thì sẽ có ngày mau lên bờ Bỉ Ngạn. Đó là lời pháp ngữ của Ngài phát ra những lý màu nhiệm của thiền gia để bủa khắp chúng mê đồ, đang mở rộng những nghĩa quyền tôn trong tâm địa. Trước là thâu thập những người có lợi căn, sau là thức tỉnh số người còn độn trí. Thiệt công phu của Ngài đến vô lượng vô biên, lòng phổ tế trong đời cũng vô cùng vô tận. Đến đời Lương, nhằm khoản du quân Dương trị vì, nên hiệu Trinh Minh năm thứ hai, ngày mùng 3 tháng 3, Ngài đối trước chúng nhân mà nói rằng: qua năm tới đây, cũng ngày này và tháng này, thì ta đem trái Di Lặc mà cúng dường cho đại chúng. Quả nhiên qua năm sau, cũng trong ngày ấy và tháng ấy, đại chúng thấy Ngài ngồi kiết già trên bàn thạch gần bên chùa Sông Lâm mà nhập diệt, ai nấy thấy đều kinh dị và than thở vô cùng. Trong đại chúng mới hiệp lực cùng nhau kết khám mà để thi hài của Ngài, rồi làm một tòa bửu tháp rất tôn trọng. Ngoài ngạch bia có các hiệu là Định Ứng Tháp. Hiện nay tại chỗ bửu tháp ấy tuy trải mấy phen tan thương biến đổi mà công trình vẫn còn đồ sộ như xưa, thánh tích nguy nga, xa trong dò dội, bốn mùa người đàm diệt tới lui chẳng ngớt, một phương trời chuông trống rất oai nghiêm. Đức Di Lặc tuy chưa đến thời kỳ xuất thế, nhưng tấm lòng từ bi vô hạn đối với tất cả quần sanh, đôi phen tùy theo cơ duyên thục thác mà ứng tích nơi đời, đặng nêu bày lẽ chánh tôn định huệ, cố ý nhiếp trì những hạng người đương chìm đắm trôi sông ái hà, và ra công phổ độ những kẻ bị chớ giới giữa dòng khổ hải. Thì công đức của Ngài không có bút mực nào mà mô tả ra cho hết đặng. Từ ấy chí nhẫn nay có trên ngàn năm mà phước điền của Ngài còn lưu trụ các điện đại hùng, thiện quả vẫn còn bủa khắp nơi trong thế giới. Chẳng những mười phương đảnh lễ tôn sùng Ngài mà thôi, cho đến sáu chữ Nam Mô Di Lặc Tôn Phật thì người thường một lòng trì niệm chẳng có chút nào biến đổi cả. Nói tóm lại, Đức Di Lặc còn nhiều số kiếp nữa mới xuất hiện ra đời để nối ngôi cho Đức Thích Ca, mà làm một vị Phật thứ năm trong hiền kiếp, đặng đại chuyển pháp luân mà tế độ muôn loài và phổ lợi trong sa giới. Nhưng ngặt vì chúng sanh chưa rõ lẽ thiên chơn, cứ vọng tưởng những việc quyển hoặc mà đành chịu sa chìm vào nơi khổ hải và tự mình chuốc lấy nẻo luân hồi. Chứ chư Phật tuy đã nhập diệt rồi, song tam bửu còn lưu trụ khắp cõi nhân gian. Nếu ai hết lòng tinh tấn vui theo và thọ trì thì cũng như Phật đương trụ thế vậy. Tiếc thay, người đời trí cạn chướng sâu và tội nhiều phước ít, cho nên đối diện ngôi tam bảo coi như cách ta ngàn dặm. Vì nguyên nhân của chúng sanh như thế nên bất đắc dĩ Ngài mới ứng tích nhiều thời kỳ đặng quá độ các kẻ phàm loại trong nhân gian đó thôi. Sự tích Đức Địa Tạng Bồ Tát. Đức Địa Tạng là một vị đã chứng bậc đẳng giác trải đến vô lượng A Tăng kỳ kiếp rồi. Ngài có lời đại nguyện rằng: nếu chưa độ hết chúng sanh thì không chứng quả Bồ Đề, và nếu sự thọ khổ trong địa ngục hãy còn thì thề không chịu thành Phật. Do cái bổn nguyện ấy nên Ngài phân thân nhiều phen đặng độ thoát hằng hà sa số chúng sanh đương tội khổ. Trải đã không biết bao nhiêu kiếp rồi mà Ngài cũng còn là một vị Bồ Tát như vậy. Còn như đối đến tiền thân của Ngài, từ khi chưa chứng quả gì, có kiếp Ngài làm con gái, có kiếp thì Ngài làm con trai, và cũng có kiếp Ngài làm vua nữa. Này, y theo kinh Địa Tạng của Phật Thích Ca nói tại cung trời Đao Lợi rất có chứng cứ rõ ràng, mà lược điển một sự tích khi Ngài làm con gái dòng Bà La Môn như dưới đây. Hồi đời quá khứ, tại kiếp Bất Khả Tư Nghị A Tăng Kỳ, có Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương ra đời. Sau Phật ấy nhập diệt rồi, đến thời kỳ Tường Pháp thì Ngài Địa Tạng lúc ấy chưa chứng vị Bồ Tát, sinh làm con gái dòng Bà La Môn. Vì nàng có túc phước rất nhiều,
nên hết thảy mọi người trong hàng thân thích đều tôn trọng cung kính. Cho đến khi đi đứng nằm ngồi cũng đều có hàng chư thiên ủng hộ. Ngặt vì thân mẫu của nàng tính theo ngoại đạo, nên thường đem lòng tà niệm mà khinh khi Tam Bảo, đã không tin nhân quả nghiệp báo mà còn chê bai chánh pháp nữa. Khi đó nàng đã biết mẹ mình không tin Phật pháp, thế nào đến khi thác rồi cũng phải trầm luân nơi khổ hải, nên nàng mới hết lòng khuyên can, sớm tối kiếm nhiều lời phương tiện giảng giải, muốn làm sao cho mẹ mình tín ngưỡng theo chánh giáo thì mới đành lòng. Song khuyên thì khuyên, can thì can, mà thân mẫu của nàng ác nghiệp đã nhảy đầy và tính tâm lại cạn cợt, nên chẳng có chút gì tin theo. Ôi, chẳng bao lâu bà đã nhóm bệnh trầm kha, bỗng chốc hóa ra người thiên cổ, vì lúc sanh tiền ác nghiệp đã thành thục, nên chi thần hồn phải theo nghiệp quả mà đọa lạc vào vô gián địa ngục. Còn phần nàng, một nỗi thì thương mẹ cách biệt, dậm đất kêu trời, một nỗi thì sợ mẹ trầm luân, kinh hồn hải vía, ngổn ngang trăm mối bên lòng, ăn không ngon, nằm không ngủ, đêm ngày than khóc, ngàn thảm muôn sầu, tưởng trong cảnh huống ấy, nếu có phương gì mà cứu mẹ được, dầu thịt nát xương mòn, nàng cũng không hề tiếc, huống chi nó đến sự gì. Khi ấy, nàng mới bán hết nhà cửa ruộng đất, rồi mua sắm đủ các thứ hương hoa và những đồ quý báu đem đến chùa Phật mà dâng cúng. Lúc nàng vào chùa lấy lại, xem thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, sơn vẽ trang hoàng, quay dung nghiêm chỉnh, dường như một vị Phật sống, thì trong lòng nàng lại bội phần kính ngưỡng. Nàng lễ bái rồi tự nghĩ rằng, Phật là bậc đại giác, đủ trí sáng suốt và hiểu thấu các lẽ. Nếu được Phật còn tại thế, thì trong lúc mẹ ta chết rồi, có phạm tội gì và sanh về đường nào, ắt nhờ Phật từ bi chỉ bảo cho ta biết rằng, có đến nỗi đâu mà thảm như thế này. Nàng nghĩ như vậy rồi, cứ đứng nhìn sững tượng Phật mà khóc, không chịu bước ra. Dường có vẻ muốn tỏ lòng cầu khẩn với Phật và mong Phật chỉ bảo chỗ thọ khổ của mẹ mình và nhờ ơn cứu độ. Vừa một chập lâu, thoạt nghe giữa thinh không có tiếng gọi rằng, nàng thánh nữ kia, thôi đừng buồn rầu khóc lóc nữa, để ta chỉ chỗ thác sanh của mẹ ngươi cho ngươi biết. Nàng nghe nói như vậy, liền chắp tay ngửa mặt lên hư không mà bạch rằng, từ khi mẹ tôi mất đến nay, ngày đêm thương nhớ, không biết hỏi han ai cho rõ chỗ thác sanh của mẹ tôi. Nay không biết Đức Thánh Thần chi mà có lòng đối thương đến tôi như vậy. Lúc nàng vừa nói rồi, giữa thinh không lại có tiếng trả lời rằng, ta đây là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi cúng dường lễ bái đó. Vì thấy ngươi có lòng thương nhớ mẹ rất tha thiết, thiệt là chí hiếu hơn hàng chúng sanh thường tình, nên ta đến đây mà chỉ bảo. Nàng nghe mấy lời Phật nói như thế, thì lòng thiết tha muốn biết rõ tên của mẹ thác sanh về chỗ nào, nên không kể đến thân hình, liền gieo mình xuống đất, tay chân bủn rủn, chết điếng một hồi. May đâu có người ở hai bên xúm lại đỡ dậy, nên nàng mới hồi tỉnh lại. Rồi bạch với giữa thinh không rằng, xin Phật đem lòng từ bi thương xót mà chỉ dùm chỗ thác sanh của mẹ tôi cho mau, chứ tôi đây hình mòn tâm khổ, chẳng bao lâu phải chết. Khi ấy Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mới nói với nàng rằng, người cúng dường và lễ bái xong rồi, mau mau sớm trở về nhà, ngồi ngay thẳng và yên lặng mà nghĩ danh hiệu của ta, tự nhiên biết được xứ sở của mẹ ngươi thác sanh. Nàng lễ Phật vừa xong, liền trở về nhà, cứ y theo lời Phật dạy, nàng ngồi yên lặng một chỗ, niệm danh hiệu của Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai một ngày một đêm. Thình lình nàng thầm mộng đi đến một chỗ bờ biển kia, nước cuồn cuộn sôi trào, ba đào sóng bủa, lại thấy nhiều giống ác thú cả mình bằng sắt nhảy nhót bơi chạy trên mặt biển, không biết là bao nhiêu. Lại thấy những đàn ông và đàn bà kể hơn trăm ngàn lặn xuống trồi lên ở trên ấy, thấy đều bị những thú dữ kia giành giật bấu xé mà ăn thịt. Còn quỷ dạ xoa thì hình thù khác nhau, hoặc có thứ nhiều tay nhiều chân, hoặc có thứ nhiều con mắt nhiều đầu, hoặc có thứ nanh bén nhọn như gươm mọc ló ra ngoài miệng. Thảy đều áp lại lùa đuổi những bọn tội nhân đến gần cho thú dữ kia ăn thịt. Thiệt là cái thảm trạng ấy không dám xem cho lâu, nhưng nàng nhờ có sức niệm Phật nên tâm vẫn thanh tịnh, tự nhiên không có chút lo sợ hãi cả. Xảy đâu có một quỷ dương tên là Vô Đồ, thấy hình tướng nàng chẳng phải người phàm, hoài nghi không giống kẻ tục, bèn đến trước mặt nàng cúi đầu nghinh tiếp mà bạch rằng, dám hỏi Đức Bồ Tát vì duyên cớ chi mà đi tới đây.
nàng lại hỏi Quỷ Dương rằng: chỗ này kêu là xứ gì? Quỷ Vô Độc đáp rằng: đây là biển nghiệp thứ nhất, về phía tây núi Thiết Di. Nàng nghe nói liền bảo rằng: ta nghe trong núi Thiết Di có địa ngục ở chính giữa, việc ấy quả như vậy hay không? Quỷ Vô Độc đáp rằng: thì có địa ngục chứ không phải quyển hoặc đâu. Nàng nghe rồi bèn khởi lòng kinh nghi mà hỏi nữa rằng: địa ngục là nơi để giam nhốt những người có tội, còn ta đây có lòng kính ngôi Tam Bảo, mà duyên cớ gì cũng đi đến chỗ ấy như vậy? Quỷ Vô Độc đáp rằng: phàm người đi đến đây có hai cách. Một là có quay đức thần thông đến cứu độ cho mấy người tôi khổ, hay là đến chơi cho biết. Hai là mấy người tội ác đã thành thục phải đi tới đây mà chịu khổ. Nếu trừ hai lẽ ấy ra thì không thể đến đây được. Nàng lại hỏi nữa rằng: nước biển này duyên cớ sao mà lại sôi trào lên hoài, còn ở trong thì có nhiều tội nhân lặn lên hụp xuống, lại bị các loài thú dữ sâu xé ăn thịt như thế? Quỷ Vô Độc đáp rằng: đây là chỗ nhốt những kẻ chúng sanh tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề, nên khi chết rồi trải qua 49 ngày không ai tế tự lo làm việc công đức đặng cứu vớt vong linh bị khốn nạn. Còn những người đã chết đó lúc sanh tiền lại không có chút mãi gì, là điều phước thiện. Vì vậy nên cứ theo bổn nghiệp của mình mà chiêu cảm lấy cái khổ báo ở nơi địa ngục, tự nhiên trước hết phải đọa tới đây. Ở bên phía đông biển này cách chừng 10 dặm gió tuần lại có một biển nữa, sự đại đọa của chúng sanh bị vào đó còn khổ hơn đây đến bội phần. Còn bên phía đông biển kia lại có một cái biển khác, sự thảm trạng thống thiết không thể kể xiết. Những hạng người thọ khổ là do bình nhật ở thế gian tạo những nghiệp ác mà phải cảm lấy sự tội báo như vậy, nên ba cái biển đó đều gọi là biển nghiệp. Nàng lại hỏi Quỷ Vô Độc rằng: sao đây chỉ thấy có biển nghiệp mà thôi, còn địa ngục lại ở chỗ nào đâu? Quỷ Vô Độc đáp rằng: ở giữa ba cái biển ấy là chỗ địa ngục, nếu kể số riêng ra thì nhiều đến 100.000, mà sự thọ khổ đều mỗi mỗi khác nhau. Như nói về phần ngục lớn thì có 18 chỗ, còn nói về phần ngục trung thì có 500 chỗ, và lại có 1.000 chỗ ngục nhỏ nữa. Sự khổ độc trong mấy chỗ ngục đó không biết bao nhiêu mà kể cho xiết đặng. Nàng lại hỏi Quỷ Dương rằng: mẹ ta khi chết đến nay tuy chưa bao lâu mà chẳng biết thần hồn đã đi đến chỗ nào. Quỷ Dương lại hỏi nàng rằng: chẳng hay mẹ của Bồ Tát lúc sanh tiền làm những nghiệp gì, xin tỏ cho tôi rõ. Nàng đáp rằng: mẹ ta trước bị nhiễm theo tà kiến, chê bai ngôi Tam Bảo, gửi lòng không thường, lập tánh không định, dẫu có nghe lời khuyên can mà tạm tính, rồi cũng trở lại quỷ bán nữa. Nay chết tuy chưa bao lâu, ác có lẽ theo ác nghiệp mà đọa vào khổ thú, nên ta muốn tìm cho biết chỗ sanh xứ của mẹ ta, nhưng không hiểu ở nơi nào. Quỷ Vô Độc hỏi rằng: vậy chớ mẹ của Bồ Tát tên họ là chi? Nàng đáp rằng: cha ta tên là Thi La Thiện Hiện, còn mẹ hiệu là Duyệt Đề Lợi, đều là dòng dõi Bà La Môn cả. Quỷ Vô Độc nghe rồi lật đật chắp tay mà bạch với nàng rằng: xin thánh giả trở về bổn xứ, chẳng nên nhớ lệnh thân mẫu mà buồn trầu làm cho hao mòn quý thể. Số bà Duyệt Đề Lợi đã khỏi sự khổ ở chốn địa ngục này mà sanh lên cõi trời cách nay đã 3 ngày rồi. Nguyên bà nhờ có người con hết lòng thảo thuận, lập đàn tràng tu phước và cúng dường nơi tháp tự của đức Giác Hoa Định Từ Tại Vương Như Lai, nên mới cảm đến Phật Thánh mà được sanh về cõi trời như vậy. Chẳng những thân mẫu của Bồ Tát nhờ phước đó mà thoát khỏi chỗ vô gián địa ngục đặng sanh lên cõi trời mà thôi, cho đến những người đồng thọ tội ở đó cũng nhờ duyên phước ấy mà đều đặng an vui và đồng sanh về cõi thiên đàng trong ngày đó nữa. Quỷ Dương nói rồi liền chắp tay tỏ vẻ cung kính mà xin lui. Còn nàng thì trong lúc ấy dường như chiêm bao tỉnh giấc, mới rõ biết việc này là nhờ Phật lực làm cho thân mình được đi tới chỗ thác sanh của mẹ như vậy, nên nàng cảm ơn Phật, lập tức đến trước bổn tượng của đức Giác Hoa Định Từ Tại Vương Như Lai mà phát lời thệ nguyện lớn rằng: nay tôi nguyện cho đến kiếp vị lai, nếu có chúng sanh nào tạo tội mà chịu khổ ở nơi địa ngục, bất luận là kẻ thân thuộc hay người cừu quán, tôi lập ra nhiều pháp môn phương tiện mà cứu độ cho đều được phần giải thoát tất cả. Sự tích Đức Địa Tạng Bồ Tát đời khác. Hồi đời quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, có Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục ra đời.
Sau Phật nhập diệt rồi, đến thời kỳ tường pháp thì ngài Địa Tạng chưa chứng vị Bồ Tát, sinh làm người con gái tên là Quan Mục. Khi mẹ nàng từ trần thì nàng ngày đêm lo sợ, không biết mẹ có thoát khỏi tội khổ hay không. Có một bữa kia, nàng gặp một thầy tỳ khưu đương khất thực, mà thầy ấy chính là một vị La Hán đi giáo hóa chúng sanh. Nàng bèn sắp đủ cái món đồ ăn ngon quý, rồi mời vị La Hán ấy vào nhà cúng dường. Khi ngài thọ thực rồi, bèn hỏi rằng: "Ngươi muốn cầu nguyện việc chi hay không?" Nàng thưa rằng: "Bạch ngài, bởi vì từ ngày mẹ tôi mất đến nay, tôi buồn trầu thương nhớ bội phần. Nghĩ đến ơn nhũ bộ, đức sanh thành thì ngàn kiếp buôn đời tôi cũng không quên đặng. Nên tôi nguyện làm việc tu phước này, đặng cầu siêu vong linh cho mẹ tôi nơi chính suối. Nhưng bổn phận tôi là người phàm mắt thịt, không biết mẹ tôi thác sanh về chỗ nào. Vậy xin nhờ ngài từ bi chỉ bảo cho tôi biết." Vị La Hán thấy nàng Quan Mục tuổi nhỏ mà có lòng hiếu đạo như vậy, bèn nhập định, thấy mẹ nàng bị đọa vào chỗ ác thú mà chịu nhiều nỗi thống khổ rất nặng nề. Khi ngài xuất định rồi, liền hỏi nàng rằng: "Vậy chớ lúc còn sanh tiền ở trên dương thế, mẹ ngươi làm những nghiệp chi đến nỗi nay lại bị hiện báo ở chỗ ác thú mà chịu hình phạt lớn lao như thế?" Nàng nghe nói khôn xiết nỗi buồn rầu, liền òa khóc một hồi rồi thưa rằng: "Bạch ngài, số là bình nhật sở hảo của mẹ tôi chỉ thích ăn loài cá trành, mà lại còn ưa ăn những trứng của nó nữa, hoặc chiên xào hoặc nấu nướng, không biết ngàn dạng nào mà kể xiết. Thường các nghiệp sát sanh của mẹ tôi đó cũng đã quá nặng, vậy xin ngài đem lòng từ bi thương xót đến kẻ thơ ấu này, làm thế nào cứu vớt mẹ tôi đặng thoát khỏi nơi khổ thú, thì ơn đức ấy vô lượng vô biên." Vị La Hán thấy tấm lòng chân thiệt của nàng yêu cầu khẩn thiết như vậy, liền dùng cơ phương tiện mà khuyên nhủ nàng rằng: "Ngươi nên chí thành xưng niệm danh hiệu của Phật Thanh Tịnh Liên Quan Mục, và phát tâm đắp vẽ sơn thép hình tượng của Phật mà thờ, thì ngày sau nhờ cái công đức đó mà kẻ còn sống đặng có sự lợi ích, và người mất rồi lại khỏi sự khốn nạn, hai đàng đều nhờ phần phước báo tất cả." Khi nàng Quan Mục nghe lời của vị La Hán nói trên, nàng dẫu bỏ thân mạng cũng không tiếc, huống chi là sự gì, nên nàng liền bán hết thảy những đồ nữ trang và có bao nhiêu tiền của, nàng đem ra mướn thợ tạo tượng Phật Thanh Tịnh Liên Quan Mục và mua vàng sơn thép mà cúng dường như tỏ dấu yêu cầu đến Phật, đặng nhờ ơn cứu độ cho thân mẫu. Có một đêm kia, ước chừng lúc canh ba, nàng vừa mơ màng giấc điệp, bỗng thấy thân Phật hiện ra sắc vàng rực rỡ, lại có hào quang sáng chói mà tỏ cho nàng biết rằng mẹ ngươi chẳng bao lâu rồi cũng thác sanh vào nhà ngươi. Hễ vừa biết sự đói lạnh thì nói liền, khi đó ngươi sẽ rõ. Nàng Quan Mục tỉnh giấc dậy thì biết là điềm linh ứng của Phật mách bảo, nhưng chưa hiểu cách thác sanh làm sao, nên luống những âu sầu mà trong đời. Cách ít lâu, người tớ gái của nàng sanh được một đứa con, chưa đầy ba ngày mà đã biết nói. Có một bữa nọ, đứa nhỏ thấy nàng Quan Mục liền cúi đầu mà khóc lóc rất thảm thiết, rồi nói rằng: "Đường sanh nẻo tử, mối nghiệp dây duyên, nếu đã tạo tội thì tất phải chịu lấy quả báo, chứ không thể tránh được. Ta đây vốn thiệt là mẹ ngươi khi trước, từ lúc vĩnh biệt đến nay ta bị đọa vào địa ngục chịu nỗi đắng cay. May nhờ phước lực của ngươi nên ta mới được đầu thai lên đây, nhưng vì tội báo còn nặng nên ta phải sanh làm tên hèn hạ như thế này. Đã vậy mà lại không thọ, ta chỉ sống được 13 tuổi mà thôi, rồi lại phải chết và bị đọa vào ác đạo nữa. Bây giờ ngươi nghĩ có cách gì làm cho ta ngày sau thoát khổ ấy đặng hay không?" Nàng nghe nói đầu đuôi tự sự hiệp với lời của Phật mách bảo trong điềm chim bao, thì biết là thiệt mẹ của mình, nên nàng đồng mối thương tâm, tơi sầu dấn dít, giọt lệ chứa chan, mà thưa với đứa nhỏ ấy rằng: "Nếu quả là mẹ tôi thì chắc biết đặng những gì tội lỗi trong lúc sanh tiền, làm hành nghiệp gì mà phải đọa vào ác đạo như vậy, xin tỏ hết cho tôi làm tin." Đứa nhỏ bèn nói rằng: "Bởi ta ngày trước phạm vào hai nghiệp tội, một là sát sanh và hai là hay bắn người, nên phải đọa vào địa ngục mà chịu nỗi khổ báo như vậy. Nếu không nhờ phước lực của người niệm Phật và đắp vẽ hình tượng của ngài mà thờ, đặng cầu cứu vớt cho ta, thì tưởng không phương gì mà ta mong phần giải thoát cho đặng." Nàng đã hỏi nữa rằng: "Vậy chớ những sự tội báo ở nơi địa ngục ra thế nào?" Đứa nhỏ nói rằng:
Ôi sự thống khổ ấy không nỡ nói ra, mà đã nói thì cũng không biết chừng nào cho hết chuyện. Nàng nghe mấy lời ấy liền khóc òa, rồi ngửa mặt lên hư không mà bạch rằng: Tôi nguyện với chư Phật xin đem lòng đại bi mà cứu cho mẹ tôi đời đời khỏi đọa vào địa ngục, và từ nay cho đến 13 tuổi cho mẹ tôi khỏi phạm tội nặng mà sa vào đường ác đạo khác nữa. Nàng bèn ra quỳ trước bàn thờ Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục mà nguyện rằng: Nay tôi giải cùng 10 phương chư Phật, xin từ bi thương xót mà chứng minh cho mấy lời thệ nguyện của tôi ở giữa này. Nếu mẹ tôi đời đời lìa khỏi ba đường dữ, cùng khỏi làm người hèn hạ, và đến kiếp nào kiếp nấy cũng khỏi đầu thai làm thân con gái nữa, thì từ lúc tôi đối trước tượng Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục đây cho đến trăm ngàn muôn ức kiếp về sau, hễ thế giới nào có chúng sanh bị các tội khổ ở trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thì tôi thệ nguyện ra sức cứu vớt cả thảy khỏi sự thống khổ nơi ba đường ấy, và chừng người nào người nấy đều đặng thành Phật tất cả, tôi mới chịu chứng được chánh giác. Khi nàng phát thệ nguyện vừa rồi, bỗng nghe giữa hư không có tiếng nói rằng: Này Quang Mục, người có lòng từ bi bẩn rất lớn, biết gì mẹ mà phát lời đại nguyện như thế? Nay ta là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục, cho mẹ ngươi đến khi mãn 13 tuổi được thác sanh làm người phàm chí, hưởng thọ đến trăm tuổi, rồi sau lại được sanh về cõi vô ưu, hết sự lo phiền, đủ điều khoái lạc, lại sống lâu đến đời đời kiếp kiếp, và sau được thành Phật quả mà cứu độ tất cả chúng sanh ở cõi nhân gian và thiên thượng nhiều như số cát sông Hằng. Nàng nghe đủ mọi điều tiên chúc của Phật tỏ bày thì lấy làm vui mừng không xiết, liền lễ lại mà cảm đội ơn đức ngài. Từ đó về sau, nàng nuôi dưỡng và săn sóc đứa con nít ấy kỹ càng, và khi đến 13 tuổi nó chết, nàng thương xót và chôn cất một cách tử tế như mẹ vậy. Đời khác, trước đời quá khứ vô lượng A Tăng Kỳ Na Do Tha bất khả thuyết kiếp, thì Đức Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai và ngài Địa Tạng Bồ Tát đều chưa xuất gia tu hành. Hai người đồng làm vua Lân Bang với nhau trong một thời kỳ. Khi ấy, hai vị quốc vương kết nghĩa làm bạn và giao hảo với nhau một cách rất thân thiết, đều phát tâm làm 10 điều lành. Muốn trên thì quần thần được hưởng cuộc sống hạnh phúc vô vi, dưới thì bá tánh được an cư lạc nghiệp, và sau nữa tất cả chúng sanh đều gọi ơn giáo hóa, cảm đức nhân từ mà bỏ giữ làm lành, đặng mọi phần lợi ích. Song dân dân trong các nước Lân Bang phần nhiều hay làm điều ác nghiệp, như là tham lam, nóng giận, ngu si, tà kiến, nói thì ngoa ngôn ác ngữ, mắng rủa lẫn nhau, không kính Phật trọng tăng, chẳng thì giới sát, tật đố mấy người lương thiện, mưu hại những kẻ trung thành, chẳng có chút gì là lòng nhân đức cả. Đảm vậy mà hễ có xảy ra những tai bệnh gì thì cứ rước bóng trước chàng, giải ma giải quỷ, đem thân mạng mà cầu cứu với bọn tà sư ngoại đạo, sát hại vật mà cúng tế luôn luôn, tạo tác không biết bao nhiêu là tội nghiệp. Hai vị quốc vương thấy nhân dân ở các nước Lân Bang cứ chuộng sự tà mị và làm việc chẳng lành như vậy, động lòng thương xót, mới bàn luận cùng nhau tìm phương tiện gì đặng hóa độ cho những kẻ ấy khỏi bị cái ác nghiệp thọ báo trầm luân nơi bể khổ về sau. Lúc bàn luận xong rồi, một vị phát nguyện rằng: Nay tôi nguyện xuất gia cầu đạo Bồ Đề, cho đặng mau thành chánh giác mà hóa độ tất cả chúng sanh đều được vào cõi niết bàn, thì lòng tôi mới lấy làm thỏa mãn. Còn một vị thì phát nguyện rằng: Nay tôi nguyện xuất gia tu hạnh Bồ Tát, nếu tôi không độ những loài chúng sanh bị tội khổ được mọi điều an lạc và chứng quả Bồ Đề, thì tôi chưa chịu thành Phật. Trong hai vị quốc vương đồng thời phát nguyện như đã nói trên, thì vị phát nguyện sớm thành Phật mà hóa độ chúng sanh, tức là ngài Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Còn vị phát nguyện độ hết chúng sanh rồi sau sẽ thành Phật, tức là ngài Địa Tạng Bồ Tát. Vì lời thệ nguyện của Đức Địa Tạng như vậy, nên đã trải vô số kiếp rồi mà ngài cũng còn làm một vị Bồ Tát. Thiệp tấm lòng độ sanh của ngài to lớn biết là dường nào. Sự tích Đức Địa Tạng Bồ Tát. Đời khác nữa, hồi đời quá khứ thuộc về kiếp bất khả thuyết, thì tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát lại sanh làm ông đại trưởng giả rất hào tộc
và có đức độ. Đương thời kỳ ấy có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai ra đời. Một bữa kia, ông trưởng giả tình cờ gặp vị Phật ấy, thân tướng tốt đẹp, ngàn phước trang nghiêm, thiệt là tuyệt thắng trên đời, xưa nay chưa thấy. Ông càng xem lại càng thương và càng kính, làm cho ông sanh lòng hân hạnh bội phần. Ông bèn lại gần cúi đầu chắp tay mà thưa rằng: Bạch Thế Tôn, tôi trộm thấy cái dung nhan của Ngài rất đoan trang nghiêm nghị và viên mãn trăm phần, càng ngó lại càng tươi, càng nhìn lại càng đẹp, thiệt là chẳng ai có cái báo thân như thế. Nhưng tôi tự nghĩ rằng nếu được quả tốt, ắt có nhân lành, vậy chẳng rõ mấy kiếp trước Ngài làm những hạnh nguyện gì mà ngày nay cảm được thân tướng tốt đẹp như thế. Xin Ngài từ bi giảng nói cho tôi biết, chứ tôi đây cũng lấy làm ước ao sao cho được cái tướng hảo ấy. Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai thấy ông trưởng giả có lòng ước sự làm lành, nên Ngài liền bảo rằng: Nếu người muốn được kim thân giữ tướng như ta đây, thì phải phát tâm tu hành, trải vô lượng kiếp cầu đạo Bồ Đề, và một lòng tinh tấn mà quá độ tất cả những loài chúng sanh thọ khổ, cho thoát khỏi đường tội báo và được phần khoái lạc tiêu diêu. Do cái duyên phước ấy mà ngày sau sẽ cảm đặng tướng hảo như ta đây, chứ không khó gì. Ông trưởng giả nghe Phật dạy bảo như vậy, liền quỳ xuống trước mặt Ngài mà phát nguyện rằng: Tôi nguyện từ nay cho đến đời vị lai, không biết bao nhiêu kiếp số về sau, nếu có chúng sanh nào ở trong sáu đường bị thống khổ về sự tội báo, thì tôi dùng đủ phương tiện mà độ cho được giải thoát tất cả, chừng đó tôi mới chứng Phật quả. Vì trong kiếp làm trưởng giả nói trên, Đức Địa Tạng có phát lời đại nguyện như vậy, nên từ đấy đến nay, trải đã trăm ngàn vạn ức na do tha, không biết bao nhiêu kiếp số rồi, mà Ngài hãy còn làm một vị Bồ Tát. Xem đó thì biết cái thể nguyện lợi tha của Ngài thiệt là vô cùng vô tận, và cái công đức cứu khổ của Ngài thiệt là vô lượng vô biên. Sự tích Đức Địa Tạng Bồ Tát chuyển thế. Trong truyện Thần Tăng có nói rằng, sau khi Phật Thích Ca nhập diệt 1508 năm, nhằm đời nhà Tấn, niên hiệu Vĩnh Huy, năm thứ tư, thì Đức Địa Tạng Bồ Tát giáng sanh tại nhà vua nước Tân La. Ngài tục tánh là Kim, tên là Kiều Giác. Khi được 24 tuổi, Ngài xuất gia tu hành, có dắt theo một con chó trắng, kêu là con Thiện Thinh, qua tỉnh Giang Nam, huyện Thanh Dương, về phía đông phủ Trì Châu. Ngài lên trên đỉnh núi Cửu Hoa, ngồi thiền định trọn 75 năm. Đến đời nhà Đường niên hiệu Khai Nguyên, năm thứ 16, tối 30 tháng 7, Ngài chứng thành đạo quả. Lúc ấy, Ngài đã được 99 tuổi, mà cũng còn ở trong động núi Cửu Hoa. Thuở đó, có một vị các lão là ông Mẫn Công, sẵn lòng từ thiện, hay làm những sự phước thiện, hay làm những sự phước duyên. Trong nhà ông thường năm, mỗi khi trai tăng là 100 vị, mà ông chỉ thỉnh 99 vị, còn một vị để dành thỉnh Ngài cho đủ số. Có một bữa kia, Ngài xin ông Mẫn Công một chỗ đất ước vừa trải đủ cái y ca sa của Ngài mà thôi. Khi ông bằng lòng cho, thì Ngài lấy y trải ra, trùm hết cả khoảng đất tại cạnh núi. Ông Mẫn Công thấy sự thần kỳ như vậy, biết là một vị thánh tăng, nên lại càng bội phần hoan hỷ, mà nguyện cúng hết đất ấy, còn người con ông thì xin xuất gia theo Ngài. Ít lâu, ông cũng đi tu, trở lại đầu cơ với con, tức là thầy Đạo Minh Hòa Thượng. Sau Ngài lại thiền định 20 năm nữa, đến đời nhà Đường niên hiệu Chí Đức thứ hai, bữa 30 tháng 7, Ngài nhập diệt. Vì có sự tích của Ngài chuyển thế như vậy, nên người đời sau tạo tượng mà thờ Ngài. Bên tả có tượng thầy Đạo Minh, còn bên hữu có tượng ông Mẫn Công đứng hầu. Và mỗi năm đến ngày 30 tháng 7 âm lịch, ai cũng làm lễ kỷ niệm Ngài là do tích đó. Sự tích Đức Phổ Hiền Bồ Tát.
khi Đức Phổ Hiền Bồ Tát chưa xuất gia học đạo, còn làm con thứ tư của vua Vô Tránh Niệm tên là Năng Đà Nô. Nhờ phụ vương khuyên bảo nên Thái tử mới phát tâm cúng dường Phật Bảo Tàng và chúng sanh trong 3 tháng. Lúc ấy có quan đại thần Bảo Hải thấy vậy khuyên rằng: nay điện hạ có lòng làm đặng món công đức rất tốt như thế, xin hãy hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề mà cầu đặng thành Phật, hơn là cầu sự phước báo hữu lậu nơi cõi nhân thiên, vì cõi ấy còn ở trong dòng sanh tử. Năng Đà Nô Thái tử nghe quan đại thần khuyên bảo như vậy, liền thưa với Phật Bảo Tàng rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay tôi có món công đức cúng dường ngài và đại chúng trong 3 tháng, tôi xin hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh Giác, nguyện phát tâm Bồ Đề, tu hành Bồ Tát mà giáo hóa mọi loài chúng sanh, đặng thành Phật đạo, và nguyện đặng cõi Phật rất thanh tịnh trang nghiêm. Bao nhiêu những sự tốt đẹp và sự giáo hóa chúng sanh đều y như thế giới của Đức Phổ Hiền Như Lai vậy. Đức Bảo Tàng Như Lai nghe Năng Đà Nô Thái tử phát nguyện như thế, liền thọ ký rằng: hay thay, hay thay, ngươi phát thệ nguyện rộng lớn, muốn độ hết thảy chúng sanh đều thành Phật đạo, trong khi tu Bồ Tát đạo dùng trí kim cang mà phá nát các núi phiền não của mọi loài chúng sanh. Vì vậy nên ta đặt hiệu ngươi là Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức, trải hằng sa kiếp làm nhiều việc Phật sự rất lớn, rồi đến thế giới Bất Quyến ở phương Đông mà thành Phật, hiệu là Phổ Hiền Như Lai. Chừng đó những sự tốt đẹp trang nghiêm của ngươi đã cầu nguyện thảy đều thỏa mãn. Khi Đức Bảo Tàng Như Lai thọ ký rồi, tự nhiên giữa hư không có nhiều vị thiên tử ở các cõi trời đem đủ thứ bông thơm đẹp đến mà cúng dường và đồng thinh khen ngợi. Năng Đà Nô Thái tử thưa với Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu những sự ao ước của tôi ngày sau quả nhiên đặng như lời ngài thọ ký, nay tôi kính lễ ngài và chư Phật mà xin làm sao hằng xa thế giới có đủ món hương rất tốt rất thơm, mùi bay khắp trong các cõi, và mọi chúng sanh hoặc ở trong địa ngục, ngạ quỷ cùng súc sanh, cho đến các người ở cõi thiên thượng nhân gian, đương mắc phải nghiệp báo gì, nếu ngửi đặng món hương thơm ấy, tức thì đều đặng rảnh khổ và lại hưởng sự an vui. Năng Đà Nô Thái tử thưa rồi, đương cúi đầu mà lễ Phật, thì trong các thế giới 10 phương, tự nhiên có mùi hương thơm bay khắp cả. Lúc đó mọi loài chúng sanh ngửi đặng mùi hương ấy, lòng dạ hớn hở, các bệnh phiền não thảy đều tiêu trừ. Năng Đà Nô Thái tử nhờ Phật thọ ký như vậy, thân tâm vui mừng, bèn đảnh lễ Phật rồi ngồi xuống nghe ngài thuyết pháp. Năng Đà Nô Thái tử nhờ công đức đó nên sau khi mạng chung sanh ra các thân khác và các đời khác, kiếp nào cũng nhờ lời thệ nguyện và chăm làm các việc Phật sự và hóa độ chúng sanh, đặng cầu cho mau viên mãn những sự của mình đã ao ước. Bởi ngài có lòng tu hành tinh tấn như vậy nên nay đã thành Phật ở cõi Bất Quyến và hóa thân vô số ở trong các thế giới mà giáo hóa chúng sanh. Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát khi chưa xuất gia tu hành, có một kiếp ngài làm con đầu lòng của vua Vô Tránh Niệm tên là Bất Quyến Thái tử. Trong thời kỳ vua ấy thống trị thiên hạ thì có Phật Bảo Tàng ra đời. Vua thấy nhân tâm xu hướng theo lời giáo hóa của Phật càng ngày càng đông, bèn suy nghĩ rằng nếu đạo Phật không phải chân chánh thì đâu có lẽ người ta sùng bái khắp xứ như vậy, nên vua mới phát tâm sắm đủ lễ vật đến cúng dường Phật và chúng tăng trong 3 tháng, và lại khuyên các vị vương tử và đại thần cũng làm như vậy. Khi ấy Bất Quyến Thái tử vâng lời phụ vương, hết lòng tinh kính sắm đủ các món ngon quý và đem những đồ trân trọng của mình mà dâng cúng cho Phật và đại chúng trong 3 tháng, không trễ nải bữa nào và cũng không món gì kém thiếu. Quan đại thần Bảo Hải là phụ thân của Phật Bảo Tàng thấy vậy khuyên rằng: Điện hạ đã sẵn lòng tu phước mà cúng Phật cúng tăng, vậy xin điện hạ hãy đem công đức đó mà hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề. Chớ nên cầu sự phước báo trên cõi trời Đao Lợi hay là cõi trời Phạm Thiên làm chi? Bởi vì mấy cõi ấy tuy là cảnh vật vui tốt, nhân dân sung sướng, căn thân đẹp đẽ, thọ mạng lâu dài, đặng phép thần thông, dạo đi tự tại, những đồ y thực sẵn có, các cuộc du hí đủ bài, trăm thức tự nhiên thọ dụng đủ điều khoái lạc, không có sự khổ như cõi nhân gian.
ấy phước báo như trong các cõi đó tuy là mỹ mãn như thế, nhưng còn thuộc về hữu lậu, có hư có mất, chắc chắn gì đâu. Chính là sự vô thương, thật là tướng vô định. Như cơn gió thổi mau, không có thế lực gì cầm lại đặng. Hết vui thì xảy ra buồn, hết sướng thì trở lại khổ. Dầu có sống lâu đến mấy ngàn năm đi nữa, cũng không khỏi con ma sanh tử lôi kéo vào đường nọ ngõ kia. Nếu điện hạ cứ cầu phước báo đó, chắc không thoát khỏi ải sanh tử luân hồi. Nếu đã không khỏi luân hồi thì chưa chắc lúc nào đặng tiêu diêu tự tại. Chi bằng điện hạ đem công đức đó mà cầu món phước báo vô lậu, không hư không mất, đời đời kiếp kiếp vượt ra ngoài ba cõi bốn dòng.